lỗ mà nhìn con cũng mê mê. Có vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu, về với em thì mới được đẹp. Bây giờ thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to thật kêu để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Cường, em là nhân viên về công nghệ thông tin, em năm nay là 30 tuổi. Thế còn em? Em tên là Bảo Khánh, em là nhân viên văn phòng, dạ năm nay em 26 tuổi. Anh xin hỏi ngoài lề chút xíu. Dạ. Là hai em là đã xem chương trình Vợ Chồng Son này lần nào chưa? Dạ có. Em thích lắm á, em xem là mỗi lần mà em xem cái em thấy phấn khởi trong người lắm. Em nhìn mà mấy cặp vợ chồng mà nói chuyện với anh chị á, rồi em thấy nôn nao em muốn ngồi đây nè. Cái xong em mới đăng ký mà mới ngồi được ở đây á. Dạ nhưng mà ngồi được ở đây là phải gian nan lắm mới ngồi được. Trời ơi, gian nan lắm mới ngồi, có phải là do biên tập của chương trình hành hạ em? Dạ không, do chồng em hành hạ em á. Trời ơi. Sao vậy? Sao vậy? Dạ chuyện này chút xíu em kể. Cảm ơn em vì em đã ngưỡng mộ chương trình này. Dạ. Để hôm nay chúng ta có được cơ duyên và hội ngộ ở đây. Mọi người cảm ơn em. Vỗ tay. Dạ. Rồi chuyện còn cái chuyện hành hạ thì chúng mình nói sau. Rồi bây giờ kể cho nghe câu chuyện về cuộc tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Dạ thì cách đây 5 năm á là em bị thất tình. Rồi xong rồi em với nhỏ bạn thân của em đi chùa xong rồi đang trên đường về cái em gặp anh này, anh chạy xe mang biển số 66, là em cũng 66 cái Đồng Tháp. Dạ đúng chính xác. Xong cái nhỏ bạn thân em á nó mới nói á, Đồng Hương mày kìa. Cái em mới nói mày tin tao chọc không? Cái nó tao thách mày đó. Em lên liền, ngay đèn xanh đèn đỏ anh này anh đang dừng, cái em lên em nhìn qua ảnh em nói Đồng Hương nha anh. Em tính là như vậy là em đã thắng cuộc nhỏ bạn em rồi, em chạy luôn. Ai ngờ ông này cũng mê gái lắm, cũng chạy theo em hoài luôn á. Bạn này đi vượt qua em là em chạy theo luôn đó. Dạ tại vì tự nhiên có người chọc phải chạy theo chứ. Mà lúc mình đó chọc ngược lại thôi chứ. Có đeo khẩu trang không? Dạ có. Có đeo khẩu trang? Dạ hai người đều đeo khẩu trang hết. Mà đâu ai biết được dung mạo thật của ai đúng không? Dạ không. Biết đâu chừng mở cái khẩu trang súng răng rồi sao? Dạ. Em chọc anh này là do anh hồi lúc đó đó, ảnh thì cũng có cơ bắp lắm. Ảnh tập thể thao, mặc quần đùi, áo thun ba lỗ. Mình nhìn mình nhìn cũng mê mê. Nhưng bây giờ là mặc lùi chứ hồi đó là dễ thương lắm. Rồi nhưng mà lúc em chạy theo thì em nói cái gì với bạn này? Em chạy theo em hỏi sao biết 66, cái là nhìn biển số xe là biết tại cùng quê mà. Rồi bắt đầu em chạy theo tới hết đường luôn, xin số điện thoại. Anh này anh nhắn tin cho em hoài luôn á chị, mà anh cua mà anh cua trắng trợn luôn á. Nhắn hay sáng cũng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, mà nhắn liên tục. Rồi xong anh nhắn cả tháng trời á, xong anh mới mời em đi uống cà phê. Cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao, em bị gì nhẩm hay sao. em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường à. Mà sau này cưới nhau về các em mới thấy đẹp trai. Còn bạn này thấy bạn này lần đầu tiên thì đẹp quá luôn. Không có, vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu, giờ là quá đẹp lắm rồi. Về với em thì mới được đẹp. Ý anh ấy nói là nhờ công ảnh đó nha. Thôi, nhìn thấy nhau rồi đó. Vậy thì bên nào chủ động cua bên nào? Dạ ảnh hẹn em đi cà phê cũng mấy lần, rồi xong rồi cái lần đó ảnh sắp đi công tác ở Long An, cái ảnh hẹn em ra quán cà phê nữa. Cái em suy nghĩ em nói cái anh này á suốt ngày ảnh cứ nhắn tin mà ảnh hẹn vậy hoài, không biết chừng nào mà mình mới chịu mới đổ. Em thấy đã phí thời gian của hai người quá, cũng tội nghiệp ảnh phí thời gian của ảnh. Cái em mới nói với ảnh thôi giờ hai đứa quen nhau thử một tháng đi, em thấy em có tình cảm với ảnh thì em tiến tới, còn không thì đường ai nấy đi khỏi lạc nữa cho khỏe. Ảnh cũng đồng ý. Đồng ý luôn. Sao đồng ý? Dạ đang theo đuổi phải đồng ý chứ. Rồi sao? Trong một tháng thử thách. Dạ trong một tháng thử thách thì rồi qua tháng thứ hai, tháng thứ ba bên đây không nói gì hết á. Em cũng không nói gì luôn, từ từ cái rồi tới yêu nhau rồi tới giờ luôn á. Rồi bây giờ kể về những câu chuyện sau nhận đi. Em vừa mới rất là hào hứng khoe rằng là chồng em đã dành hết tất cả sự yêu đương dành cho em. Vậy thì chắc chắn là khi mà cưới nhau về thì anh ấy chắc không có cái tính xấu gì đâu đúng không? Tốt thì tốt nhưng xấu vẫn lòi ra. Ví dụ hay cằn nhằn là khi mà em nói ra điều gì thay vì ảnh sẽ lắng nghe em. Không đâu, em nói ra là bác bỏ em liền, xong rồi mới làm. Giống như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sợ đứt ngộ hỉ. Dạ mỗi lần em mà giận. Mỗi lần em giận nên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, cái này dặn lên không có đập anh, mà dặn lên là bỏ nhà đi rồi. Đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói cái vụ gì mà chồng hành hạ em, cái vụ mà em đòi tham gia đó. Dạ ảnh đang bức xúc cái vụ này lắm á. Em kêu là thôi đừng cởi lên em xấu hổ chết.
Bạn nói là mình lên rồi phải làm. Đúng rồi, đó. Chơi luôn em. Đó, bắt em tham gia. Thôi bây giờ em đâu, không giờ kể thì bây giờ đi. Cho ông chồng kể. Đó. Có nghĩa là lúc trước cũng muốn tham gia một lần rồi. Xong rồi rồi em năn nỉ dàn xin luôn á là vợ đừng có đăng ký cho ông xã lên đây mắc cỡ lắm. Nói ừ vậy thôi được rồi. Sau vài tuần coi này thấy thích quá, chị không nổi nữa, bắt đầu đăng ký. Đăng ký xong đậu cái bắt đầu nói với em này nọ, em nói là lúc trước có nói vậy rồi mà tại sao vợ lại tính nào là muốn làm mà làm à. Không ấy giờ cái bắt đầu đòi đi về quê ly dị. Nó nói em không chịu tụng hết rồi, bắt xe về quê tối đó là nó là đặt khách sạn ngủ rồi, sáng mai xin nghỉ đi về quê nói chuyện với cha mẹ ly dị. Trời vậy cái chương trình mà đòi ly dị em ghê thiệt. Chồng tức thiệt chi cái chương trình này mà đòi ly dị em. Mà nói em là không thương này nọ, chả lẽ thương vợ mà có chương trình mà không tham gia được sao mà phải. Mà biết bao nhiêu chuyện em làm hết rồi, cái gì em cũng làm, nhưng cứng đầu lắm, muốn gì là làm được cái đó thôi. Ủa nhưng mà nếu như mà ổng cương quyết ổng không tham gia thì liệu cái điều đó nó có xảy ra không? Hay là em chỉ hù ổng thôi? Em hù thôi, nhưng mà em biết anh sẽ đi tham gia cho anh không thấy đâu nên em hù rồi. Em nói với ảnh là em xin sếp em nghỉ rồi, em đặt xe luôn rồi, thật ra em đâu có làm đâu. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, cái điều gì làm cho em thích ở cái chương trình này? Mỗi lần mà em xem á, em nhìn hai cặp vợ chồng ngồi nói chuyện với anh chị á, cái xong cái anh chị nói chuyện lại á, tự nhiên em thấy người phấn khởi mà em thích lắm. Em trong người em nói làm sao em kiềm chế không nổi luôn á. Thích nhất là cái mục nào? Ấn tượng gặp nhau hay là vạch mặt nhau hay là cái lúc mà mong muốn thay đổi? Vạch mặt nhau vui coi đó vui. Tôi bảo đảm 100 bà vợ đều thích là cái chi tiết là vạch mặt nhau. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi Cường. Dạ. Hồi nãy em nói là em rất là mắc cỡ, không cảm thấy thoải mái khi lên chương này. Vậy thì hồi nãy giờ trong suốt thời gian nói chuyện với nhau, em hết cái cảm giác đó chưa? Cũng tạm tạm, có nghĩa là nếu mà nãy có vài lon bia thì được. Có không? Em nói cho nhiều chưa? Dạ, đâu dám uống. Uống rồi đỏ mặt lên. Bây giờ không uống nhưng mà bây giờ em đã hết cái cảm giác mà ngại ngùng này kia nọ chưa? Dạ đỡ. Hết rồi phải không? Thấy quyết định của vợ sáng suốt chưa? Đó. Ủa mà tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Đó, mai mốt có con á. Lớn lớn xíu cái mở YouTube lên đó. Trời ơi nè. Đúng rồi đó, chính xác. Xưa cha con vậy nè. Xong đó cho con mình coi hồi đó cha với mẹ thời thanh xuân trẻ đẹp đến mức nào đó. Rồi bây giờ quay trở lại với cái vụ vạch mặt chứ, bây giờ đến vạch mặt là chồng đó. Bây giờ ngược lại là chồng phải vạch mặt vợ. Dạ. Đó. Chồng em mà vạch mặt chắc cả đống luôn á. Tự nhận luôn hả? Dạ chắc vậy. Nhiều không Cường? À, cũng nhiều nhưng mà nó vợ em lúc mà xiên á thì làm việc nhiều lắm, mà lúc làm biếng thì thôi chúa tể luôn. Có nghĩa là đi làm về ha, em dựng xe cái kịch đó em phải đi ra em dựng xe lại, em lấy vỏ vô, em lấy nón bảo hiểm vô, em cắt chỗ này nó về chải đầu dục chỗ đó. Ví dụ như cái chỗ này để tiêu để đường đi, bữa nay dọn chỗ này, bữa sau dọn để chỗ khác. Em đi vô bếp em làm đồ ăn cho ăn, em kiếm không gặp em phải hỏi. Hỏi bắt đầu nhằn em. Nhiều người đâu có làm đồ ăn cho vợ ăn đâu, em là người thường xuyên làm đồ ăn cho vợ em. Trời ơi, đi chưa? Anh nhằn sao? Tức cái bộ. Mỗi lần em vô bếp làm đồ ăn lần nào cũng cằn nhằn dân, mốt em không làm nữa thử hết cằn nhằn. Đúng không? Ta làm cho ăn mà cằn nhằn gì. Lúc ăn thì ngon thiệt, hứng phấn khởi thiệt, nhưng mà ăn xong lại nhìn cái bếp nó mệt. Chứ đóng đồ mà mình phải gũa mình mệt, phải chỉ ăn xong đụng gũa thì nó khỏe. Ồ, giờ hết cằn nhằn đó phải không? Giờ hết cằn nhằn liền. Rồi, còn gì nữa không? Chạy xe ẩu, kinh khủng ẩu. Ví dụ như trong khoảng đường đó em chạy 30 phút là vợ em là chạy chừng 15 phút. Trời anh. Đi như ảnh mệt lắm, chạy cứ như là nhung dài á. Thì từ nha. Từ xa mà ha, mà nhìn thấy đèn xanh là mà còn mấy mười chừng cả chục giây mà ảnh bắt đầu hạ ga đó, chị coi tức không? Em đi với ảnh làm hai cửa lộn rồi đó lắm. Mình tới đèn cam hay gì mình dừng rồi cũng được, mới đèn xanh mà ảnh sợ chạy tới đó là đèn cam nên ảnh chạy nhanh chậm. Hơn thì cũng không làm được gì. Em chạy từ từ thôi. Cẩn thận đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Hết. Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng có, nhưng mà bực bội nhất là ngắt nhéo. Thà là lợi quýnh cách bóp thì em chịu được, lợi ngắt nhéo một cái em chịu khó chịu. Trời em sẽ la lên. Nhưng mà quýnh đâu có đã đâu. Như giờ anh có Thuận nè, anh có Thuận ngồi cái ngay đây, anh có Thuận có cục mỡ không? Thôi em tự nhiên em vạch mặt anh em. Tại đó em vạch mặt chồng em được rồi. Thôi em vạch mặt chồng em đi. Giờ anh ngồi á, có cục mỡ ở đây nè, nó bóp đã lắm. Bây giờ mình quýnh nó có đã, bóp vô cái chỗ nó đã dễ sợ luôn. Chứ ở dưới đây nè chị, mình ngắt nó. Trời ơi. Trời dã man thiệt. Đau lắm. Em thích thiệt mà. Tôi bị ngắt rồi. Dạ, thà là quýnh đi em chịu được chứ ngắt nhéo. Mà em cọc tính lắm, ngắt là la cái là giận. Là mỗi lần giận là em là 90% là em đi năn nỉ không à. Ảnh làm em bị tổn thương. Tại vì lúc đó là em đang vui vẻ, em đang muốn. Dạ đúng rồi, em đang cưng ảnh mà tự nhiên anh kêu
Ôi, giỡn biết đau hả? Làm gì đó, làm em giống như em bị quê vậy chị. Tổn thương là em chứ đau. Em này là tổn thương lòng. Còn này là tổn thương về thể xác. Tổn thương lòng. Rồi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em dặn nhau đừng đi khỏi nhà nữa, ở lại giải quyết mọi chuyện. Đi ra ngoài mới quề với nhau được, ở nhà đâu quề đâu. Trời ơi. Dạ đi ra ngoài anh thấy anh năn nỉ em mới quề, cho em ở nhà hai cái mặt một đống không ai nói chuyện ai tao quề đâu. Trời ơi. Em đi mà ảnh biết chỗ nên ảnh sẽ đi kiếm chứ em đâu đi chỗ bậy đâu. Tại vì lúc đó em cũng ghét lắm. Em mà giận anh lên giường anh nằm á, em lên giường em nằm chứ xong anh năn nỉ. Thì năn nỉ thì phải kiên nhẫn, lúc mình đang giận thì cứ lắc tắt người em, cái em không chịu, đẩy ra. Cái bắt đầu cái ảnh làm thôi mà ảnh nhắm mà không được rồi anh bỏ cuộc. Xay qua trằn trọc hay nằm ghét tay lên chén rồi này kia giống như là căng thẳng lắm. Hơi em chừng khoảng 5 phút xanh nghe ấy khọ. Mà không, tự nhiên mình cảm thấy mình bị tổn thương rồi. Chứ lần nãy không mình, được em ngủ, tại vì lần nãy tiếp. Anh hiểu cái tâm lý của em là mình sẽ nghĩ ôi ảnh sẽ trằn trọc và ảnh sẽ không ngủ thâu đêm suốt sáng đúng không? Đúng rồi, phải nghĩ sao vợ mình buồn như vậy này, cứ ai ngồi ngủ khò khò, tủi thân dễ sợ luôn. Tổn thương từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng nọ qua tháng kia. Rồi, còn gì? Hiện tại là em có hai điều mà mong muốn ảnh thay đổi nhất luôn. Là cái điều thứ nhất là ảnh ra đường, ảnh chạy xe, ảnh phải hiền dịu lại. Khi mà người ta lỡ quẹt ảnh một cái hay là người ta bất kèn nhiều hay người ta chặn đầu xe ảnh, tháo khẩu trang ra, kênh liền. Vậy nè, kênh xuống kênh không đâu, bất kèn tin. Chạy qua người ta mà còn quay lại kênh người ta ăn cái nữa mới chịu. Em sợ lắm, lỡ ảnh có chuyện gì làm sao. Em hiện tại ảnh là cuộc sống của em mà, ảnh phải biết suy nghĩ. Cái thứ hai là về nhà đừng cầm điện thoại nhiều nữa. Em mắc cười thiệt, cầm điện thoại lên chơi thì được, nhưng mà em cầm lên chơi trước là sẽ nói em thì cầm lên trước là không sao, chừng nào để vợ chơi cầm được chơi. Cầm lấy cho em cầm, còn nếu mà không cầm là em không được cầm điện thoại thì... Kì. Mà trong khi đó em là dân nghệ thông tin, em thích phải coi với dọc máy rồi đó, được không? Cả ngày dọc trong công ty rồi về nhà rồi vợ cũng dọc đi dọc cũng gì đó. Không phải ê, em nói mình nói chuyện nha em. Em có hiểu, nhưng mà cái ngôn ngữ mình nó rất là phong phú. Và tôi rất là thích cái chuyện mà bạn vừa hớ rồi, đúng không? Cái gì đâu, rất hay, rất đáng yêu, phải không nào? Rồi, còn gì nữa nè? Dạ, hai đó mong muốn nhất là anh giờ làm trước thì em hai đó đi. Mà em biết được không nữa. Rồi. Bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Thôi Cường, hứa đi em. Lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin. Nhưng mà thôi, giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu, mình tin. Là đúng nên đàng hoàng hứa, giống như là tuyên thệ được. Đó. Ngại quá. Ai biểu lên đi trình chứ. Tại vì các bạn này nó lãng mạn. Lãng mạn. Anh nói chứ nghiêm túc hứa là làm được nha trời. Không phải hứa xuông đâu nha. Chồng hứa là ra đường bớt nóng tính, như dẹp luôn trong cái bớt. bỏ luôn như bớt chơi điện thoại lại, nhưng mà có máy tính phải xài tại vì công việc. Thầy làm việc có kiếm tiền thì chịu, nhưng mà đừng có chơi điện thoại. Đó rồi, hứa rồi giờ ôm nhau cái đi. Chưa vợ phải hứa chồng chứ. Chồng mong muốn vợ thay đổi nãy đó. Dạ thì nói chung là nếu như mà ông xã muốn vợ không đi nữa thì khi giận nhau thì ông xã phải chịu khó năn nỉ vợ đi thì vợ mới không đi nữa. Thì như vậy mới hứa được, hứa thì kiên trì đi, hứa nha. Gài thế luôn, gài thế luôn. Rồi vậy giờ vợ hứa đi. Dạ. Dạ vậy thì em hứa là khi giận em sẽ không đi nữa, em sẽ vui vẻ với ảnh. Còn chạy xe ẩu nữa, cái đó mới quan trọng. Đó, nói luôn. Có cái đó mình hứa đợi hứa hoài vậy á. Cái chạy xe ẩu quan trọng lắm. Thầy hứa nha. Coi như quề bên đây mà không chạy xe ẩu thì bên này sẽ quét lộn, bớt nóng lại. Ok luôn. Rồi ok. Chạy xe mỗi lần mà chạy xe nhanh sẽ nghĩ đến xã, mỗi lần xe ra đường sẽ nóng sẽ nghĩ đến vợ. Rồi nha. Rồi lên được. Rồi ok. Cho Thảo, em có dám thông minh không? Vợ mua rồi khai báo người bị mệt lắm rồi. Sống sẽ nổi. Do em ghen anh mới đập điện thoại thôi. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Phùng Nhật Thu, năm nay 30 tuổi, là nhân viên văn phòng của công ty du lịch. Còn bạn? Em là Phạm Thị Mỹ Dung, em cũng là nhân viên văn phòng. Chung công ty. Hai vợ chồng làm chung công ty luôn, dạ. Từ lúc trước khi lấy nhau luôn. Dạ, dạ trước khi lấy nhau luôn. Mà hai bạn làm chung nhau bao nhiêu lâu thì là để ý nhau? Khoảng gần hết một năm đầu tiên à. Lúc thì... gặp nhau có cái ấn tượng gì không? Đầu em không thích, em cực kỳ ghét luôn. Tóc thì highlight, một bên vàng, một bên đen.
coi. Đó. Trời, anh còn hút thuốc nữa anh. Anh hút chứ một hơi thôi dục. Theo đường lối của công tử Bạc Liêu đó. Sang quá đúng không? Quá sang luôn. Mỗi lần đi nhậu với bạn bè đều dành phần trả tiền hết. Em cảm thấy đó là một cái điều tốt hay là điều không tốt? Em nghĩ là không tốt. Tại vì xài lương ra chưa hết một tuần là đã hết sạch lương rồi. Nhưng mà lúc mà đăng cua em á, có dành trả tiền cho em không? Trả hết không chị, nói chung là đi cứ đi đâu có em thì cũng dành hết. Có một cái lần nào mà bỏ ra một số tiền lớn để mà làm một cái gì đó cho cô gái này không? Dạ có, kỳ đó là bạn em muốn đi Phú Quốc chơi. Em bao là toàn bộ lương từ vé bay, khách sạn, tour, ăn nghỉ cho trong vòng 3 ngày 2 đêm. Nhưng mà mời một mình bạn hay là mời một số bạn? Mình vợ em bây giờ đi thôi. Lúc đó là đã yêu chưa mà... Chưa, em mới để ý thôi chị. Mới để ý mà để cho người ta bao mình đi tour vậy chứ? Không phải, tại vì ảnh có người nhà làm ở dưới Phú Quốc. Thì em mới nhờ ảnh đặt khách sạn, nhưng mà em không biết là ảnh trả tiền cho mình. Cái lúc sau thì anh kêu khách sạn thanh toán thì khách sạn nói anh kia anh thua trả hết rồi chị ơi. Hiểu rồi. Mà lúc đó vợ em đi mình, em đâu có đi theo đâu. Nhưng mà em có biết rằng là ở dưới Phú Quốc là có người thân của Thu không? Có anh. Có thì mới nhờ nè. Thế thì vậy là mới muốn đi xuống dưới Phú Quốc. Dạ. Lúc đó xuống dưới em bị tra khảo. Dạo đó gặp bố chồng em. Bố em làm gì đó, nghe em bao hết thì bố mới gọi cô này ra. Đó bây giờ ngồi nói chuyện nó tưởng là chắc con trai mình giới thiệu bạn gái xuống đây. Khi một tối gần 3 tiếng đồng hồ luôn anh. Rồi. 3 tiếng đồng hồ thì chị ra lý lịch hết luôn. Em ở Phú Quốc bao nhiêu ngày? Em ở 2 ngày anh. Sau khi từ Phú Quốc về thì tình cảm của hai người có thay đổi không? Thì từ từ sau một thời gian đó thì em mới nhận lời đi uống cà phê với ảnh. Trước đó thời gian đầu là không bao giờ chịu uống cà phê, hoặc đi uống thì theo ít nhất phải 3 người. Dạ, giống như 2-3 người theo bảo vệ vậy. Sao em không nghĩ là mang theo cho em trả tiền cho chết? Sẵn năng ghét mà. Trời ơi. Đi uống cà phê được bao nhiêu lâu thì hai đứa mới quen nhau? Xong mà cái chuyến Phú Quốc về á, rồi có một lần ảnh chat với em á, hẹn đi uống cà phê. Thì thật sự là lúc đó là em cũng đã thích rồi. Cái sau ra ngoài bị ảnh dụ dỗ. Dụ dỗ sao? Là ảnh nói bây giờ em có dám hôn anh không? Vừa dụ xong là ngay lập tức là chồm lên hôn em ngay luôn ạ. Vậy đó hả? Coi như là... Thành ra là cái buổi đó là đáng lý là em chủ động, mà cuối cùng anh là em là kèo dưới luôn. Dạ đúng rồi. Tôi nghĩ là Thu lúc đó là chỉ khích chơi cho vui thôi. Dạ đúng mà rồi. Ai ngờ cô ấy làm thiệt á. Rồi có nghĩa là sau cái nụ hôn đó là hai đứa chính thức quen nhau. Dạ. Mà chị hỏi thăm nè, chị vẫn thắc mắc một cái là tại sao em không đồng ý cái thói tiêu xài của chồng em từ thời điểm đó. Cho dù là có bao em đi chăng nữa thì như em đâm đầu với em lấy làm chi? Tại vì cái tính anh hiền, chân thật, trong túi nhiều cũng có nói hết luôn chứ không phải là giấu giếm như người ta. Vậy em mới để ý thì em mới rất là em thích ảnh. Coi như là ngã gục là vì cái sự mà thật thà của chồng chứ không phải là vì cách tiêu xài của chồng, đúng không? Đúng rồi chị. Vậy thì sau khi lấy em rồi đó, cái mức độ tiêu xài đó là dừng lại hay là phát triển thêm? Giảm bớt chị, tại vì mẹ chồng có nói á là một ngày con chỉ phát cho nó bao nhiêu đó tiền thôi, 50.000 hoặc là 100.000 vậy đó thôi, còn bao nhiêu con giữ. Dạ khỏe giữ luôn nghĩa là đó. một ngày là chỉ có 50.000 thôi à. Ăn cái gì giờ này cũng lên được khoảng gần 200.000 rồi. Như vậy có nghĩa là tiền bạc quản lý chi tiêu trong nhà là em giữ hết. Dạ. Nói chung là bất cứ một món đồ gì em mua mà cỡ chừng trên 1 triệu là bắt đầu phải khai báo rồi. Khai báo chừng nào bà gật đầu mới dám mua đúng không? Dạ đúng rồi. Mua rồi mới khai báo hay là trước khi mua khai báo? Dạ mua rồi khai báo bị mệt lắm ạ. Có nghĩa là bây giờ phải làm đề xuất đúng không? Dạ phải làm đề xuất xin chữ ký. Xin chữ ký rồi mới được. Trên 1 triệu có được gì không hay là chỉ dưới 1 triệu mới được gì? Dạ thường dưới 1 triệu thì có thể tự mua về báo cho báo sau được. Dạ còn trên 1 triệu thì là phải đề xuất có chữ ký. Dạ thí dụ trong trường hợp mà em phá lệ em tự mua trước rồi em về báo thì chuyện gì xảy ra? Sống nổi lên phải không? Sống bắt đầu luôn. Rồi lấy nhau xong rồi á, bây giờ có thấy những cái tật mà mình đã thấy trước khi lấy là đã xấu thì bây giờ xấu hơn hay là tốt hơn? Lòi ra nhiều thêm mà. Lòi ra nhiều thêm mà người nào lòi? Dạ vợ em thì càng lúc càng cố chấp ngang bướng rồi không bao giờ chịu nghe ý kiến em. Dạ như anh nghĩ mua đồ mua cái gì cũng đơn giản hơn 1 triệu cũng không có bao nhiêu mà cũng cứ phải xin này nọ mà chờ lâu nữa. Nhiều khi xin 2-3 ngày mới được mua. Tại vì anh mua cái linh tinh lắm gì, nhiều khi anh thấy có tiền trong túi thôi anh em ơi đi mua điện thoại đi. Mà mới mua tháng rồi chứ không đâu xa đó. Cứ là đi mua điện thoại nó thôi mua gì chứ nữa. Cái mua cho em xong, cái thôi điện thoại anh cũ rồi, đổi luôn đi. Anh cũng nhờ vậy em cũng đổi được 2 cái điện thoại rồi. Mà trong đó cái đầu tiên là nhờ em là do em ghen anh mới đập điện thoại thôi. Bây giờ mới lòi ra. Vợ em hay ghen?
có một lần cái chuyện lớn nhất được vụ đó thì em tức quá em nói không được, em mới đập luôn điện thoại của vợ là quan đúng không? Vợ ghen. Dạ quan ức, quan ức anh. Rất là đúng anh. Không, bên đây nó quan, đây cũng quan. Tại sao không quan mà tại sao lại quan? Tại vì á, ảnh có một người bạn trai, ảnh giới thiệu cho một cô bạn gái đồng nghiệp trong công ty. Mà một thời gian sau á, cô gái đó không rủ người bạn đi nữa mà cứ rủ ảnh đi. Cái em mới nói là anh ơi, cô đó thích anh đó. Đâu không nói, không chịu, nó không nghe. Cái sau nó có đâu mà có. Cái sau đó từ từ cái cô đó mới là dụ đi không được, cái đòi tới nhà. Đòi tới nhà cái anh này cũng không chịu. Tới bữa đó anh đi công tác, cái cô đó qua đó anh đó đón chị... nhau đi công tác đó à, anh em về. Em đi công tác về hay là đi công tác xong rồi đón nhau về đó đón về, về. Dạ. Rồi về về nhà ảnh hay về nhà cổ? Không có mặt em đến không đón nữa. Rồi sao anh mới nói đó hết chưa, bây giờ không tin đó, người ta thích mình như vậy nó không tin. Nhất quyết là không, không cứ kết tội em nói bây giờ cuối cùng em phải nói là cô đó có gì hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là anh có gì hay không. Anh không có gì thì tất cả mọi thứ đều là không có vấn đề gì cả. Dạ nhưng vẫn không, vẫn lôi ra rồi xong rồi ví dụ tranh luận bất cứ chuyện gì cũng đều lôi cô đó ra hết. Không phải anh, tại vì người ta nhờ một lần thì được, còn em nhờ tới 5-6 lần nữa mới được một lần. Thậm chí nó quạo luôn mới chịu làm. Tại sao vậy? Dạ tính em hơi lười, ví dụ như dạ lười lại nhiều khi hơi đang chơi game chút, rồi vợ kêu đi làm này làm kia thì nói chờ chút xíu. Nhưng mà tại sao cô kia nhờ cái em đi làm liền? Dạ, nhờ việc trong công ty thì em luôn làm liền, nhưng mà về nhà thì hơi chậm chút, hơi lười, với lại mê game chút thì nhiều khi đang dở dang. Em vừa ý chưa? Em vừa ý cái lời giải thích này chưa? Dạ chưa. Chưa nói tiếp. Nói có khi nào mà xong là thôi mà. Ngồi đi nhà cuối cùng anh đều không, không. Bây giờ cho hỏi là tới bây giờ thì cái cô đó cũng còn nhờ nữa không? Không. Không, vẫn còn nhờ, nhưng mà nhờ tính chất là công việc. Sao em biết? Dạ đâu có. Sao em biết là tính chất công việc? Phải tin tưởng ảnh chứ. Dạ với lại kiểm soát được em toàn bộ từ Yahoo, Gmail, Hotmail, tất cả Facebook đều có password của em hết mà. Nhưng mà em có chắc chắn là em đã quản lý được hết chưa? Nghĩ là cũng chưa đâu chị. Theo em cái quản lý kiểu đó là chặt đó phải không? Thu có cảm thấy khó chịu khi mà bị quản lý kiểu đó không? Dạ cũng khó chịu lắm chứ. Giờ chị hỏi thiệt lòng em nè. Dạ. Em sẽ cảm thấy em chịu đựng được cái chuyện quản lý này trong bao lâu? Chắc cũng vài năm nữa rồi chứ cũng vậy hoài cũng khó chịu lắm ạ. Cái cách quản lý nhau của hai vợ chồng hiện giờ theo chị cảm nhận là nó chưa ổn, đúng không? Đúng rồi chị. Bây giờ tụi em thử cân bằng lại coi làm sao. Bây giờ thử ngược lại, áp dụng trong vòng thử 2 tháng. Em sẽ kiểm tra email rồi Facebook rồi tất tật những cái gì thông tin của vợ em giống như vợ em đã kiểm tra em. Thử coi là cái cảm giác của mình như thế nào. Khi mà cái cảm giác của mình cảm thấy không chịu được nữa, khó chịu thì mình sẽ hiểu được cái đối tác của mình họ sẽ khó chịu như thế nào. Cho nên bây giờ tụi em về thử bằng cách như vậy để mà hiểu được cái cảm xúc của nhau. Khi mà mình bị như vậy thì tự tụi em sẽ tìm ra được cái cân bằng thôi. Ngay ngày hôm nay, tối nay về làm thử luôn nhé. Xin cảm ơn em. Nếu tao thách hai đứa mày lấy nhau là tao cho đám đất. Ê từ tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng. Chứ sao lại cho anh đi nhà nghỉ dẹp loạn dòng rồi anh xong để em dẹp loạn bên kia dễ ẹc. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai em. Dạ. Dạ, chào anh chị. Em chào anh Quốc Thần với chị Hồng Vân. Hai bạn này cái giọng nói là chắc không phải là người ở Sài Gòn rồi. Dạ không ạ. Các bạn từ đâu đến? Dạ từ Bình Thuận ạ. Hai vợ chồng cùng ở Bình Thuận luôn. Dạ đúng rồi ạ. Và các bạn mới lên đây? Dạ em lên đây hồi trưa hôm qua. Trước tiên thì là thay mặt cho tất cả ekip sản xuất chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai bạn, xin cho một tràng pháo tay. Bây giờ xin mời cô dâu giới thiệu về mình. Dạ em Trần Thị Thùy Linh, năm nay em 31 tuổi. Em buôn bán thuốc tây anh. Dạ, con em là Đinh Thanh Hồ, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp thì làm nông. Em mà không giới thiệu em là nông dân không ai biết, đúng không? Nông dân nhưng mà là cụ thể là làm công việc gì? Trên nương thì rẫy, điều, rẫy ruộng, tiêu, ao cá, còn ngoài đồng thì có lúa không ạ? Là em làm hết luôn? Làm hết luôn? Dạ, mình anh làm. Trời ơi, lần đầu tiên chương trình của mình là được gọi là có một chú rể là thuần nông á. Thuần nông đó. Bây giờ mình đoán đi, mình đoán sao mà gặp nhau ta. Dạ đoán cái này bán thuốc tây. Anh này anh làm. Anh này anh cuốc đất xong rồi á. Bị cảm. Anh bị móng tay bị cảm. Cuốc vô cái móng chân. Trời ơi. Rồi tới đi mua thuốc. Thuốc. Cô này xót ruột quá, băng giùm luôn. Băng giùm luôn, trong lúc băng đó thì hai bốn ánh mắt nhìn nhau. Không, nhìn gì, bà này nhìn vô cái chân. Anh này cũng nhìn vô cái chân, hai cái đầu cùng nhau. Từ đó tình cảm nảy sinh. Đánh cái quất lên bài Romeo và Juliet. Dạ, không, không dạ em bình yên hơn chứ. Dạ, hả? Dạ.
Tụi em gặp nhau cũng tình cờ lắm, chứ không phải như anh chị đoán lãng mạn mà. Xưa giờ em chỉ tặng vợ em chỉ có một bông hồng duy nhất thôi. Bông hồng hả? Anh cậu lãng mạn duy nhất thôi. Là lúc đang yêu thôi. Còn gặp nhau thì em với vợ em là chơi thân từ một đám bạn hồi đang học cấp 3. Là quen nhau là từ hồi trẻ trâu đó phải không? Dạ, hồi mà tắm mưa chưa biết ngại á. Mà lúc đó đã thích nhau chưa hay là sau này lớn chưa? Lên mới em cảm mới tình. Quen 8 tháng rồi mới cưới 8 tháng thôi. Còn trước đó là tôi với ông ta mày. Có nghĩa là tình bạn phát triển thành tình yêu. Dạ đúng rồi. Do là tụi nó lấy nhau hết rồi, còn sót hai đứa thì hai đứa lấy nhau thôi. Hai ngôi sao cô đơn còn sót lại. Dạ đúng rồi. Mấy đứa nó cũng xúi là ê trong đám con trai còn mày, đám gái còn con này thì hai đứa mày lấy nhau luôn đi. Thế nói ê vậy mình thử có được không? Thế đứa nói mày mà lấy tao cho mày cặp đám cưới. Còn cái người nói nếu có thách hai đứa mày mà lấy nhau là tao cho đám đất. Rồi người nói tao cho đám ruộng. Vậy nói ê tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng rồi hai chia tay. Đó. Là thành ra từ lúc cưới tới bây giờ là ông này không có đám đất với đám ruộng. Dạ không có gì dạ, hết. Không có gì hết. Rồi trong 8 tháng yêu nhau thì vui không? Có ghen tuông rồi có. Dạ em thì chỉ có chống lại mấy cái thế lực bên ngoài thôi. Là mấy cái cô mà theo ảnh từ trước tới giờ cũng vẫn còn làm phiền vậy á. Ảnh đào hoa dữ vậy đó hả? Dạ. Rồi em chống lại bằng cách nào? Dạ chủ yếu là người ta nhắn tin thì em cũng lấy điện thoại em nhắn lại khủng thôi. Bố không à? Dạ, người ta nói ủa sao chị là vợ anh Hà? Nói không, mình là người yêu thôi, nhưng mà trước sau vẫn cưới, trước sau gì cũng là vợ. Thì kêu là chứ sao lại cho anh đi nhà nghỉ. Cái em nhắn là con người mình phải biết giá trị của mình nằm ở đâu. Mà cái người đó có gia đình rồi, mà nói chung ở trên Facebook thôi. Người ta nhắn tin, người ta rủ lên Bình Dương, là lên ngủ với em ở khách sạn rồi này nọ. Chồng em nó đi về quê rồi vậy đó. Nghĩa là chưa gặp nhau bao giờ hết. Rồi nhưng mà bây giờ cái chuyện đó làm hết chưa? Mới dạ chồng em thì không có gì. Cho nên em dẹp loạn dòng rồi em xong để em dẹp loạn bên kia dễ em. Dẹp loạn 12 xíu nguyên. Anh hỏi nè, bây giờ á, tụi em đã có một cái quá trình là bạn bè với nhau, quá là thân thiết. 13 năm. 13 năm lận, nghĩa là quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới nhau về thì có vỡ mộng gì không? Thôi. Tật xấu gì của vợ? Dạ. Tật của vợ em là bắt được đài nào á, chuyện gì cũng cho ra hết luôn. À, cái tật đó em không sao biết cơ phải không? Nhưng ai vào mua hàng cái gì mà ngồi nói chuyện thấy thân tí kể hết. Nói chuyện bà dễ con tin. Hàng xóm đâu là nói banh nước rồi. Giống như em dễ tin lắm, thấy người ta thân thiện lắm kể hết trơn nè. Nhưng mà khi người ta đi kể lại thì vấn đề nó lại khác. Nãy giờ em thấy anh với chị Vân có thân thiện chưa? Nếu mà chưa kể hết thì tối nay chúng ta gặp ăn bò bía uống nước mía và tâm sự cho anh nghe. Dễ lắm. Còn gì nữa không? Vợ em có tật là hay tức em hay giận em là không dùng bạo lực gì không. Mở cửa phòng mà thấy em đang nằm coi tivi xe cái lông chanh em lại nhức trời, bức lông chanh mà dạ, trời lông chanh mà em thấy cái cọng nào mà nó xoay, dài xoay, nó xoay, xoay, xe lại quăng để trời đủ đau lắm luôn á. Dạ, hai là cực nhột. Mà em có sợ nhột không? Cái chịu đựng nhột của em thì không chịu tài mấy, chỉ chịu đau thôi. Có lúc thì vợ em cực nhột đó, em đạp vào góc tủ á, bực mình em đuổi về à, thôi ra dắt xe về nhà mẹ ngủ đi, không chịu nổi rồi. Ồ, tức là đuổi về luôn. Tức quá. Thì tức kìa, nói thà làm gì làm, đập hay là đánh gì làm đâu cái rồi thôi. Chứ đừng chọc nhột cái đêm ai chịu cho nổi. Ông nói vậy nè, đó ngon em đấm đi, ông gồng cơ lên. Em đập ổng, em đau tay chứ anh thua gì. Còn tật xấu gì chồng muốn kể của vợ nữa không? Tật xấu của vợ thì nhiều lắm. Đâu ví dụ thêm cái nữa đi, cái nào mà em bực mình nhất á. Bán thuốc mà không có khách rồi cứ lên Facebook nói chuyện tá lạ mình đó. Nói chuyện con trai con gái nói đủ thứ. Nói với con trai nhiều hơn hay con gái nhiều hơn? Gái ăn trai nhiều hơn. Em đâu đúng chơi bên gái nhiều đâu. Toàn nói chuyện với con trai không à? Tức không? Không tức nhưng mà em hơi ghen. Ai ghen hơn? Ai cũng ghen nhưng mà mỗi người ghen cách khác nhau. Em ghen là chủ yếu em quan sát là chính thôi. Em coi bên kia như thế nào đã rồi em mới ra tay chứ. Còn anh này ghen sao? Cũng im im vậy á. Ghen nhẹ nhàng thôi chứ không có ào ào. Em ghen nhẹ nhàng nhưng một lúc nào đó em mà ghen lên em nói thẳng. Tại vợ em hay nhắn tin nói chuyện với người yêu cũ có, người yêu không cũ có. Miễn sao là có con trai mà nhắn tin là bà trả lời liền à. Trả lời liền đúng không? Còn em thì mấy mối tình bồ cũ của em thì hồi xưa thì giờ có dám đâu. Bà loạn dẹp đâu hết rồi. Nè chị hỏi nè, tụi em có thực sự hiểu nhau chưa? Hiểu nhau thì được 70-80 thôi. Còn có những cái em vẫn không biết. Nhiều khi chồng em nghĩ gì trong lòng em không bao giờ biết được. Tại ông ít khi mà nói ra lắm. Chồng thì sao? Chồng có cảm giác là đã hiểu hết về vợ chưa? Em thì cũng hiểu 70%. Hồi xưa từ là bạn thân chuyển sang cái giai đoạn yêu nó ngắn quá.
chưa kịp mà tìm hiểu được bao nhiêu á. Lúc nào cũng nghĩ là bạn thôi chứ chưa nghĩ là người vợ. Có khi nào tụi em có cảm giác là mình nó bị lẫn lộn giữa cái làm tình yêu với tình bạn chưa? Thời gian đầu thì hai đứa giống như nó nghĩ là không thể tin được là hai đứa mình đã lấy nhau. À, vẫn còn. Dạ, nghĩ điều đó nó không có phải là sự thật. Tại vì cái ký ức về tuổi thơ nó quá nhiều và quá lâu, 13 năm chứ. Dạ đúng rồi. Còn đây là mới có 8 tháng để mà chuẩn bị cho cái việc mà về sống chung với nhau. Phía sau nãy chị hỏi là tụi em có bị ngộ nhận giữa tình bạn với tình yêu không? Là vì cái cách mà em với chồng em á, hiện giờ vẫn như là hai đứa bạn. Cái thú vui của em khi mà em hành hạ bạn này á bằng cách nhổ lông chân vẫn là một cái trò con nít mà từ hồi xưa đó. Đó cho nên rằng là chị hỏi như vậy để chị hiểu, để mà chị góp ý một chút xíu. Mình phải xác định rằng á, bây giờ mình là một người vợ rồi chứ không phải là một người bạn trẻ trâu của chồng mình nữa. Ví dụ những cái gì mà chồng mình không thích thì mình có thể bỏ. Tại vì sao? Từ trước mình đã biết chồng mình là một người hiền lành ở trong nhóm, một người ít nói, một người điềm tĩnh. Đúng không? Điềm tĩnh. Thì còn mình là một cô bé cá tính như vậy thì hai người cho đến khi lấy nhau vẫn giữ được những cái nét từ hồi còn nhỏ tới bây giờ. Nhưng khi mà đã lấy nhau rồi, hai cái tính cách đó mà ở gần nhau, khi mà tụi em không biết mài đi á để cho nó hòa quyện với nhau thì nó sẽ thành một cái đối kháng, một cái xung đột không đáng có. Thì bây giờ theo chị là như vậy nè, mình phải thuần hóa dần dần, mình phải xác định mình là vợ đó, chứ không phải là ngày xưa là một người bạn của chồng mình như ngày xưa nữa. Thì những cái gì chồng mình cảm thấy không thích thì mình bớt đi, còn những cái gì mà anh thích thì mình phát huy lên. Bớt ví dụ nhiều vậy. Rồi chị thì nhiều rồi nhưng đi. Mà chồng em vẫn còn mong muốn em bớt thì chị nghĩ là em nên bớt, đúng không? Đó, tại vì thực sự thì chị cảm nhận về chồng của em á, ảnh là nghề nông nhưng mà tính cách của ảnh hoàn toàn không phải là tính cách của một người nông dân, giống như là một người trầm tư, một cái kỹ sư về nghề nông thì đúng hơn đó. Tìm cho tòi nên lắm chị. Ừ đó, cho nên rằng là chị thấy á, đã có những lúc em thốt lên là có đôi khi em ngồi em suy nghĩ là anh nghĩ cái gì trong đầu mình không biết. Dạ, không biết nữa. Thì là bởi vì sao? Em chưa tạo được cái điều để anh mở ra. Có những vấn đề á, ví dụ như liên quan đến gia đình hay là những cái việc mà ông định làm là ông tự suy nghĩ thôi. Thì đó, có nghĩa là bây giờ sao? Cái vai trò của người vợ là gì? Vai trò của người vợ là mình phải biến cái nhà của mình thành chung. Và mình phải tiếp cận, mình phải hiểu được chồng mình thực sự muốn cái gì, cần cái gì. Sau này còn tới con mình nữa. Đúng không? Người ta nói người vợ là cái bếp lò là vậy đó. Em cố gắng đi, em cố gắng em bớt cái tôi của mình lại một chút xíu. Đó thì chị góp ý như vậy. Còn cái chuyện mà em cảm thấy là sửa chữa hay không đó là tùy em. Chị rất là có cảm tình với bạn này. Bạn hiền quá và bạn nếu mà tiếp lên nữa em phải học thêm. Thích mày mò lắm chị về ơi. Về kỹ sư tại á em. Tại xưa nhà em có điều kiện á nên nghỉ sớm. Chị nghĩ thôi. Là em sẽ phát triển. Em thích nghề điện tử. Mấy cái điện tử, máy móc, máy cày với đồ. Mấy dụng gia đình điện đoài đài thì em giờ sẽ làm. Về có thể là học thêm em, tu luyện thêm em. Nâng cấp lên. Đúng rồi. Biết đâu chừng lần sau anh gặp lại không chừng đây sẽ là một kỹ sư hồ. Mời hai bạn. Mời hai bạn ngồi. Hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em tên là Trần Đăng Khoa, năm nay 32 tuổi, sống và làm việc ở tại Cần Thơ chị. Và đây là vợ của em. Dạ. Dạ em thì là Ngô Thị Hồng Nhung, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Em cũng đến từ Cần Thơ. Như vậy là các bạn từ Cần Thơ lên đây để tham gia chương trình với chúng chị. Tôi. Dạ. Wow, trời ơi. Quả là rất đáng quý phải không chị? Trời quá là xúc động. Mời hai. Vậy thì hai em bạn hãy nói cho Thuận và chị Vân biết là hai bạn quen nhau từ khi nào? Dạ em với ảnh thì biết nhau hồi cấp 2 lần. Em học lớp 7 còn ảnh thì học lớp 9. Mà tụi em thì học chung một cái phòng học với nhau. Em học buổi chiều còn ảnh học buổi sáng, ngồi ngay một bàn luôn. Thì có một lần em với lại hai người bạn cùng bàn mới phát hiện là ba cái anh học buổi sáng viết chữ lên bàn để quay bài. Thì tụi em mới gửi một cái tối hậu thư ghi là nếu như tụi anh không xó thì tụi em sẽ mét cô. Qua hôm sau em nhận được một cái lá thư cũng từ học bàn, nhưng mà cái nội dung là muốn nhận làm em kết nghĩa. Huynh muội đó, huynh muội đó. Chị với anh Thuận biết tại sao mà phải làm em kết nghĩa không? Ba anh em ngồi bàn không được rồi, cái này quay bài bị phát hiện rồi, thế nào cũng phải mét cô. Thôi giờ nghĩ cách sao mới được. Cái loại đó là thôi nhận làm em kết nghĩa thì dù gì anh em cũng không mét. Biết đâu lần sau quay bài còn được nữa thì sao? Đâu biết được, có quá tốn vài ly chè thôi.
Thế là em mới hậu bút tâm thư cũng quyết liệt lắm, gửi cho bạn ở dưới để làm em kết nghĩa. Lúc mà em nhận được cái lá thư đó đó thì em có đồng ý không? Dạ có, em thì cũng rất là ngạc nhiên. Xong mấy anh này trả lời lại nói là nhờ em kết nghĩa là tán lờ cái chuyện kia. Nhưng mà tại vì tụi em lúc đó lớp 7 mà cũng đang trong cái tuổi mà muốn kết bạn bè thêm anh em khoái, cho nên nhận. Mà lúc đó thì em chỉ chơi thân với hai anh kia à. Dạ, em không có chơi thân với chồng của em giờ. Tại lúc đó là ảnh vừa cao vừa ốm mà đeo thêm cọc kính cận, nó nhìn xấu quắc à. Em không có thấy gì, ảnh có gì hấp dẫn em chứ. Cơ duyên nào mà khiến cho hai bạn yêu nhau? Lúc đó thì tại kết nghĩa là mình gọi là chơi chiêu kết nghĩa thôi mà mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà vẫn là cái hai người bạn cũ. Cái em vẫn được thời gian em lên thành phố Hồ Chí Minh này em học. Thì em học đại học á. Em học đại học và 4 năm trời sau quay về mới gặp lại cô bé này. Tự nhiên thấy trời sao giờ cô bé này dễ thương quá. Coi như là trổ giò rồi ha. Khác xưa quá. Nhưng mà qua điều tra tình hình thì em thấy chết, cô ấy có người yêu rồi. Giờ sao giờ? Em mới moi đủ mọi kế sách nữa thôi. Không bằng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì tốt nhất là mình tận dụng mối quan hệ là anh em kết nghĩa nè chị, để mà gần gũi cô ấy, để hiểu cô ấy với cái đối thủ ngầm ngầm kia của mình là ai. Thì cũng trời xui đất khiến sao cô ấy cũng tin tưởng mình như hồi xưa. Thì mọi chuyện vui buồn giận hờn vậy đó kể em nghe hết. Các em vô tình trở thành quân sư tình yêu. Tình yêu. Quân sư là coi như là tan đàn xẻ nghé rồi đó. Rồi bây giờ dính vô quân sư đó. Thật ra thì đến bây giờ em biết cái ý đồ của ảnh. Tại vì em thấy mỗi lần mà em có chuyện buồn với bạn trai á là em kể cho ảnh nghe. Chẳng toàn bằng ra không? Đúng không chị? Ví dụ như em không có nói nhiều đâu. Ví dụ em nói thôi mà mới mà chưa hiểu nhau mà, nhưng mà phải sửa mới được. Nhưng mà nói muộn sửa không được đâu. Đâu mới sửa được. Được đâu. Với lại lúc đó là ảnh cũng hay đăng những cái bài thơ đó. Tại tính em thích lãng mạn, cái ảnh cũng không nói gì, không có ghi là tặng Nhung, nhưng mà cứ đăng khơi khơi vậy đó. Mà những cái bài thơ mà ảnh đăng tặng em là em đọc là em biết là cho mình không à. Đăng ở trên một cái trang diễn cá nhân á. Em còn nhớ một trong những bài thơ lãng mạn mà em viết mà trong đó nó có ẩn ý để mà tặng cho vợ mình không? Cái này chắc vợ nhớ nhiều hơn em. Thôi để vợ kể rồi vợ đọc đi. Lúc đó ảnh vừa từ thành phố trở về thì ảnh mới đăng là về thăm lại phố cũ, thăm lại cổng trường xưa, ngập ngừng không dám hỏi, ta là khách mất rồi. Dạ. Mà tại sao cái câu thơ hay như vậy mà của mình mà mình không nhớ là lý do gì? Đừng có nói là đạo thơ của ai nha. Hay là thấy cái bài đó nó hay quá rồi lấy ra tặng cho cô ấy. Thì lúc đó em mới nói là trời sao cái ông gì đâu mà ổng tâm lý dữ vậy. Rồi quan tâm hiểu em, chia sẻ với em, lúc nào em buồn là cảnh xuất hiện à. Em mới nghĩ là chắc trên đời này không còn ai hiểu mình mà quan tâm mình mà lãng mạn với mình giống như vậy chứ. Tại vì thực ra cũng mới chia tay đối tượng kia mà đúng không? Dạ. Lúc đó là giờ em yếu nhất mà trong binh pháp lúc địch yếu nhất là quýnh liền. Không phải là quýnh liền. Yếu lên liền. Để... Ủa, chắc chắn là tấn công. Thật ra thì khi quen nhau mới biết là anh không có lãng mạn chị. Thay vì dắt em đi chỗ dành cho tình nhân thì anh dắt em toàn là đi uống trà Phong Đình không à. Dạy em chơi cờ tướng. Rồi bàn với em chuyện Tam Quốc diễn nghĩa. Em phát hiện ra trời thì ra lòng em không có hề lãng mạn như mình nghĩ. Rồi quan trọng hơn là những cái bài thơ mà hồi trước anh viết cho em á. Đúng như chị nói là anh chôm của mẹ không à. Trời, chôm của mẹ em hay là... Chôm của mẹ của em. Mẹ dạy gian làm thơ nhiều lắm. Em chôm. Tại sao những cái bài hay như vậy mà bài của mình mà lại không nhớ là sao? Sau này biết chắc là có lẽ là có giận không? Dạ không có giận lắm, nhưng mà nghĩ đó mình sao mình dễ bị dụ dữ vậy. Đọc thơ mà không tưởng tượng cho một người khô khan vậy sao viết được thơ. Cũng dễ thương ha. Rồi sau đó thì đám cưới. Dạ, tụi em yêu nhau được 1 năm rưỡi thì quyết định kết hôn. Rồi sau khi cưới nhau về có những cái chuyện vui gì không? Dạ có chứ. Sống với nhau thời gian thì em phát hiện là ảnh cực kỳ nhát gan. Hãy mà ở trong xóm hay đâu có chuyện gây gổ là ảnh là người chạy đầu tiên. Có một lần hai chồng đang đám cưới thì hai chồng đang ngồi ăn nghe cái quạt nó bị kêu. Thì nó kêu cái tự nhiên còn đang chưa hiểu chuyện gì xe hết thì nhìn ra đường thì ảnh ra ngoài rồi. Dạ. Suy nghĩ cái quạt kêu ghê lắm. Cái quạt kêu ghê lắm, bọn nó kêu cành ghê lắm. Nhưng mà em có tiêu chí của em là thôi kệ ai nói nhát sống dài. Tiêu chí sống đó. Dạ, tiêu chí nhát sống dài. Nhát sống dài. Chứ gửi có chuyện gì xui cho mình thì sao chị? Thôi đứng ngoài nhìn vô cho chắc. Ngoài chuyện nhát em còn phát hiện ra là ảnh làm biến. Dạ, làm biến lắm. Tại vì sống với nhau không biết làm biến.
Chứ hồi xưa là xiên đưa em đi đó, bây giờ thì làm biến. Ví dụ như em nhờ ảnh á, làm ra muốn là phải đặt cho kỹ, đưa cho ảnh là ảnh cứ sắp nó lên, cắt ba nhát trong 30 giây là xong. Rất là đơn giản. Nói chung là làm cái gì cũng nghĩ ra làm cho nó nhanh, xong rồi nghỉ ngơi. Vậy á? Dạ. Mà sao vậy? Tại trước sau mình cũng ăn phải không chị? Ăn khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi. Bây giờ mình lặt thì cũng vậy thôi đúng không? Sao xong giờ mình để nó lên đó mình xối nước mình chặt nó bỏ gỗ xong xào đơn giản quá. Sau khi cưới về rồi thấy vợ mình á có gì không? Vợ em ơi, xưa em thương Hồng Kông quá, anh không tưởng tượng đâu là vừa về nhà là bật tivi lên là bật đúng phim Hồng Kông từ sáng tới chiều hoặc là lên mạng gì coi đó, mà em không đổi kênh gì được hết trơn á. Mà mỗi lần em thấy gình á, vợ em đưa làm chuyện cái em đổi kênh. Vợ em nói sao anh đổi kênh của em, cái nói em đâu có coi đâu, để anh coi đi. Không cần coi, em nghe được rồi. Em không có cần coi, em tranh thủ em làm chuyện khác. Tức là nghe cái lòng tiếng của mình đó phải không, để hiểu nội dung câu chuyện thôi. Dạ đúng. Trong khi á anh toàn thích xem phim cấp ba không. Trời ơi. Dạ không phải. Sao vậy? Why lý do từ từ để hỏi xem như thế nào đã. Em cũng là đàn ông mà. Cái dạng phim mà nhảy nhót nhí nhố anh chị, phim mà tôi tin á. Trời ơi, cái đó là phim dành cho những em học sinh cấp 3. Trời ơi, tôi tưởng nó là phim cấp 3 kia. Đó, thấy chưa? Chị nói cái đầu óc này là dễ sợ, rụng hết tóc là lý do đó đó. Ai biết, tại tiếng Việt mình phong phú quá. Dạ, mà em thì em thấy là phim nó đâu có gì hay. Coi nhức đầu nè, mà không có mang tính chất gia đình gì hết á. Có nghĩa là bây giờ á, chồng vẫn thích cái sở thích coi phim của các bạn học sinh cấp 3 tuổi teen. Còn vợ thì vẫn thích xem phim Hồng Kông. Hồng Kông. Rồi có mâu thuẫn không? Thật ra coi phim Hồng Kông thôi em cũng không nói đi, nhưng mà coi xong rồi so sánh chị, trong phim ta lãng mạn quá, anh không lãng mạn gì hết vậy. Cái so sánh hoài có anh suốt cái bực luôn á. Trời ơi em ơi, trong phim mà phim không có thiệt như ngoài đâu, không có thiệt. Không tin em hỏi cái diễn viên đó là chắc không có đâu. Nhưng mà tại em thấy ngộ lắm, lúc yêu nhau thì khác chị. Yêu nhau á ha thì lúc nào tối nào cũng dẫn em đi uống trà hết trơn á. Còn từ lúc mà cưới nhau về á là từ uống trà chuyển sang uống rượu. Thấy em á kêu đi đâu thì còn làm biến, chứ mà vợ bạn của chồng á, bạn của ảnh mà gọi đi uống rượu là đi liền. Thật sự mà nói á, vợ tối ngày coi phim ngoài mình không biết tin tức thời sự gì hết trơn á. Em hỏi chỉ với anh thử là đi ra ngoài nhậu với bạn mới nắm được tình hình tin tức thời sự đúng không, mới nói chuyện mới có chuyện để nói chứ. Nên là cảnh rảnh cái bạn alo cái là ra bàn chuyện chính sự. Cái gì có lý do hết á, thấy chưa? Rồi bây giờ làm sao? Em thì em muốn ảnh bớt mê bạn lại một chút. Thì đàn ông cũng đi nhậu được, nhưng mà phải gán ở nhà để tiếp em. Nói chung là giữ hơi lãng mạn hồi xưa cũng được. Với lại cái nữa là ảnh bớt ở dơ. Dạ. Tại vì gì vậy mà ở dơ hả? Không có tin à? Dạ. Tại vì ảnh á là giống như là có một cái điều là nói chung là nó không có hay vậy. Là ảnh có hay mặc một cái quần mà cả tuần không giặt. Tại vì ảnh có một cái quan niệm rất là đơn giản là ngửi mà không có hôi, thấy mà không có dơ là mất tiếp. Chị thấy đúng không? Cái là phong cách là người sinh viên thôi, không dơ. Tiết kiệm là quốc sách. Hỏi dơ là sao? Dơ là khi người ta thấy cái quần mình dơ và người ta ngửi hôi là dơ. Còn không thôi thì đâu có dơ. Vậy cần gì phải giặt? Tiết kiệm đó. Cái quần đó có dơ hay là như nào chỉ có vợ mình biết thôi đó. Chứ còn người ngoài là không có biết, đúng không? Rồi, thế còn bạn muốn vợ mình có thay đổi gì? Cái chuyện này quan trọng chị. Anh thử với em là con trai thì đàn ông thì chắc nó không có kỹ quá. Mà chị ơi, vợ em kỹ lắm chị ơi, kỹ dữ lắm luôn. Trời ơi, cái ga mà chạy thẳng lên em ngồi xuống không được. Dạ, bớt kỳ kỹ chút. Ủa, rồi á, có khi nào mà ở nhà mà hai bạn mà ngồi mà nói chuyện với nhau về những cái mà mong muốn của mình với cái người bạn đời của mình như thế này không? Dạ, thật ra là nhờ chương trình này em mới ngồi em nhớ lại á. Chứ bình thường nếu mà có giận nhau thôi, một hai ngày nó hết thì em nó cứ dồn ở trong đó đó. Mình không có rảnh mình moi nó ra. Tại vì mỗi ngày đều công việc rồi thêm có con nữa. Dạ, thành ra con cái nó chiếm hết thời gian của em à. Rồi cái hai người không có rảnh nói. Khi mà em đăng ký tham gia chương trình này là em phải kéo anh lại. Ngồi nhớ lại đi, vụ gì hãy nhớ lại. Chứ thật ra là hai người không có thời gian mà ngồi trao đổi với nhau được vậy đâu. Đó, thì đó rõ ràng là hai bạn sau khi có những cái buổi mà ngồi nói chuyện hiểu nhau như thế này thì tự thân các bạn đã thấy được
cái nào là cái mình cần phải giảm đi, cái nào là cái mình cần phải tăng lên cho cái cuộc sống hôn nhân của mình nó bền vững, đúng không? Thực ra đây bớt phim một chút xíu thì đây sẽ bớt đi nhậu thôi, là tại vì có thời gian coi thời sự ở nhà, không có lý do gì mà đi nhậu để mà biết tin tức ở ngoài nữa, đúng không? Xin cảm ơn hai bạn. Được, nhưng mà rồi má lại cao với tuổi cũng không hợp. Yêu là mình thương nhau, mình thấy hợp nhau là mình cưới thôi. Là em có nóng tính không, có dữ không thì chỉ hành động chứ không nói. Mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to thật dài đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em là Nguyễn Tiến Cương, hiện đang năm làm công tác tại ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay là 31 tuổi. 31 tuổi. Dạ. Thế còn em? Em tên là Lê Vũ Bích Ngọc, em đang hiện đang làm nhân viên văn phòng. Tại em 23 tuổi. Cương là 31, dạ. Vợ thì 23. Tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? 7 tháng. 7? Ôi mới đây à? Dạ, mới. Đúng không? Là đi mượn tiền hay là anh này anh dụ làm thẻ? Dạ không có, thì em quen nhau là quen qua mạng. Lâu chưa? 4 năm rồi anh. Wow. Cách đây 4 năm thì em thì hồi đó cũng hay chơi game á. Thì mình lên mạng mình chơi game, mình chat chít này kia, kiếm mấy bạn trên mạng để quen, để đi chơi cho vui á. Thì cũng gặp vợ em hồi đó là đăng cái topic cũng tìm bạn này kia. Thì em cũng thử add Yahoo để rủ vợ đi coi phim hay đi cà phê này kia để gặp nhau ở ngoài á. Mà rủ hoài không chịu đi. Do học đúng không Ngọc? Lúc đó là em đang ôn thi đại học cho nên là em cũng không có thời gian để đi chơi nhiều. Rồi bao lâu thì mới đồng ý đi chơi với anh này? Thi xong rồi em mới đồng ý đi chơi. Vậy là em theo đuổi cũng một mấy thời gian luôn, rất là lâu. À, tháng, 2 tháng hơn á. Rồi theo đuổi bao lâu thì mới là chiếm được trái tim của cô này? Cũng phải 2-3 tháng mới bắt đầu chính thức là tỏ tình vợ em. Em bao lâu thì gia đình em biết là em có người yêu? Tụi em yêu nhau thì nhà em cũng biết nhưng mà không có dẫn về, khoảng hơn 1 năm sau em mới dẫn về ra mắt. Nhà đồng ý liền không? Dạ chưa. Thì bên gia đình của bạn trai em á thì cứ là cái gì cũng được nhưng mà rồi má lại cao với tuổi cũng không hợp. Lúc em nghe em tự ái không? Dạ có chứ chị. Em cũng không có nói trực tiếp với mẹ của ảnh được, mà em chỉ nói qua ảnh thôi là anh về em làm lại tư tưởng cho mẹ để mà mẹ suy nghĩ lại, để cho mẹ bỏ cái suy nghĩ mà không hợp tuổi với lại cái gò má cao đi. Tại vì rất là nhiều người cũng gò má cao nhưng mà lấy chồng vẫn hạnh phúc. Thì em có thuyết phục ba mẹ? Có, thì em với vợ thì cũng có thuyết phục bên nhà em. Thì tại vì em trước giờ cũng không có tin mấy cái chuyện đó, gò má cao rồi coi bói rồi hợp tuổi này kia. Em quan niệm là cứ yêu là mình thương nhau, mình thấy hợp nhau là mình cưới thôi. Gia đình thì cũng khoảng hơn 1 năm sau nhà em bắt đầu xuôi xuôi đồng ý. Từ lúc đám cưới cho tới bây giờ là bao lâu? Hơn 7 tháng này. Rồi, thôi bây giờ mình kể cái giai đoạn là dạch mặt. Dạch mặt nhau đi ha. Bây giờ đến phần đại hội dạch mặt. Bây giờ mình đã tới dạch mặt rồi là phải tươi lên nghe. Thấy mặt em cứ u uất, cái nỗi buồn. Buồn lắm hả? Bị lấy anh nhà chắc bị ăn hiếp đó đúng không? Có bị ăn hiếp không? Dạ không, em ăn hiếp anh. Có ai tin là bạn này ăn hiếp bạn đúng này vậy luôn á, rất là hiền luôn á. Thì á lúc ăn hiếp thì có hiền giống vậy không? Dạ không. Thì dữ lắm, không biết mặt dữ sao luôn á. Thì thiệt á anh ơi, sao anh lại như vậy? Không hiền vậy đó, tính nóng tính lắm. Không tin luôn, không bao giờ tin bạn này nóng tính luôn. Không tin tôi đánh anh không? Em cũng không tin. Hồi mới quen á thì em cũng hỏi là em có nóng tính không, có dữ không, thì vợ em kêu là cũng tùy lúc thôi. Thì mình nghe câu đó thì mình cũng cảm nhận được thì chắc cũng không nên nói nào, tại vì nhìn nó hiền lắm mà. Nhưng mà lúc mà vợ em lên cơn rồi, vợ em nói cái gì vợ em làm sao? Lên cơn thì la làng lên, la lớn là sáng. Cái giọng này cũng thế nào nói lớn được. Em muốn đánh anh nha. Em đánh qua em muốn đánh anh rồi. Vậy đó không thế nào tin được luôn. Mà thường mà khi mà em tức vừa vừa thì em còn nói nhiều, nhưng mà tức quá là em không nói luôn. Không nói, không nói là á khẩu luôn đó. Em á khẩu luôn. Là còn hiền tới bây giờ luôn. Là em á khẩu luôn, em chỉ hành động chứ em không nói nữa. Trời ơi. Không bao giờ đánh chồng em đâu, tại vì đánh thì để lại rất là nhiều vết tích mà chồng em đau lâu cũng tội nghiệp lắm. Em chỉ quá lông chân thôi. Quát lông chân hả? Quát. Mà em quát một á là quát trong đêm dịu là đợi ngủ rồi mới quát, còn hai á là quát sống giống như cào lông heo vậy á. Dạ không, nhổ từng cọng thôi chứ không có. Trời ơi má ơi, em đừng té cái nữa. Nhổ từng cọng. Dạ. Mà chồng em để yên cho em nhổ sao? Tại vì lúc đó đang có lỗi, đâu có dám phản ứng lại em đâu. Cứ hỏi coi một lần bị quát mấy cọng. Cả mảng á chị. Cả mảng. Cái này là tội càng lớn là em càng nhổ nhiều thôi, chứ nếu mà tội ít thì tỷ lệ thuận đúng không? Dạ. Em sợ là sợ nhất cái đó hả?
còn la hét là em cũng sợ chứ. La hét cũng sợ. Không thích nghe la hét này chứ. Em la mà la cỡ lớn nhất của em coi chị nghe thử cái giọng của em, không bao giờ chị tin là cô này cũng la lớn được luôn á. Em đã Ngọc, anh này có xấu tính không? Hay đổ thừa cho em á, không tập trung cứ lơ mơ em nói không có nghe gì hết. Hỏi ủa nãy giờ anh có nghe em nói gì không kêu? À, em nói cái gì? Không nghe gì hết trơn. Em thấy mình giống như là thiếu tôn trọng, mình nói không ai quan tâm gì á. Vậy bà này nóng tính nữa. Vậy là bị mất tập trung tạm thời mà mất triền miên hả? Một tuần có 2-3 lần, nó tuần nào cũng vậy. Bởi vậy nó nhiều quá, em bực bội lắm. Sao mà lúc vợ nói em nghe vậy? Em không có nghe là nãy giờ anh hỏi luôn nè, nãy giờ em có nghe vợ em nói không? Có, nãy giờ thì nghe. Không, bình thường ở nhà sao không nghe? Nó nhỏ quá à. Nó có hai lý do, nhiều khi vợ em nói, ví dụ nói ở trong nhà mà vọng ra ngoài thì em không nghe. Hoặc là nhiều khi em ở trong toilet mà nói ở ngoài vô thì trong toilet cái nước nó chảy á, nhiều khi em cũng không nghe rõ thì em mới vọng ra em hỏi. Hỏi lại thì vợ em nói lại lần em vẫn không nghe, hỏi lần nữa, hỏi lần thứ ba là bắt đầu vọng lên. Là nổi điên rồi. Có khi nào hai vợ chồng ngồi đối diện nhau vậy mà em nói là chồng em không nghe không? Có chị, đang nói chuyện với nhau để mà giải quyết cái vấn đề gì đó. Em hỏi, ủa tại sao anh không trả lời em? Anh đang suy nghĩ trả lời em làm sao? Khi vấn đề nó khó quá. Cũng có thể là ảnh sẽ vừa suy nghĩ vừa phân tích á. Hỏi những cái câu mà không trả lời không được là né, làm bộ. Nói chung là nó nhiều vấn đề lắm. Thôi bây giờ em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là ông xã em bớt lần tập trung nghe em nói hơn. Rồi với lại đừng có hứa lèo. Hứa lèo? Dạ, như là em đi ngang quán cà phê hết đẹp đẹp á, em kêu là anh ơi dắt em đi cà phê này nha. Cái em kêu ừ để tuần sau nghỉ anh dắt em đi nha. Tới giờ em cũng chưa đi được quán cà phê đó luôn. Rồi Cương. Dạ. Cương mong muốn ở Ngọc thay đổi điều gì? Em thì cũng chỉ muốn vợ em có nóng tính đi là hoàn hảo rồi. Hoàn hảo rồi. Chị thấy nè, em chỉ có một cái nóng tính thôi. Còn chồng á là cái tập trung nghe bà nói chứ. Nói chuyện với đối phương mà cứ đối phương cứ hả nói lại đi. Nó bực lắm luôn không? Thôi chúc hai em vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc và tươi cười trên môi như thế này. Dạ. Cảm ơn. Nó đẹp. Giáo viên thì chắc là cũng phải đàng hoàng. Em cũng dắt theo ba đứa em. Cho nó an toàn. Thôi giờ yêu là cưới. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai và muốn họ xuất hiện nơi đây. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón tiếp. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Đức Thịnh, năm nay em 27 tuổi. Em đang công tác tại đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố. Thế còn em? Dạ, em tên là Diễm Trinh, em 27 tuổi, em đang là kế toán. Thế hai bạn là quen nhau trong một trường hợp nào? Đó là em đi chùa Hoằng Pháp, trưa nắng thì em kiếm một cái ghế đá để em ngồi. Thì lúc đó em thấy vợ em đang ngồi ngay ở cái ghế đá mà ngồi sâu mấy sâu chuỗi đó. Anh thấy sao cô bé này tự nhiên mà nhìn nó hiền mà nó đẹp, đẹp quá, đập vô con mắt em vậy đó. Xong rồi cái em mới hít hơi tới cái làm quen. Lúc đó em hỏi là bạn ơi, cái này là bạn ngồi bạn làm gì vậy? Vợ em đâu có thèm trả lời em đâu. Vợ em nói xỏ sâu chuỗi. Rồi cái sao? Em cố gắng em có nói bạn ơi mình cũng thích xỏ sâu chuỗi lắm. Có gì bạn chỉ cho mình cách xỏ sâu chuỗi với. Rồi anh trả lời sao? Dạ lúc đó thì em không có để ý tới ảnh. Cái nói với em hỏi là chỉ cho mình với. Thì em nghĩ là đàn ông mà đi xỏ chuỗi thì em nghĩ chắc là cũng hiền, cũng đàng hoàng thì thôi em gọi em chỉ. Xong cái lát cái hỏi xin số điện thoại em. Mới hỏi là bạn làm gì. Nói với em là mình làm giáo viên. Cái em mới nói được quá, giáo viên thì chắc là cũng phải đàng hoàng. Cái em mới cho số điện thoại. Hồi nãy em nói em là bên đoàn các khu chế xuất đúng không? Sao lúc đó em nổ hả? Em nổ em là giáo viên hay sao? Dạ không có chị, dạ, thời điểm đó em là giáo viên. Tới tháng 8 năm 2014 thì em mới đổi công việc khác. Rồi bây giờ sau khi có điện thoại nhau rồi thì sao? Dạ thì lúc đó thật sự là em cũng còn đang quen người bạn gái cũ. Nên lúc đó có giữ số, nhưng mà sau khi mà em đã chính thức chia tay rồi thì lúc đó cũng buồn. Em mới nhắn tin với lại vợ em là hỏi xỏ sâu chuỗi làm sao. Xong rồi hai đứa rồi vẫn tiếp tục nói chuyện. Hai tháng sau là quyết định là lần đầu tiên là rủ nhau là đi uống cà phê. Rủ em đi uống cà phê thì em không, em đã không định đi rồi. Cái xong cái nói là có bạn chụp hình, em thì em thích chụp hình, em thấy vậy em thích quá. Xong cái em mới nói cũng được, cái em cũng dắt theo ba đứa em. Cho nó an toàn. Rồi sau đó rồi biết tới bây giờ biết xỏ sâu chuỗi không? Dạ chưa. Hay quá ha. Dễ thương quá. Hai bạn là quen nhau bao lâu thì mới đám cưới?
Dạ, tụi em quen nhau được chính thức là 2 tháng. Thì em ngỏ lời cầu hôn vợ em. Tụng tóc hay sao vậy? Hai lấy nhau bao lâu? Tụi em mới lấy nhau được 6 tháng à. Quen nhau 2 tháng? Ủa mà sao quen nhau 2 tháng mà đòi cưới? Thật sự em cũng rút kinh nghiệm đều là thôi giờ quen tìm hiểu nhau rồi chi cũng mệt mỏi quá. Nó thôi giờ yêu là cưới. Cái đó là một cái lý do đơn giản là yêu là cưới vậy, hay là còn một nguyên nhân nào khác không? Dạ không, em chỉ có đúng nguyên nhân duy nhất là yêu là cưới. Cái thứ hai là em thấy cô này đẹp là phải là của mình. Rồi em đồng ý liền chứ. Em thì dưới quê là ba mẹ em mất rồi, chỉ có ông bà nội là lớn nhất thôi. Thì muốn hỏi cưới hay là muốn làm gì thì xuống dưới quê em hỏi. Chứ em không có tự quyết định được. Cũng nghĩ là mình nói vậy thôi chứ cũng như là thử lòng. Em sợ là bạn này giả bộ xạo với mình vậy để cho mình tin bạn. Ai ghè đâu làm thiệt chị. Ờ đi xuống luôn. Dẫn ba xuống nhà em luôn. Xuống dưới dẫn ba em xuống. Dạ lúc đầu thật sự mẹ em là phản đối kịch liệt. Mẹ em nói giờ mày lấy con người ta về mày làm khổ con người ta thôi. Cái em hứa đều là bây giờ cho con lấy vợ đi, con hứa con thay đổi. Mấy gì em tác động vô nữa, rồi ba em cũng tác động. Nên là đồng ý là ba em xuống dưới là nói chuyện với gia đình ở dưới. Rồi xin cái là cho. Xin cái là cho, nhưng mà tới lúc mà đám hỏi xong thì bắt đầu ở dưới mới bắt đầu xảy ra nhiều chuyện. Chuyện gì? Dạ, chuyện gì là lúc mà ba bạn xuống thì không có gì, nhưng mà sau đó lúc mà nguyên gia đình của bạn đi xuống với nhà em á, thì do là cái cách nói chuyện, cái suy nghĩ của mấy cô em với lại của mẹ chồng em á không có hợp với nhau. Xong rồi cái tự nhiên đám hỏi xong rồi, cái gần đám cưới lại nói với em, cô em điện lúc đó em làm trên này, nó điện nói với em là mày đừng đám cưới nữa. Mày quản đám cưới lại đi, còn không á thì hả mày nói sao cho đừng cưới nữa. Em không biết lý do tại sao. Em mới nói là sao mà cô nói vậy, tại vì ông bà nội đồng ý rồi. Nói với em là hả tao thấy nó quen không bao lâu rồi đi làm giáo viên rồi đủ tiền lo cho mày không. Em cũng không nói cho anh này biết. Tới một lúc cứ nói em vậy hoài, em không biết là phải làm sao. Em mới điện em nói với anh này là thôi bây giờ anh nói ở nhà là đừng cưới nữa. Em không muốn đám cưới nữa. Rồi em sao em nghe vậy, em sốc không? Dạ lúc đó thật sự em rất là buồn chị, tại vì mọi chuyện xong hết là đám hỏi rồi, chỉ cần tới định tới ngày cưới thôi, đùng cái nói không đám cưới nữa thì thật sự em rất là buồn. Em khuyên vợ em là thôi bây giờ cứ cố gắng là thuyết phục đấy mấy cô đi, rồi biết đâu là mấy cô từ từ cũng sẽ hiểu anh thôi. Thì một phần là em cũng xuống dưới là em cũng nói chuyện với mấy cô, rồi nói chung em cũng cố gắng em làm cho mấy cô hiểu em hơn. Cũng may mắn là đám cưới được diễn ra như cái dự định. Có nghĩa là quen nhau cho đến cưới là dọn dẹn là 6 tháng à? Dạ 2 tháng quen nhau thì tới 2 tháng sau là xin cưới. À nói chung là từ ngày tụi em quen nhau cho tới khi tụi em cưới là đúng 1 năm. Rồi bây giờ các em là ở nhà riêng hay là ở bên gia đình chồng? Dạ ở với gia đình chồng. Dạ em may mắn là ba mẹ chồng thì rất là thương em. Thương như là con nhà vậy, nên em sống bây giờ em cảm thấy là rất là hạnh phúc. À. Còn ngược lại gia đình em thì coi chồng em sao? Dạ bây giờ thì khoảng cách giữa mấy cô em với chồng em vẫn xa vậy, không hợp. Không hợp, nhưng mà cái ngày đám cưới các cô có dự không? Dạ có. Mà bây giờ là vẫn còn khoảng cách với chồng. Nói chung thì cô em thật sự là rất là thương con cháu. Nhưng mà đôi khi cô em quá là nghiêm khắc đi. Dạ em mong muốn sao? Em có mong là cô em coi em giống như là con cháu trong nhà không? Dạ thật sự thì em rất là biết ơn các cô em đã đứng ra lo cái đám cưới này cho tụi em. Và thì em cũng muốn mấy cô là hãy coi em như là con cháu ở trong nhà. Khoan chị hỏi đó nè, đã bao giờ em nói điều này trực tiếp với các cô em chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Nhân cơ hội ngày hôm nay trên đây, em cứ mạnh dạn mà nói những điều mà em cần nói với các cô. Đáng lý ra em phải nói sớm hơn, em nói trực tiếp. Nhưng mà thôi chưa nói thì nhân ngày hôm nay á, mình nói đi để các cô hiểu. Rồi sau đó nữa, sau hôm nay nữa thì chị mong là em cũng sẽ gặp trực tiếp các cô để em nói lại một lần nữa. Thì chị nghĩ rằng sẽ thành công thôi. Dạ đầu tiên là con gửi lời con cảm ơn các cô đã đứng ra tổ chức cái đám cưới cho vợ chồng con. Thì con biết là do cách sống của hai nơi nó còn khác nhau. Bởi vậy con mong các cô hãy từ từ hiểu vợ chồng con nhiều hơn. Vợ chồng con hứa là sẽ quan tâm tới gia đình ở dưới nhiều hơn nữa. Và mong rằng cái khoảng cách giữa hai nơi nó càng ngày nó càng hẹp lại. Trong cuộc sống gia đình á, cái khổ tâm nhất của những cặp vợ chồng á là chưa được hòa hợp giữa gia đình chồng và gia đình vợ. Thôi thì chị cũng mong rằng á là sau chương trình này á thì là các cô sẽ hiểu được chồng em và coi chồng em như là con cháu trong nhà. Rồi bây giờ nè,
Sau khi lấy nhau về rồi, vậy thì em phát hiện ở cái cô vợ mà trong mắt em là hoàn hảo đó, dạ, thì cổ có cái tính xấu gì không? Dạ có anh. Dạ, cái thứ nhất là vợ em hay cáu gắt lắm anh. Do tính chất công việc của em, đôi khi em hứa mày không làm được, về vợ em cáu gắt với em liền. Cái đó cáu đúng không nội? Ông hứa ông không làm được, bữa ông ta không cáu. Ê, có hung dữ không? Dạ, ở nhà vợ em hay gọi là hơi men chút. Tại vì á hả, thà là đừng có hứa với em, tự nhiên hứa với em xong cái làm cái khác là em không có chịu. Đúng rồi, chị cũng vậy đó. Toàn hứa không mà chị, như là hứa với em là thường xuyên đi du lịch lắm, sẽ dẫn em đi du lịch. Giờ em muốn đi Vũng Tàu, nói em thôi đừng có đi, đi biển á hả xa lắm, mẹ hả biển giờ đâu có đẹp đâu, thôi đừng đi tốn tiền lắm. Nói chung á là họ hứa đúng không? Dạ. Đúng không? Vậy là đứng về phía phe của vợ, coi như em bị thua 1-0 đó. Thí dụ như bây giờ em nói em không dắt vợ em đi biển, nhưng mà bù lại em nói thôi em ơi đi Đà Lạt đi. Không, cho nó nghĩa là không hẹn ông đó đi biển. Đi biển mà mắc còn đó lên rừng. Nhưng hứa với em là dẫn em đi biển. Em thích đi biển đúng không? Đẹp em chứ. Thích đi biển đúng không? Dạ. Đó thì bây giờ vợ thích sao thì chồng chiều vậy. Giờ anh hỏi em nè, trong mắt em vợ em đẹp không? Vợ đẹp anh. Đẹp sao không chiều lòng người đẹp? Thì cũng phải có cái mà mình chiều được, nhưng mà có cái ngoài khả năng mình đâu có chiều được. Hay đâu là em không biết lỗi bởi vì em sợ đi biển? Em cũng muốn đi biển nhưng mà cái tính em thì thật sự là em hơi tính toán một chút. Ví dụ như em đi một cái chương trình á, lên đi du lịch thì em sẽ lên một kế hoạch rõ ràng. Ví dụ như đi xe bao nhiêu, ăn uống như thế nào, ở đâu em lên lịch đầy đủ hết tại nhà luôn. Sau khi em cân đông qua đếm lại em nói thôi mày đi Đà Lạt nó đỡ hơn. Trời, trời ơi, là trời. Có lý do. Còn thích đi biển không? Dạ còn chị. Bắt chồng hứa đi. Tụi chị làm em chứng. Em sợ quá. Hứa em không thấy chưa? Làm. Trời ơi, bây giờ em làm sao để vợ em tin là em sẽ làm, em không hứa nữa. Nắm tay đi, nắm tay hứa đi. Nắm chắc nha. Anh hứa với em là từ đây tới cuối năm anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa em đi biển. Để ý lắm, nhớ làm nha anh. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Không phải là em hứa lèo đâu. Nhiều khi trong cái công việc của em nó có tính chất, ví dụ như em nói là alo em ơi, tối nay mình đi ăn nha. Cái nhưng mà đụng cái chiều nay sếp em nói họp thì phải họp. Nên em không có dắt vợ em đi được. Thì em cũng mong là vợ em cũng thông cảm cho cái công việc của em. Thế còn em? Em chỉ cần ảnh tự lo cho bản thân anh chung. Vậy là được rồi. Trời ơi, vậy sao vậy chứ? Tức là vậy, bản thân em là giờ em đã đang xác định là em có một cô vợ quá hoàn hảo rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chị chỉ có một lời khuyên rằng đừng bao giờ em để mất cô vợ này. Cái gì cũng vậy, cái sức chịu đựng hay là sự kiên nhẫn hay là sự cam chịu, tất cả mọi thứ đều có giới hạn hết. Chứ nó không bao giờ là vĩnh cửu. Sau này tụi em có em bé thì em sẽ nhân cái, tức là em nhân cái công việc cũng như cái sự chịu đựng này lên 10 lần, 20 lần. Em phải sửa đổi chồng em từ bây giờ để mình chuẩn bị cho có con. Ảnh đồng cam cộng khổ chia sẻ với mình. Dạ, rồi, cảm ơn hai em. Mà em vậy chứ ảnh đang hiếp em á. Khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi. Gì vậy Thuận? Em làm cái gì vậy? Như có cái gì đó nó chóa mắt em quá cho nên là em bị choáng thôi. Đây nè, chóa là chóa đây nè. Chó là chó cái này nè. Cái này nè. Cái này đây nè. Trời ơi, gì? Trời ơi, sao hai chị em mình? Nó nè, sọc đen nè. Và kính thưa quý vị, tôi khẳng định một điều rằng là tôi và chị Hồng Vân không bao giờ có một ý định là mặc đồ giống nhau nha. Cái này đó chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, đúng không chị? Ôi phải nói là rực rỡ. À không biết mọi người thấy như thế nào chứ riêng tôi thì tôi đang thèm nước cam. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Hai bạn bước ra tôi nghĩ trong đầu tôi mới chỉ cần cô dâu mà cái màu mà giống tôi như vậy thôi là tôi té luôn liền. Té xỉu liền luôn á. Chào hai em hãy giới thiệu chút xíu về mình. Dạ, em tên là Vĩnh Hùng, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ, em tên là Nguyệt Hạnh, năm nay em 27 tuổi, em là nhân viên ngân hàng. À, Hạnh Hùng. Dạ. Hạnh Hùng gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, thì cách đây 5 năm á, thì em có liên thông đại học, học buổi tối. Thì lúc đó em học được khoảng 2 tuần, thì lúc đó vợ em vô trễ. Thì vô tình em thấy cô vô trễ thì mình nhìn kỹ vô người cô á thì thấy cái có một cái nốt ruồi ở trên mặt mà giữa trán của cổ bên trên đó. Đâu? Đây. Đâu không thấy. Đây. Nó không thấy, nhìn thấy rồi. Mình nhìn cái nét đó thì cũng vừa dữ nhưng mà bạn bè nói dữ nhưng mình thấy hiền, thấy là dễ thương. Là quý tướng đó. Dạ. Rồi sao nữa?
Thì xong rồi đó, rồi tụi em làm nhóm, làm báo cáo thì cũng chung một nhóm. Thì cái từ từ em tìm hiểu cổ là cổ làm bên ngân hàng. Thì lúc đó sẵn em có một số tiền á là để dành cưới vợ đó. Em mới là trích ra từ từ em kêu cổ mở tài khoản, em bỏ tiền vô tài khoản của cổ. Nhưng mà chị hỏi em nè, vì em biết cổ làm ngân hàng em mới gửi vô tài khoản, hay là em dùng cái cách mà gửi tiền vô tài khoản để em giới thiệu cho cô ấy biết rằng anh là người có tiền? Cái đó là ý định cưa cẩm của em. Tại sao không xài lý do khác? Một phần nữa là em để em thử cổ. Thử sao? Tại vì lúc trước em quen hết mấy người nữa, cũng có cái vấn đề là gì? Cũng là mở tài khoản hay sao? Không có, em quen mấy người đó như là lợi dụng mình. À, tức là không thương thật mà thương... Cho nên bây giờ em mới dùng cái này em thử cổ, và cuối cùng là đúng như cái điều em suy nghĩ không? Thấy hoàn toàn khác với hai cái cô trước. Ủa em biết cái chuyện là ảnh gửi tiền vô cho em là ảnh thử em không? Dạ đó. Em lúc đó em không nghĩ gì hết. Bây giờ ảnh cứ khai thiệt vậy mà em mới biết nè. Là về là có chuyện với em á. Thực ra là lúc đó nếu mà ảnh có nói là anh gửi tiền nên thử em cũng tin luôn đúng không? Tại vì em là nhân viên ngân hàng. Đúng rồi. Thì đó là nghề nghiệp của em. Đúng không? Mà lúc đó mỗi lần đi học á em dựa kết em nhờ cái gặp cổ để em đưa tiền cho cổ. Đó tức là lấy cái cớ là đưa cho cổ đó, cổ để được gặp mặt em. Thế thời hai em quen nhau trong bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Dạ gần một năm. Bây giờ tụi em ở chung với gia đình chồng hay là ở riêng? Ở chung với lại gia đình của em. Kết hôn nhau là bao lâu rồi? Dạ kết hôn với nhau được 2 năm rưỡi. 2 năm em ở bên gia đình vợ thì có hòa thuận và có cái gì đó nó trắc trở? Cũng có cái trắc trở. Có lần thì ở nhà có nuôi chó, mà nuôi tới 4 năm con chó. Thì lúc đó là em đọc báo thì em thấy là ở gần với chó thì dễ bị sáng chó. Sáng chó rồi xỉn. Đó mà em có nói với vợ để nói cho bên ba má vợ nghe, mà vợ truyền đạt sao mà em thấy vẫn để như vậy. Nhiều cái mình nói ra không được. Em có nói với bên nhà em cái vụ đó không? Nhà em cũng có nói với ba mẹ. Thì cái đó là không phải do ba mẹ em nuôi, mà là một anh rể nuôi. Thì em cũng nói ba mẹ, thì ba mẹ cũng nói là không sao đâu, nói chung là vệ sinh sạch sẽ là được à, cũng không có nghĩ là sâu xa là vấn đề là sẽ ảnh hưởng tới em bé. Thâm ra nói chung là nhiều khi em ở giữa em nói qua em nói lại á, thâm ra là em cũng hạn chế, mất công lại nghĩ là chồng mình khó chịu, để ba mẹ lại nghĩ sai về chồng mình nữa. Tại vì chồng em thì thẳng tính, mà mỗi lần có chuyện gì thì đâu có dám nói thẳng ba mẹ đâu, là phải thông qua vợ. Mà nhiều lúc thì em cũng vô tư, đâm ra là em cũng chỉ nói theo kiểu truyền đạt thôi, đâm ra là vấn đề nó vẫn không đi tới đâu hết. Nhưng mà bây giờ chó vẫn còn? Dạ chó vẫn sủa. Mình sót con thôi, chứ bây giờ nó nhỏ quá mà chó sủa giật mình nó cũng gì tội nó nữa. Thực sự mà nói á, là con trai của chị cái đợt đó là nó bị cái vụ chó mà nó bị xuyển á, cái đó là có thật đó. Sáng chó cũng là có thật luôn. Nếu như cho em có một cái điều mà em muốn nói về cái việc mà tụi em đang ở chung với một cái gia đình lớn đó. Dạ. Thì em sẽ nói như thế nào? Tức là em sẽ muốn ra làm sao? Thì em muốn là cái chỗ của em ở đó, nó được yên tĩnh cho con em nó nghỉ ngơi thôi. Chứ em không muốn gì hết. Rồi bây giờ này anh hỏi thẳng luôn nè. Đó, từ lúc mà lấy vợ rồi thì em phát hiện anh tật xấu nhiều. Dạ nhiều. Nhiều lắm không? Dạ gấp. Này có nhiều kể hết đó luôn đi. Lười biếng. Lười biếng về vấn đề gì? Lúc mà cổ có bầu rồi đó thì em mới là thấy thương. Em đã mua cái máy giặt vợ về khỏi phải giặt đồ. Cũng làm biến, không chịu để đồ vô giặt. Có máy giặt rồi cũng vẫn làm biến, giặt đồ là sao? Không phải trời, có nghĩa là chồng em là kỹ tính, lỡ đụng vô hư máy là ông phải đổ thừa nữa. Cái năm nay là đâu có dám giặt đâu. Nói chung là cứ để cho ổng bỏ đồ, tự đồ vô, tự bấm nút thôi là mình. Trời đất ơi, anh tưởng tượng nó mua máy giặt xong rồi về hai vợ chồng ngồi giặt tay á, mới sao vậy? Sợ hư máy giặt. Có gì không? Rồi còn nữa, giặt xong rồi á thì lẽ vợ phải đem đi đồ đi phơi. Cũng không luôn. Để đến luôn. Rồi ai phơi? Em đem lấy đồ móc anh đem phơi cho em biết chắc chắn là em phơi rồi. Rồi sao kỳ vậy? Tôi sợ hư máy thôi, bây giờ ta đi phơi đồ đi. Đâu có đâu, em cũng có phụ với bộ chị. Cũng dùng là chia ra nhưng mà chồng em nhiều hơn thôi. Có nghĩa là 7 ngày thì chồng em phơi hết 6 ngày đúng không? Nhưng anh nghĩ đi, lúc đó em cũng đang có bầu mà. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ thì đang cố gắng cải thiện. Bây giờ thì ai giặt ai phơi? Nói chung là chồng cũng giặt nhiều hơn vợ. Anh phát hiện một điều là chồng em á, hồi nãy giờ rất là trầm tư nè, ít nói nè. Chắc có lẽ là ở nhà chắc bị em ăn hiếp thường xuyên đúng không? Không, nhìn mặt em vậy chứ anh ăn hiếp em á. Phải không? Thiệt, tại mỗi lần cãi nhau toàn em nhịn ảnh không mà. Anh cãi lâu anh lịnh dữ lắm á chị. Mỗi lần anh cãi lên là hả cô với tôi luôn á. Mà nóng lên mà nóng dữ quá là hả không kiềm chế được là mày với tao luôn. Trời, phải không? Nhìn em, hiền em hiền vậy thôi chứ. Là nhầm khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi. Mà cô ấy thích là ở đó
rồi cứ mà hem dầu vô lửa đốt gì hoài vậy nè. Mà máu mình sôi lên mới nói bây giờ có đi ra ngoài không hả? Đây hồi tôi điên lên. Giờ điên lên làm gì tôi? Giờ sao? Giờ có đi ra không? Tao nói mày có nghe không? Giờ còn gọi đây nữa tao đang xong tao xỉu giờ vậy chưa? Trời ơi, con người ta. Nói chung là giọng dữ lắm. Chị nghĩ coi một con người mà bình thường á, hiền. Mà lúc mà giận lên thì đầu tóc giống như là bốc khói dựng dựng lên nè. Mắt lông chồng mà còn chồng trắng không thôi à. Mà cái miệng bình thường là hơi chu chu dễ thương nha. Lúc mà cãi nhau rồi dính lên luôn rồi nè. Chú mẹ xuống một mét. Lúc đây có cãi không? Lúc đầu thì em nhịn chị. Ba mẹ cũng dặn rồi. Chồng máu cao mà khó chịu mà nóng tính vậy là phải nhịn. Mà chị nghĩ coi phụ nữ mình nhịn thì nhịn cũng có chỗ cũng phải bức xúc chứ chị, bức nước vỡ bờ thôi. Chịu hết nổi là em bạc lại là xong rồi, y như rằng là bùm 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 lên. Em bạc lại sao? Nó nói là em nhịn đủ rồi nha, mà còn lớn có như vậy nữa hả? Thấy em nói vậy cũng nói lên để tiếp tục cãi nhau. Có khi nào mà ông kêu mày tao mới kêu lại tao mày giống không? Không, xưng nhau là anh em. Hùng thua bên này cái điều đó. Không, cổ chồng tức em, anh không có muốn là gây chiến rồi. Em nó kêu cổ đi ra ngoài mà nói mình nói hoài, cổ không chịu đi. Chị nghĩ coi vợ chồng cãi nhau, vợ chồng cãi nhau thì phải ở lại với nhau để cho nó xong việc vấn đề đi. Thằng này là giờ mới hiểu. Tôi sao? Giờ mới hiểu tính ổng là giận thì tốt nhất là nên được đi ra ngoài. Còn ở lại là sẽ có chuyện lớn. Cái cảm giác mà nghe chồng mình kêu mình bằng mày và kêu bằng tao với mình, lúc đó em như thế nào? Nói chung là cảm thấy sốc, nhưng mà chắc cũng tại em lì. Thật chất là cái bản chất của chồng em không phải là người thô lỗ như vậy. Nhiều khi do áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, cộng thêm là áp lực là phải ở nhà vợ, rồi phải làm sao để cư xử giữa hai bên gia đình như vậy nè. Đâm ra là ảnh cũng ức chế trong người nè, lâu lâu là phải có chỗ phải bùng phát lên. Con người thật của chồng em không phải là như vậy. Trời tức quen ảnh hiền lắm. Bây giờ còn nói chung là cái phần mà xưng mày tao là chỉ ít lắm, khi nào mà trận nào to lắm thì mới xưng thôi. Còn bình thường thì xưng cô với tôi. Em, cái cuộc sống hiện tại của em bây giờ, cái áp lực lớn nhất của em là gì? Em bây giờ là cũng vừa công việc là nhiều hả chị? Nói chung là từ lúc mà chồng của em về ở với bên nhà em tới giờ, do là em cũng vô tư quá nên cũng chưa tạo một cái điều kiện để cho ảnh với lại ba mẹ em hoặc anh chị trong nhà nói chuyện mà tâm sình với nhau để hiểu nhau hơn. Chồng em thương ba mẹ em giống như ba mẹ ruột thôi, nhưng mà do có đều là thẳng tính quá, đâm ra nhiều lúc nói, nhiều lúc mà bên nhà vợ không hiểu, đâm ra mình ức chế. Nhưng mà gia đình mình là một tuần có một bữa cơm chung không? Cuối tuần á thì nói chung gia đình nhỏ của mỗi người thì tự ăn, chỉ khi nào có dịp giỗ hoặc là dịp lễ có tiệc tùng thì gia đình lớn mới quay quần lại ăn chung. Mà ăn chung thì cũng ít khi nào mà nói chuyện được nhiều hả? Được nhiều, đúng rồi chị. Rồi tức là bây giờ tụi em nấu cơm ở trong cái gian nhà riêng tụi em gì? Dạ không, ăn cơm mẹ đi. Em nấu cho em. Rồi có ăn chung với mẹ không? Dạ không. Chị hỏi như vậy là vì lý do như vậy nè. Ví dụ mà mẹ em mà nấu cơm cho tụi em ăn á, có khi nào em nghĩ đến cái chuyện là em ăn chung với ba mẹ để cho cái không khí nó cởi mở và nó cảm thông với nhau hơn, có giờ em nghĩ điều đó không? Được chưa? Tại vì vậy nè, có một lúc nào đó em sẽ đặt em vào cái cảm xúc của mẹ. Dạ. Có nghĩa là mẹ cứ nấu, giống như trách nhiệm của mình là mình phải nấu cho tụi nó ăn, nhưng mà không biết tụi nó có nghĩ gì đến mình hay không. Có bây giờ em đặt cái điều đó trong đầu em không? Sự là em cũng chưa đặt cái vị trí của em và trong vị trí của chưa mẹ. Chưa nghĩ đến điều đó đúng không? Dạ đúng. Em rồi. Có nghĩ không? Có, nhiều khi em cũng có kiếm tạo cơ hội để em qua em ngồi nói chuyện với ba mẹ, nhưng mà khi tính của cổ là cũng hơi ghen. Nhằm khi có mấy chị em của cổ ở ngồi đó, cổ thấy mình nhìn mình sao nói gì hay gì đó là cổ thấy khó chịu hay gì. Em nhìn vô ánh mắt anh cổ em biết. Rồi làm sao mà mình thoải mái mà mình ngồi nói chuyện với gia đình của cổ được. Nhưng mà em nhìn vào ánh mắt là em đoán, nhưng mà biết đâu chừng cổ không phải là nghĩ như vậy. Em có bao giờ có hỏi thẳng vợ không? Em có ghen không? Mà ghen với ai bây giờ? Em mình đâu có gì đâu chị. Mà tại sao không biết, em không biết tại sao em ngồi nói chuyện tự nhiên cổ xê dịch qua, cổ che lại người em một tiều. Như em gái ngồi kế bên này nè, thì giống như khi em ăn trong bàn thì người ngồi với ảnh thấy hành động em, ảnh lại suy diễn ra vậy á, chứ em đâu có ghen gì đâu. Theo chị nghĩ á, để mà em có được một cái mối quan hệ với lại gia đình bên vợ thì cái đối tượng đầu tiên em phải cảm thông, phải tiếp cận là ba mẹ, rồi mới tới anh chị em trong nhà sau. Đó thì bây giờ em giúp chồng em việc đó đi, như chị nói, mời ba mẹ ăn chung với vợ chồng. Mình cứ tạo nhiều những cái điều kiện nhiều lần như vậy á, là tự động làm mọi người hiểu nhau thôi. Đúng rồi không? Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi thì đó là điều gì? Chồng bớt nóng tính đi. Cái nóng tính đó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chồng. Thứ hai là thoải mái hơn. Đừng có nghĩ là ở rể là mình làm khách nữa. Mình hãy nghĩ là mình đang ở nhà mình. Con Hùng ông muốn là vợ bớt lười biếng chút.
bớt cậu thả chút. Bớt cậu thả. Chị thấy vậy nào Hùng? Theo chị ha, em nhân cơ hội này nè, em nói một cái điều gì đó thật nhất trong tấm lòng của em với ba mẹ. Giống như mình trực tiếp chưa được, mình gián tiếp trước đi cơ. Dạ, dạ con sống xa gia đình nên ba mẹ, vợ cũng gọi là ba mẹ của con, nên con rất thương ba mẹ. À, rất là thật. Nó là cơ. Và anh nghĩ rằng là ngoài cái câu nói của chồng em ra thì em phải là một cái sợi dây liên kết để cho cả hai đồng hưởng với nhau và hiểu nhau vậy ha. À, em theo chị với cái không khí này, với cái cảm xúc này, chị nghĩ rằng em nên nói với ba mẹ một câu. Ba mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ vì đã ủng hộ cho vợ chồng con và tạo mọi điều kiện cho vợ chồng con được hạnh phúc. Và ở đây là nhân cơ hội này thì con muốn cảm ơn ba mẹ vì đã đối xử tốt với chồng con như là đối tốt với con. Con cảm ơn ba mẹ. Cũng hay cười dễ thương thì để ý thôi chứ cũng không có nói chuyện gì hết. Em thấy cũng nhỏ tuổi nên em cũng không có để ý lắm, với lại lúc đó em đã có người yêu rồi. Thì lúc đó chị em chơi vô tư với nhau không? À, kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son rất cảm ơn nhãn hàng APA bột giặt nhiệt sạch tinh tươm đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Để cho tôi đoán đi nha, hai bạn vừa mới có em bé đúng không? Dạ đúng ạ. Ồ, hay ạ. Hay lắm ạ. Và hai bạn đã lấy nhau trên 2 năm rồi phải không? Dạ chưa. Lấy câu kia thấy nó thấy được. Không có lòi đúng không? Đúng rồi, nói được câu nữa là coi như trật lất, không không đi làm thầy bói được. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Tuấn ạ. À, năm nay em 27 tuổi, em làm bên ngành lập trình viên. Còn em? Em là Ngọc Ánh, 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng ạ. Chà, như vậy lần đầu tiên các bạn gặp nhau chắc là không phải xưng bằng anh em mà đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi. Bằng chị em. Vậy thì lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Em gặp nhau trong trường đại học không? Là vào đầu năm nhất em lúc đó sinh hoạt đoàn thôi. Thì thấy chị này khóa trên thì thấy cũng hay cười dễ thương thì để ý thôi chứ cũng không có nói chuyện gì hết. Rồi sau này thì lúc mà chuyển vào ký túc xá mới gặp nhau ở cầu thang rồi bắt đầu liên lạc rồi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng mà cái lúc đó chắc hai người cũng chưa có cái suy nghĩ gì về yêu đương đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Giống như chị với em vậy đó Pin. À. Rồi xưng sao? Thì chị em mà tại vì em biết anh này là học dưới em một khóa. Rồi em thấy cũng nhỏ tuổi nên em cũng không có để ý lắm, với lại lúc đó em đã có người yêu rồi. Nhưng mà đến khi nào thì hai bạn mới gặp nhau thường xuyên và nói chuyện với nhau nó dễ dàng hơn? Dạ là từ khi gặp ở ký túc xá đó, là gặp nhau thường xuyên. Coi như là đi tới đi lui rồi tự nhiên thấy nó xa xa. Em ở trên lầu 7, còn chị ở dưới lầu 4. 3, lầu 3. Rồi lầu 3, lầu 4, xong tụi em hay đi ra công viên ở ngay chỗ gần Bến Thành, công viên 239 á. Thì đi tập thể dục về chạy bộ chung thôi. Thì lúc đó chị em chơi vô tư với nhau không? Nhưng mà ý là từ lúc nào mà hai người thấy sao sao, mà ai thấy sao sao trước? Dạ chắc là em sao sao trước. Em sao sao trước. Pin à, em nhớ nha, chị có gia đình rồi đó. Sao là sau chương trình thì tự nhiên cái em kêu chị đi đâu đó cái em sao sao nữa. Không, không, tôi đã có một lời thề chung thủy với vợ tôi. Em có cảm nhận là bạn này lúc đó bạn sao sao với mình không? Một thời gian sau thì có, em có cảm nhận được ạ. Với lại lúc đó thì em cũng có sao sao lại các bạn. Rồi cái sự sao sao đó đến với nhau như thế nào? Nói chung là cả hai cũng cảm nhận về nhau như có tình cảm rồi, nhưng mà nói chung cả hai cũng đều sợ là giấu giếm. Dạ, sợ giấu giếm á. Xong cái quyết định bảo là gặp nhau một lần cuối ở hẹn nhau ở sở thú. Dạ. Xong cái bảo là gặp nhau lần này nữa là không gặp nữa. Thế là em cũng sợ là mình không đè nén được cái sao sao đúng không? Dạ. Dạ, rồi ngày đó thì em quyết định là tỏ tình. Tỏ tình là, sao? Thì nói chuyện hồi xong cái lúc sắp đi về rồi em bảo là chị ơi em thích chị. Lúc đó em không có chịu tại vì em suy nghĩ là anh này nhỏ tuổi rồi sẽ chẳng đi tới đâu ấy, thế là em không đồng ý, em đứng dậy em đi về. Nhưng mà đi về có chút xíu em chạy theo em nắm tay lại. Rồi em đồng ý. Xong cái gì này mới đồng ý. Kiểu làm màu quá gì. Không được, chúng ta không thể đứng với nhau được. Chúng ta không được nhau. Thế là chạy được 2 mét trong này nắm tay lại, ok được. Vậy thì sau đó tình yêu đối với nhau tiếp theo là như thế nào? Cách xưng hô có thay đổi liền bữa đó không hay là sao?
Dạ thay đổi liền ạ. Thay đổi liền. Em đặt biệt danh anh này. Ừ. Rồi kêu bằng biệt danh thôi, không có anh em mà cũng không phải chị em luôn. À, biệt danh là gì? Vịt ạ. Vịt, còn đây biệt danh là gì? Ánh ù, em gọi là ù không? Ù với vịt. Dễ thương. Rồi sau đó hai bạn yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ tụi em yêu nhau được vài tháng á, thì anh này ảnh yêu cô khác. Ủa, gì lạ lùng súng vậy? Dạ, anh này ảnh thì... yêu cái cô mà hồi xưa ảnh cư ở ký túc xá. Ký túc xá. Dạ. Thì cô cái cô mà trước em đó phải không? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó cô ấy tỏ tình lại với em. Mình không đáp lại thì uổng. Dạ đúng rồi, cũng thương người. Ủa rồi nhưng mà em biết là em có chấp nhận không? Lúc mà anh này chia tay em để quay lại với cô đó thì không có nói lý do là như vậy. À tức là có chia tay. Dạ. Lý do là sao? Lý do là ba mẹ không đồng ý vì em lớn tuổi hơn, với 2 tuổi không hợp nhau. Thế em chấp nhận thôi. Chứ em không biết là lý do là như vậy. Ồ. Rồi sau đó tại sao lại có cái chuyện tái hợp lại? Yêu rồi thì cũng thấy là không hợp, tại vì em với chị cũng chơi với nhau thân lâu rồi á, nên hiểu hết nhau á. Chứ không phải là bị cô kia bỏ rồi quay lại không? Nói thiệt lòng đi. Dạ thiệt. Thiệt lòng đúng không? Dạ. Coi như sau khi có sự so sánh yêu cô kia rồi mới biết được là cái cô tình yêu của mình dành cho cô này nhiều hơn. Mình là số 1 đúng không? Đúng không? Dạ. Hay là sau đó còn lần chia tay nào nữa và ổng cũng có một lần ổng quen với cô nào khác. Sau khi chia tay với cô đó thì tụi em lại quay lại với nhau, xong rồi lại yêu nhau, rồi anh này lại quen một cô khác. Ông say nắng hoài trời. Rồi cô đó là cô nào? Cô đó làm chung công ty với em ạ. Như vậy có nghĩa là quen cô đó là bởi vì là hay đến công ty em đón em về. Dạ. Rồi biết cô đó. Dạ. Rồi là say nắng cô đó. Dạ. Làm cách nào mà em phát hiện ra được anh này với cô đồng nghiệp của em? Dạ tại vì cô này là làm chung công ty với em nên là hai người có Facebook của nhau. Nên là cô này đi chơi với anh này thì chụp hình bó lên Facebook nên là em biết thôi ạ. Ủa nhưng mà cô không hề biết em và anh này quen nhau? Dạ chắc là anh này giấu. Ồ, cái cảm giác của em khi mà em biết cái chuyện đó như thế nào? Dạ, tại thì vì đó là lần thứ nhì rồi. Dạ, em rất là buồn với lại em bất ngờ á. Em sửng sốt luôn. Nhưng mà rồi em cũng buồn thôi chứ cũng không có làm gì hết. Rồi em vẫn tha thứ. Dạ. Cái trường hợp nào mà sau đó là lại quay lại với bà xã mình bây giờ? Dạ tại vì em cảm thấy là mình có lỗi quá. Vợ em bây giờ nếu mà lúc đó mà làm rùm em thì có thể là em đã thoải mái hơn đấy. Nhưng mà tại vì vợ em im lặng. Dạ vợ em im lặng nên em cảm thấy mình khó xử quá. Dạ, lúc sao? Đó thì vẫn còn thương nhưng mà tại cũng muốn tìm hiểu người khác xem sao ấy. Dạ thì xong một thời gian lại. Và thực sự em cảm thấy là em thương vợ em vì cái chịu đựng và cái sự chấp nhận. Tại vì em cảm thấy là mình đã làm nhiều việc có lỗi như vậy mà vợ em vẫn có thể tha thứ cho em á. Thì em nghĩ là chắc cũng không có ai mà có thể làm được điều đó. Giờ chị muốn hỏi thêm câu nữa nè. Dạ. Theo em là có lần ba không? Dạ không ạ. Khi mà em đã quyết định đám cưới là em đã xác định là vì là sống. Không còn lần ba nữa. Dạ thì có thể là em đã rất yêu không là người yêu hoàn hảo nhưng mà em đang cố gắng để trở thành một người chồng hoàn hảo nhất. Hứa nha, bữa nay là chương trình là cả nước biết, cả nước nghe đó. Dạ. Như là kể từ lúc mà ông quyết định lấy em là ông đã không còn bị cảm nắng nữa rồi nha. Nắng tối nào cũng không bao giờ mà làm ông cảm được hết. Dạ. Đó, đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ trước khi mà hai em quyết định cưới nhau đó thì còn có những khó khăn gì nữa? Dạ trước khi cưới nhau á thì tụi em cũng chia tay thêm một lần nữa. Lý do tại vì gia đình ảnh là mẹ xem là 2 tuổi không có hợp nhau nên là lúc đó em quyết định là bỏ việc ở Sài Gòn luôn, về Đồng Nai làm việc là cắt đứt với anh này luôn. Đó là một năm sau thì mới quay lại, rồi lúc đó là quyết định cưới luôn. Coi như vượt qua quá nhiều khó khăn để mà đến được với nhau ha. Nếu vậy thì sao là hai đứa lấy nhau về rồi thì có vỡ mộng về nhau không? Hay là mãn nguyện? Dạ thì... Nghe em cười tươi chứ không có đâu, đúng không? Dạ có, hai người hay cãi nhau lắm. Không có ai chịu nhường ai hết. Mà thường mỗi lần cãi là ai thắng? Chắc là em thắng. Bọn em cãi nhau và những cái vấn đề nó nhỏ bé thôi nhưng mà không nhường ai, rồi vợ em cứ nhiều lúc hơi vô lý á. Em thì khi em thấy ấy rồi thì em ra ngoài thôi, em không nói gì nữa, xong rồi em là người xin lỗi để em muốn mọi thứ nó yên ổn hơn. Tại vì mình đã vượt qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, những cái chuyện này nó ảnh hưởng nhiều quá. Thí dụ điển hình tụi em cãi vã nhau về cái gì nhiều nhất? Dạ vấn đề lớn nhất đó là em đi ngủ sớm còn ảnh đi ngủ trễ, rồi em thì đi ngủ là phải có ảnh thì em mới ngủ. Rồi cả vì nhau. Ngủ chung với em. Rồi còn ăn cơm là có là anh thích ăn cá, em thích ăn thịt. Dạ, đó. Dạ không, anh này ăn gì cũng được hết á. Chỉ vậy thôi. Cắt khẩu. Dạ tại còn... vì công việc của em á, nhiều lúc em phải thức khuya á, nhưng mà cái chuyện đi ngủ sớm nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái công việc của em quá. Theo em chị bảo là em cứ đi ngủ trước đi, rồi anh xong việc rồi anh vô. Thế là chị này nằm ở dưới giận dỗi, xong lúc em thấy có chuyện rồi đó
Thế là em đóng laptop em xuống em xin lỗi này nọ rồi. Và cứ vùng vằng lên, thế là em lại điên lên. Em điên lên em bưng laptop ra ngoài luôn. À là lại gây lộn. Lại vậy. Dạ. Bên hai bạn là khắc khẩu đó, nhỏ nhỏ thì cũng gây lộn được. Dạ. Ông xã em tính xấu là cái gì nhất? Dạ, ông xã em tính xấu là nóng tính lắm ạ. Với lại kỹ tính. Em đi đâu xa là ảnh cứ nhắc em là phải mang cái này, mang cái kia. Mà nhắc luôn nhắc tới hoài á là em bực mình luôn. Dạ. Tại vì chị này không bao giờ nhớ. Đi đâu đến nhà ai là quăng đồ đó là đi về. Em biết rõ lắm, từ ngày xưa đến giờ luôn rồi. Có nghĩa là nóng tính nè. Dạ. Rồi kỹ tính nè. Dạ. Rồi gì nữa? Bánh bèo. Bánh bèo là sao đâu, kể đi. Không, em nghĩ vậy thôi. Nhưng mà tính sao rồi bánh bèo? Không, mà em nghĩ tính nó là dễ thương à, em quên. Em phải nói kỹ cả để anh coi cả. Không, anh bánh bèo dễ thương mà. Em, dạ. Em vừa ngon vừa dễ thương. Em không phải nói kỹ để anh biết là anh có cái tính bánh bèo không? Có luôn. Kể trước đi chị, kể em pin cho nghe. Dạ là thì có nghĩa là em thích cái gì á của con gái hay là thì anh cũng thích. Ví dụ như em mua cái gì đó thì anh cũng ganh tị với em, anh cũng muốn có được. Ví dụ như em cái đập anh cũng ganh tị luôn à? Dạ chắc vậy. Dạ em chỉ đùa thôi ạ, tại vì em thích con gái á. Đúng thì à. Em thấy thích chứ nghĩ sao mà em ganh. Còn em, tật xấu giờ em là gì? Thì bánh bèo ạ, đây mới là bánh bèo. Bánh bèo đó hả? Mặt màu hồng là biết bánh bèo rồi. Cũng có cái nào bánh xèo không? Dạ không. Dạ đó, em bảo bánh bèo nhiều hơn cái bánh xèo nữa mà. Tại vì dạ, tính vào em thì nhiều lúc hay hơi trẻ con quá. Nhiều lúc thì cứ nhõng nhẽo á. Còn em thì không muốn làm vợ em buồn, thế là cái gì em làm được là em làm liền. Em đáp ứng liền, nhưng mà nhiều cái nó vô lý. Ví dụ như chuyện em đi ngủ muộn là vì có vấn đề em công việc em mới đi ngủ muộn. Rồi nhiều lúc là em về trễ hay gì á thì chị này cũng khó chịu với em. Dạ. Thì chị cũng bị tổn thương nhiều rồi đó, chị sợ đó. Dạ đúng rồi, không nhưng mà một phần nữa là chị muốn lúc nào em cũng phải ở bên cạnh ấy, nấu ăn hay gì. Thì nhiều lúc em muốn về em làm cái gì đó riêng á. Em hay có nhiều sở thích riêng á thì em muốn tập trung vào chút xíu có khoảng không gian cho mình á. Dạ. Rồi giờ em mong muốn vợ em thay đổi cái điều gì? Hiểu nhau chút xíu, thông cảm cho em chút xíu thôi. Có thể cho em một chút không thời gian riêng. Dạ. Còn em mong muốn chồng thay đổi điều gì? Chồng bớt nóng tính thôi ạ. À. Hai bạn có con chưa? Dạ em mới có em bé được. Tuyệt vời. Đó thì là dạ. Cầu được ước thấy không muốn gì nữa. Dạ bởi vậy nên giờ em có thể làm được điều gì là em sẽ làm tất cả để bù đắp. Cặp của tụi em là vậy nè. Cái vấn đề mà tụi em nó một đứa ngủ sớm, đứa ngủ trễ nó là chuyện nhỏ chứ mà thực sự nó cũng là cái chuyện mà không phải là nhỏ đâu. Thường tâm lý phụ nữ là ít khi nào muốn cái sự tách rời lắm. Dạ. Đúng không? Lúc dạ. Nào cũng muốn là đi đâu cũng phải là có đôi có cặp, làm gì cũng phải là dạ, như rồi, đôi chim vậy đó đúng không? Đó là tâm lý bình thường của bất cứ một cô dâu trẻ nào. Nhưng mà bây giờ trường hợp tụi em lại là có em bé rồi. Thì trách nhiệm của em hơi bị nhiều. Thì thành ra là như vậy. Về phần em á, em phải cố gắng làm sao để vừa chu toàn cái việc mà em đi làm và vừa chu toàn cái việc mà em phải bên cạnh vợ em trong thời gian này. Là bởi vì á, em xác định đi, em làm việc để làm gì? Để kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Nuôi vợ, nuôi con cho gia đình mình tốt. Thế thì khi em có tiền về nhiều mà vợ em không vui, vợ em không khỏe thì cái đó đều là vô nghĩa hết. Cho nên theo chị, cho đến lúc vợ em sanh ha, sanh nhưng mà sanh phải cũng cỡ 6 tháng á, tại vì phụ nữ sanh xong là sẽ dễ gặp stress rồi dễ gặp đủ thứ chuyện á. Ha, dạ. Thì cho nên mình cố gắng trong thời gian này á, mình chiều vợ mình thương vợ mình hơn, dành thời gian nhiều hơn. Rồi. Ok, còn chúc bây giờ vợ em có quyền được nhõng nhẽo. Dạ. Dạ. Còn chúc cho em bé khỏe mạnh nha. Dạ. Và hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc. Vui vẻ như thế này nhé. Dạ, xin chào. Dạ, em lúc đó nhìn ảnh thì ghét lắm. Để hàm rau là không thích rồi. Mà còn chút hàm rau dê nữa chứ. Cái người mà mập cũng ngộ. Vui nhiều lắm, vô công ty em vui nhiều lắm. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Dạ. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Hồng Du, hôm nay em 30 tuổi. 30 hả? Dạ. Công việc em là gì? Làm công nhân may. Còn em, cô dâu? Dạ, em tên là Lê Thị Lợi Thủy, năm nay em 22 tuổi. Thủy làm công dạ, việc dạ, em là nhân viên tiếp thị. Tiếp thị hả? Dạ. Rồi giờ chị hỏi chút xíu nè. Nãy giờ để ý thấy cái đầm rất là đẹp. Mà dạ. Bản thân chị nè, chị đi mà tìm những cái bộ sa rê mà mặc như vậy á, là hơi bị khó khăn đó. Dạ. Mà sao em tìm được ở đâu cái đầm gì đẹp quá vậy? Dạ, em thuê trong studio áo cưới Ánh Ngân. Ánh Ngân à? Dạ. Rồi vậy là bên Ánh Ngân họ có những cái sa rê dành cho những cô dâu size lớn á. Dạ. Ồ, chết rồi, mai mốt tôi đóng cái vai nào mà phải mặc đồ cưới nữa là tôi tới Ánh Ngân nữa. Rồi, thế bây giờ cho anh hỏi là lần đầu tiên các bạn gặp nhau ở đâu? Dạ, lần đầu tiên á là em với ảnh gặp nhau ở trong công ty. Ừ.
Lúc đó nhìn ảnh thấy ghét lắm. Để hàm rau là không thích rồi à. Mà còn trúng hàm rau dê nữa chứ. Trời ơi, rau dê nó kỳ lắm nha, nó bật đó. Nó sao Minh Thuận? Rau dê nó gì? Thiệt vậy hả? Lúc đó em có để, lúc đó cạo rồi. Chứ em để. Cạo rồi hả? Lúc trước thì để hả? Dạ. Ủa nhưng mà ấn tượng của em về cô này như sao? Vô xin việc thấy cổ lên, cổ đưa cái giấy cho cái ông giám đốc. Thế vậy em thấy người mập mập ngộ. Cái em đâu có xin số đâu à, em nói em mượn điện thoại. Cái em lộn bấm số điện thoại vô, số điện thoại của em á à. Rồi đâu có biết đâu, vậy em điện thoại nhắn tin rồi vợ em dữ lắm. Mà vợ em không nhắn tin. Trời ơi, nhìn hiền hiền vậy mà xài cái chiêu độc quá. Là bộ mượn điện thoại của người ta đó. Rồi tự ghi số. Dạ. Em không biết là anh này điện hả? Dạ em đâu có biết đâu, tại vì lúc đó là em không có ưa ảnh. Hỏi thiệt nè, ngoài cưa cô này ra còn cưa ai nhá? Cưa nhiều lắm, vô công ty em cưa nhiều. À nghĩa là thả thính tà lè vậy nha. Cái thính nào mà nó ok là ổng dính à. Tối thì anh nhắn tin, anh nói anh nhớ em, anh thương em. Mà sáng thì em đi làm lại nghe nói thằng Du nó quen con này, quen con kia mất tiêu rồi. Rồi đó, càng không ưa. Ủa nhưng mà không ưa, không chịu rồi sao có cái chuyện yêu đương nhau đúng dạ, không? Dạ em cũng không biết tại sao nữa. Tự nhiên cái đợt đó gần Tết, không biết làm sao á mà nhớ ảnh ghê luôn á. Trời ơi. Tự nhiên nhớ vậy đó hả? Dạ em cũng không biết tại sao nữa, tự nhiên nhớ ảnh cái chắc là tiếng sáng tình như sao á. Rồi làm sao? Em nhắn tin cho ảnh tại vì trước đó ảnh có ngỏ lời, ảnh kêu em làm bạn gái rồi. Cái em mới nói thôi vậy thôi giờ mình quen đi. Rồi sao? Rồi cái ảnh cũng đồng ý, tại vì ảnh chờ có như đó mà chị. Trong lúc quen hai đứa cũng có nhiều trắc trở lắm. Ảnh thì ốm vậy nè, mà em bự vậy nè. Quen cái người ta cứ nói là thằng Du nó đẹp trai vậy mà nó quen con nhỏ sao quắc khi ghê. Rồi, em cũng em tự ái nên em kêu ảnh chia tay mà ảnh không chịu. Rồi gia đình ảnh sao? Dạ gia đình ảnh thì cũng biết em từ trước rồi. Nên cũng đồng ý. Đồng ý. Còn gia đình em? Gia đình em thì không chịu. Sao vậy? Dạ tại vì nói ảnh á, thứ nhất là ảnh ham chơi lắm. Ảnh suốt ngày ảnh chỉ biết đi đá banh thôi. Ba mẹ em thấy á, ba mẹ em nói thằng này nó không lo làm, nó chỉ suốt ngày ăn chơi thôi à. Mày quen nó làm gì có tương lai mà mày quen. Rồi lúc đó em sao Du? Lúc đó em cũng đi qua cứ nhìn vô nhà không à. Thiếu gặp ba cái là em cúi mặt em đi không à. Đâu có ngước lên, nó ngước lên ba chửi thôi. Chào ổng đi rồi. Có bị ham không? Có anh thứ hai. Anh hai sao? Rồi ham em quên đầu quýnh nè. Ham bị quýnh. Có quýnh không? Không. Ham thôi gì? Rồi em cũng quen mà quen là quen à. Ừ, không quen là quen thôi đúng dạ. Không? Đâu cản chấp được. Chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Đâu cản được. Quýnh cũng quen à. Tình yêu nó kỳ lắm. Lúc đó em lì lắm. Em sẵn vô tới nhà luôn, em ngồi nói chuyện luôn mà. Ừ. Mà cứ ba mẹ cứ tránh mặt em, đâu có gặp mặt em đâu. Ừ. Sẵn vô. Em vô cái là đi rồi. Em nói chuyện với ai? Nói chuyện với người chị. Ủa bà chị là chị ruột của cô? Dạ. Dạ chị ruột của em. Bà chị có thương em không? Thương. Có đồng ý không? Có đồng ý. Thương. Dạ. Ừ. Rồi có bữa nào gặp ông anh hai không? Gặp ông anh hai em đâu dám gặp đâu. Ông đánh. Ủa em lúc đó ông xã em á, ông có ốm như vợ. Ốm hơn bây giờ nữa anh. Nhờ em nuôi được mới được vậy á. Xong rác sao nuôi được cho bằng người cho nó dạ, sống không có không? Dạ ảnh ăn dữ lắm á, ảnh ăn đêm ăn hôm rồi này nọ nhưng mà cũng vậy à. Thôi giờ em nghĩ trong đầu em là em phải chăm sóc ông này, em nuôi trong này ông ngang ngửa với em không? Từ lúc trước khi quen cho tới cưới giờ em cũng tính vậy nhưng mà ảnh cái tính ảnh ăn không có như người ta. Ảnh ăn kỳ cục lắm. Ăn gì? Như mình cá là mình kho hay mình nấu canh bỏ này nọ vô. Ảnh không có đâu cá rồi cái ảnh luộc lên ăn vậy thôi. Có hèn gì, trời ơi. Cá hay sao mập được? Cá còn luộc nữa là không có mập được. Trời ơi, phải ăn chiên xào rồi nè. Ủa nhưng mà hỏi thật thật, Du có muốn là được tròn giống như vợ? Muốn. Muốn mà ăn gì sao? Một đêm mà từ sáng tới chiều ăn cũng ngày có như gần chục cử mà ăn cũng đâu có lên mập. Ăn luộc không rồi đâu mà ăn có, ăn đủ thứ, ăn cá lóc luộc. Nè, thấy không nè, ông nói không có mà ăn cá lóc luộc, rồi cá chép luộc, rồi cá rô luộc, rồi ăn đồ luộc không rồi làm sao mà mập. Ăn luôn sao mập được, ông có như tôi nè, ông nào đưa chỉ cho mập liền nè. Tại vì ảnh hút thuốc nhiều nữa chị ơi. Dạ. Ủa Du, hai đứa giờ có em bé chưa? Dạ chưa. Muốn có em bé không? Ảnh cũng nôn lắm nhưng mà em thì em chưa có muốn. Du muốn đúng không? Dạ. Trước khi có con thì trước tiên chúng ta phải làm gì? Bỏ thuốc đúng không? Bỏ thuốc á, vừa mập ha mà vừa mau có con. Ai đồng ý ông chồng bỏ thuốc nè?
Đó, mọi người. Đó, giờ thử bỏ đốt được không? Được, bỏ đốt được. Hứa không? Bỏ từ từ, chứ không có liền. Bỏ từ từ. Đại hội vạch mặt đi. Thôi giờ cho dù nó trước đi. Dù, dù. Đúng rồi. Giờ bà xã em có tính gì xấu không? Vậy nè. Chắc không có. Em hoàn hảo lắm. Có ngủ ban đêm chị? Có không? Có thật xấu ngủ ban đêm. Ngủ ban đêm? Em mà ngủ gần ngay sát bên là họ có bạc tài đó. Là sao? Ngủ mớ á. Mới người mày chưa coi bộ phim gì đấy đó. Cái là chút xíu là bị quýnh em bà tay à. Vậy đó hả? Ồ dạ. Giật mình luôn. Bị ngủ mớ. Dạ. Rồi gì nữa? Bao nhiêu đó. Không nghĩ à. Ra đi tôi mới khuyên được. Nhân cơ hội này không. Đi. Không em hoàn hảo lắm chị. Em không có gì hết. Tôi nhìn thấy ông Du. Tôi thấy nhìn ông chồng thấy mặt cam chịu vậy. Sợ. Sợ ở đó hồi về nó ao. Quen anh mày hả mày mày hả không bị quýnh là quen rồi đó cũng tại anh rồi ủa nãy giờ vụ quánh không chưa giờ đúng không ồ hồi quen tới cưới luôn thời quen tới cưới luôn chưa bao giờ quýnh chưa quýnh bật tay có em đánh ảnh chứ anh chưa giờ anh đánh em đánh đẩy tới mặt cam chịu là biết rồi đó mặt vô cái thôi tại vì cái phật mát chương trình là phải kể xấu nhau có cái tặng là ngủ ban đêm quýnh em thôi cái chiêu nó bỏ đi chơi rồi vừa nhưng mà em ngủ làm sao em biết được rồi bây giờ mở mượn nè dạ, ảnh nhiều lắm trời ơi thấy chưa tôi biết ngay mà tôi biết ngay mà rồi sao đâu em kể nghe coi tính ảnh ham chơi lắm với lại anh cũng không biết lo nữa ví dụ như mà cái tháng đó mà cần tiền làm cái gì đó rồi ha là gần tới ngày không bao giờ mà ừ em ơi giờ anh phải chạy làm sao không có đâu anh chỉ hỏi em ơi giờ sao em rồi thôi đó còn nhiều là em tự em lo hết mà ảnh không có biết lo gì cho em hết trơn á ảnh ham chơi lắm cứ ảnh ngủ thì thôi nha ảnh mà thức rồi là ôm máy chơi suốt rồi có ghen không ảnh ghen lắm chị ơi ghen là ghen làm sao ảnh á hả cứ thấy mà điện thoại em có thằng nào nhắn tin là xong rồi đó hà nhắn bình thường không sao nha mà nhắn làm quen cái chữ chữ tục lắm chữ nói này nó nọ rồi nói mày đừng nhắn tin tao mày biến đi là lấy nó cái nhiều máy thứ của em nhắn. Nhưng mà em đâu có biết đâu tại vì em ngủ rồi là ảnh cặp máy anh kiểm tra sáng là anh coi thấy sáng thì ảnh tự anh nói à em đi chơi là đi đâu cũng phải có ảnh hết đi mà không có là không bao giờ đi đâu được rồi. Còn gì nữa không ảnh gì có nhiêu đó ham chơi hay ghen với lại không biết lo em chỉ muốn ảnh là biết lo cho em thôi ủa tại sao lại không lo ta tại vì bạn này lớn hơn bạn này tới 8 tuổi lận thì là bạn này phải nhưng lo nhưng mà cái bạn tính này của chứ. Ảnh còn ham chơi lắm chị ơi trời đất ơi tính ảnh như nít á như mấy đứa cháu ở trong nhà vậy đó thì thôi người ta lớn rồi người ta làm dượng thì thôi nghiêm túc đi không có đâu thấy mấy đứa nhỏ cái là bắt đầu hả lấy cái này lấy cái nọ quýnh nó ghẹo nó chọc nó cho khóc trời gì á ừ cái niềm vui lúc đó ta nịnh không vậy mau chống đẻ đứa đi để cho ổng hết ghẹo lúc đó tự khắc ông biết lo liền à đẻ rồi có mình em sao em lo hết không dám đẻ kìa là do tại vì á Du không sẻ chia Du không có quan tâm một mình ên ôm trọn hết làm sao dám có em bé đúng không có em có suy nghĩ giống chị Vân dạ đúng rồi đó anh tại vì bây giờ có con là lại phải lo thêm nữa mà hai chồng đã ở riêng là lo như đó là quá nhiều rồi lại em cũng còn nhỏ em cũng thích có con sớm có con sớm mất công mình giữ nó lắm mình không đi đâu được á đã có chồng là đã mệt rồi còn có con còn mệt nữa trời vậy biết nào mới có con trời em nhìn lại đi ảnh cũng lớn tuổi rồi đó dạ 30 rồi không nhưng mà anh ấy lớn tuổi thôi nhưng anh chưa có lớn tính vấn đề ở đây á là anh phải trưởng thành cả về tuổi tác lẫn thể xác và suy nghĩ của mình nữa kìa rồi bây giờ Du làm sao bây giờ muốn có con á thì giữ nó đi Du yên tâm nó đẻ cho Du bây giờ Du nghĩ đi Du hứa vợ gì đi rồi cái đẻ cho đứng lên hứa cái đi sau chương trình này ông Thuận ông Trúc cái về dính liền không mà thực ra có đứa con là cũng thay đổi đó trời con đứa con lạ gì không dạ tại em không biết có thay đổi hay không nên cái gì chắc chắn thì hãy nhưng con... chưa hôm nay đến với chương trình này dạ. Ngoài cái chuyện là các bạn sẽ chia cái câu chuyện của các bạn còn là một cái rất là đặc biệt đó chính là các ông chồng các bà vợ hứa cái gì là về thực hiện cái đó ngay đúng không nào đúng rồi hả đứng lên đi cưng anh sẽ hứa anh sẽ về anh sẽ làm cố gắng làm lo cho mẹ con em trời ơi nói vậy là hay lắm đó có
tiếp nhận cái lời hứa của chồng không? Có tin tưởng rồi cho dạ. chồng vui coi. Anh nói vậy nhưng mà em không biết là làm sao luôn. Phải tin ngày hôm nay là chồng đã làm một cái việc kỳ tích rồi đó. Đó. Dạ. Trước mặt bao nhiêu người mà chồng đã hứa với em như vậy là em phải tin rằng chồng em sẽ thực hiện cái lời hứa. Em sẽ thực hiện lời hứa của em. Đó, thấy chưa? Em sẽ thực hiện lời hứa của yeah. em. Ôm cái liền. Ôm cái liền. Chúc mừng. Xin chúc hai em à, cái lời hứa này sẽ thành hiện thực nha. Dạ. Và đồng thời hai em mau chóng có tin vui để báo cho anh Thượng biết nha. Dạ. Mau chóng cầu em bé dạ. báo tôi biết nha. Dạ. Rồi. Khác quá à, lại đeo hoa tai nữa. Ôi em nghi ngờ với tính chứ. Dạ, rồi em ấn tượng là cái giọng cười. Mà chắc giọng cười đó chắc không ai có thể giả được đâu. Xin mời quý vị dành một tràng hoa tai thật kêu thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Các em gặp nhau như thế nào và từ đâu đến? Em tên Huỳnh Thị Thủy, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Ninh Thuận. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Trần Văn Đạt, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ vùng đất có truyền thống là cải lương, là Bạc Liêu. Bạc Liêu. À, công tử Bạc Liêu đúng không? Dạ. Em có thuộc một bài hát. Dạ nhưng một phần là nhưng có, nhưng mà em hát rất là dở và đặc biệt không hát. Em có biết cái nhân vật nổi tiếng ở Bạc Liêu đó là ai không? Dạ nhưng là ông là Cao Nhân Lầu. Đúng vậy. Rồi hai em của một người Ninh Thuận, người Bạc Liêu. Hay dạ. Sao gặp nhau ta? Dạ hai đứa em làm cùng công ty với nhau. Vợ em là lúc đó là cũng cùng làm cùng một bộ phận nhưng mà khác cái khu vực làm với nhau. À. Dạ dùng việc tình cờ á em được điều động qua là quản lý vợ em. À. Em dạ. cấp dưới. Vợ em. Dạ. Em là cấp dưới. Dạ. Cấp dưới đúng không? Dạ. Dạ. Vui quá ha. À, hai chồng lên đây tham gia chương trình này là có đồng chồng đồng vợ không hay là chỉ một người thích một người không? Dạ em thích cái chương trình này từ khi mà em chưa có lập gia đình. Tới khi em lập gia đình rồi em nói là em sẽ đăng ký đi chơi chương trình. À. Em đăng ký nhưng mà em không nói với ông xã em. Em tự em đăng ký thôi. Xong đăng ký xong rồi chương trình báo em mới nói là à chương trình báo đậu đi phỏng vấn anh. Rồi chồng em mới rồi, chịu. Không đi luôn. Dạ. Nhưng mà chồng có phản ứng không? Dạ. À, dạ em cũng có coi rồi nên là em cũng đồng tình. Cảm ơn các em rất là nhiều. Dạ. Để có một cái sự hội ngộ giữa hai chị em tôi và hai vợ chồng bạn. Dạ. Dạ. À, cảm ơn. Ở lúc mà lần đầu tiên chồng xuống làm quản lý mình á. Dạ. Em ấn tượng sao về bạn này? Chứ nãy giờ là chị thiện cảm lắm rồi nha. Dạ. Nói chuyện là thiện cảm dữ lắm ạ. Em có bị ổng đì, ổng đì nắm đầu không? Dạ có. Có mới đầu thì ấn tượng nói chung là em nhìn em nói ôi anh này nhìn sao nhìn khác quá à, không giống nam tính gì hết trơn á. Đi gì mà người thì ốm cao, đi tướng quảnh hai tay đảnh qua đảnh lại. Điệu đó luôn, điệu. Dạ nhìn lại đeo hoa tai nữa. Ôi em nghi ngờ với tính chứ. Rồi sao rồi còn em sao? Dạ thì em ấn tượng là cái giọng cười và cái người thì nhỏ nhỏ mà tròn, lúc đó vợ em mập lắm. À rồi cái nó giọng... tròn được rồi, nó chưa mập. Ôi em mập thiệt. Dạ. Mà lúc đó vợ em mập thiệt, mà vợ em mập lắm. Dạ, rồi, mà cái giọng cười rất là vui, rất là giòn. Mà chắc giọng cười đó chắc không ai có thể giả được đâu. À, dạ. À. Cười sao cứ cười liền. Dạ, cười liền con. Dạ, thì em cười nãy giờ. Mà thật sự tôi nghe cái giọng của chồng em tôi cũng mắc cười. Dạ. Giọng vui bộ. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi, tiếp. Rồi, lúc đó thì qua giám sát cái chuyện của vợ em thì ấn tượng vậy nên là cũng có thấy thích, thích cái nên là cũng lấy cái vai trò là mình là quản lý. Hả? Cái đầu em giả bò lại như giám sát coi vợ em làm như thế nào rồi mình chỉ vậy đó. Chỉ rồi có mắng không, đúng, có chửi không? Dạ chửi không thôi. Dạ không, nhưng mà dài sai vẫn chửi bình thường anh. Đó. Mỗi lần ông chửi nên cô biết làm sao. Mọi người có muốn coi không? Đã lên tới chương trình dạ. Chồng Son là xả láng. Xả láng sớm. Em còn ngủ, em ngủ. Đó, rồi, dạ, ngủ. Ngủ. Dạ. Mà lúc đó cũng cặn nữa. Đi không cặn, đeo kính cái đầu. Chửi mạnh. Ngủ hả? Đó là ngủ hả? Làm mà ngủ. Ừ. Làm hả? Ừ, rồi nhanh nữa, nhanh nữa. Rồi xong rồi đi à cho anh. Cho ra luôn. Rồi xong rồi đi à. Rồi mà sao có vẻ vui quá hả? Mà vợ em không sợ. Dạ.
được cái em to tiếng chửi nhưng mà người ta sợ rồi, giống như là nhìn cái mặt mình không có nghiêm á. À rồi nên là mà cái mặt của ông có cỡ nào cũng không thấy nghiêm. Dạ đúng rồi, không ai là không ai sợ chứ. Vậy dạ. Hả? Sao rồi lúc mà em tới chừng mà yêu nhau rồi đó, rồi là em ghen bà này hay bà này ghen em? Em ghen vợ em. Ghen với ai? Dạ em ghen với một bạn làm chung với vợ em. Em với cái bạn làm cùng á là hay nói chuyện với nhau. Rồi bạn ấy nói chung là cũng có ý đồ thích em này nọ, nhưng mà em thì lúc đó không thích ai. Em cứ tiếp xúc như vậy đó. Ừ. Chàng ta cứ thấy em nói chuyện với anh đó là cứ mỗi lần đứng gần nhau là tới la mắng lên. Rồi làm lại lần nữa nè, lúc kia. Bây giờ coi như tôi đang. Đó. Bây giờ qua nắm đầu tôi quánh tôi đi. Đâu ghen sao nè, tao ghen sao nè. Ủa làm hai người làm hay mà nói chuyện vậy? Không được là tôi đổi chỗ khác rồi nha. Trời ơi, nói chuyện làm nói. Thấy nói rõ ràng từ xa là tôi để ý là thấy nói rõ ràng. Trời ơi, hết chuyện đi ghen với chị. Coi như là cái mặt á là lúc ghen cũng vậy mà lúc la cũng vậy, một mặt một à. Dạ, một mặt một mà không ai sợ cho. Dạ, trời đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Mà lúc đó em nhìn nó có mắc cười không? Trời ơi, mắc cười vô cùng. Tối ngủ em còn nằm mơ nữa. Mơ sao? Em mơ thấy cái mặt ảnh lúc đang chửi là em mắc cười, em cười chắc em cười trong mơ luôn. Vậy hả? Dạ. Rồi yêu nhau được bao lâu thì cưới? Dạ yêu nhau được 5 rưỡi. Chắc em là gia đình hối thúc đúng không? Dạ không, phát sinh rồi em muốn nên. À, chuyến đó em dẫn về quê ra mắt ba mẹ em. Ừ. Xong rồi hứng quá, vui quá rồi. Cái này nè, bởi vì muốn chết nè. Nhưng mà hỏi nè, cái lúc mà biết tin có bầu mà chưa cưới thì sao? Dạ sợ lúc đó sợ. Mới rồi giờ cái mặt sợ sao, nói làm lại coi. Dạ, lại coi ông làm sợ sao. Dạ, lúc đó cái vợ em nói là vợ em đi trễ rồi. Nó nhưng đứng hình nó không có gì hết. Cái chở đi khám thì em cũng suy nghĩ, làm bình thường mà lương cũng không có được nhiều. Nó sợ rồi sanh ra rồi mình không có lo được cho con nó được như bằng như người ta. Đó. Nhưng rồi mà... suy nghĩ rồi vậy nên là thấy rồi thấy có nghĩa dạ. Là không phải mình muốn nhưng mà dạ. Bộ không có biết cái cách để mà phòng thân phòng hộ sao? Dạ lúc đó chị hứng quá rồi sao học được chị? Thôi. Nhưng mà lúc đó các em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ lúc đó em 22, em 23 tuổi. Bây giờ là em 22 đúng không? Dạ. Đứa 22, đứa 23 đúng là lúc đó trẻ quá. Dạ. Hồi xưa nghe là cái tuổi mà cỡ 22, 23 còn khờ dại không biết gì. Nhưng mà bây giờ là cỡ 18, 19 là các bạn đã biết tất cả rồi. Dạ. Cho nên là mình phải có đủ kiến thức để mà mình phòng hờ. Mình tránh những cái chuyện mà giống như là bác sĩ biểu cưới đó. Dạ. Đó để mà mình lo cho đầy đủ sự nghiệp rồi tất tần tật mọi thứ để chuẩn bị cho một đứa trẻ nó đầy đủ mọi thứ. Dạ. Thì cũng nhân qua chương trình này cũng nói nhỏ cho các bạn để tránh cái trường hợp giống như hai bạn này hứng nhưng lúc nào cũng phải suy nghĩ lỡ thì đó nhớ, nhưng mà đừng có để bị lỡ hoài. Lỡ rồi nên dạ, có đứa thứ hai luôn nữa rồi. Trời ơi, đứa thứ hai luôn hả? Dạ. Ủa của em dạ. Đứa đầu tiên là xong là xin gia đình là cưới kế hoạch dạ. Đúng không? Dạ. Ừ, rồi đứa sau là bao lâu? Có bị bể kế hoạch không? Dạ bể kế hoạch nãy nữa. Dạ. Lại hứng rồi. Bao lâu thì mới có em bé thứ hai? Dạ được 27 tháng thì mới có bé thứ hai. Ừ. À. Em còn trẻ như vậy mà một nách hai con vậy là. Dạ em ở nhà làm nội trợ. Rồi có bị căng thẳng gì không? Em sẽ chết nhiều. Giờ sẽ chết cái gì bây nhất giờ? Nào? Dạ chồng em không quan tâm tới em, không có biết cái nỗi cực khổ của em ở nhà chăm con như thế nào. Đi chợ nấu ăn giặt giũ mọi thứ đều một mình em hết. Nhưng mà chồng em về em nói ồ cái này bữa nay em mệt quá em cực quá. Ồ có gì đâu, tao cứ như vậy không bao giờ thông cảm cho em hay gì hết trơn á. Cưới nhau tới đây được hơn 3 năm mà chưa bao giờ hai vợ chồng em nằm đêm mà tâm sự một lần nào hết trơn á. Toàn là ảnh là người ngủ trước hơn em không à. Đi làm về cái lần ngủ là lừa hủi là ngủ. Mệt quá hả? Dạ công việc về mệt ngủ. Vợ nó cũng mệt vậy. Chứ đâu phải mình ơn. Dạ đúng rồi dạ. Em chăm con em cũng mệt nhưng mà tối em muốn tiếng thôi. Hôm nay em có cực hay không? Hỏi em một câu thôi. Em cố gắng nha, vì con vì anh em cố gắng nha.
không bao giờ nói một câu nào với em cho em nghe em mát ruột hết trơn á. Sao lạ vậy, hồi lúc yêu nhau ông có vô tâm vậy không ông? Sao? Nếu vô tâm không, sao? Đó, thấy ông không nè. Mà vô tâm thì sao, làm sao lòi đứa đầu? Dạ. Ừ. Còn cái tật gì nữa không? Tật xấu là đánh bài. Đánh bài cái cây nhỏ đó. Mình tứ sắc đó trời. Dạ dạ dạ. Em không có biết về cái đánh bài cái đó là ghiền đó. Dạ, lúc em sinh đứa thứ hai đó là trước đó thì em biết ảnh có đánh nhưng mà không nghĩ là ảnh ham như vậy đâu. Xong em sinh đứa thứ hai được 3 tháng thì em về quê, cái bạn em ở trong này mới gọi điện về, ôi mày ơi sao thấy anh Đạt ổng đi làm về không có ổng ở nhà, toàn là đóng cửa không à. Xong em mới nói ủa ảnh đi làm về chắc mệt ngủ á, không khó cửa ngoài mà. Rồi em thấy vậy cái em mới điên lên, em gọi điện cho ảnh cả 20 cuộc không bốc máy. Hồi nhắn tin lại cho em là sao anh đi chơi mà em cứ soi mói anh vậy. Thì ôi em đâu nói gì đâu mà nhắn tin vậy trời, em tức điên lên, em nói thôi ly dị đi. Nó ly dị em sợ. Em sợ cái con ai nuôi, nên là diễn kế là khi mình cưới thì có cha mẹ hai bên, nên là muốn ly dị gì đó thì phải cũng có cha mẹ hai bên. Thằng lấy cái do làm quà mà. Cũng làm quà thì thấy cũng xin lỗi. Mà chơi thì cũng cái đó nó ghiền không có ghiền. Dạng chơi giống như lúc rảnh thì đi chơi. Thôi làm gì không ngủ nghỉ đi chơi dạ. Mà nói không ghiền thì ai mà không nói vậy. Dạ. Mấy vậy là phải có một lý do chứ. Dạ ghiền. Nó nghe bài á, bà thường đó ngồi quánh một chút á đứng lên nghe. Dạ. Còn tứ sắc quánh một cái là 3 ngày 3 đêm. Dạ đúng rồi, ngồi. Dạ, tứ sắc nó quánh ghê không, lắm. Không biết buồn ngủ là gì. Bây giờ sao? Bây giờ bỏ rồi. Bỏ luôn phải không? Dạ. Còn cái tầng gì nữa không? Dạ tiền là không cho em giữ tiền. Em mà... không có đi làm, em ở nhà làm nội trợ nên nhiều khi em nghĩ em thấy em tủi thân gì em không làm được tiền nữa, em không quản được tiền, toàn ảnh là người quản tiền. Ảnh làm về một tháng anh lãnh, anh đưa cho em mấy triệu đó là ừ bọc xài hàng tháng, còn nhiêu là ảnh chi tiêu lo này kia kia nọ là toàn là ảnh không. Nhưng mà để cho dân mà ghiền bài mà giữ tiền là coi như xong hàng. Em kêu anh đưa em giữ mà anh không đưa. Lý do? Dạ, tại từ nào giờ mình làm tiền với ông Phần nhà ở dưới quê cũng có cha mẹ, em cũng nghĩ là mình thôi mình đi làm thì mình cũng gửi một phần về phù hợp. Nhưng mà em ngại thì mình nói với vợ thì tại cho bên chồng mà không cho bên vợ, mà kinh tế thì chỉ có một mình làm. Thôi giờ sẵn cái vụ tiền là chị nói luôn nè. Dạ. Cái chuyện này chuyện muôn thuở của các cặp vợ chồng đó, nhưng mà đáng lý ra tụi em phải xác định cái chuyện này từ lúc tụi em về ở với nhau. Cái nghĩa vụ mà hỗ trợ phụ nuôi dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ của tất cả mọi người trên cái cuộc đời này. Dạ. Không ai được chối bỏ chuyện đó hết, cả chồng lẫn vợ. Dạ. Em đừng suy nghĩ là một mình em làm ra tiền, vợ em không làm ra tiền. Mà em phải nghĩ như vậy nè, nếu vợ em nó không ở nhà, nó giữ cái máy ấm của em, giữ con của em thì lấy đâu thời gian đi làm ra tiền. Bây giờ quăng ra vợ em đi làm ngoài đời nó cũng kiếm được tiền vậy. Bởi vì sao, tụi em đã quen nhau cùng chung một công ty mà. Dạ. Đúng không? Là vợ em đi làm đàng hoàng mà. Nhưng vì em, vì con em mà nó ở nhà. Đúng không? Ừ. Bây giờ thứ nhất hôm nay bỏ cái tư tưởng đó đi. Đúng. Thứ hai, nhớ một điều á, em phải có nghĩa vụ lo cho má em. Ngược lại vợ em cũng phải báo hiếu cha mẹ mình chứ. Dạ. Đúng không? Dạ. Phải có ba mẹ của vợ thì em mới gặp được vợ em chứ. Dạ. Cho nên theo chị thì cái quỹ lương của tụi em nên có một sự phân chia rõ ràng, thỏa thuận rõ ràng với hai chồng. Dạ. Dạ. Ví dụ như hoàn cảnh của bên chồng mà có vẻ như là cần thiết hơn. Dạ. Thì mình nên để cái phần nhiều ở thời điểm này để bên chồng nhiều hơn chút. Dạ. Rồi ngược lại mẹ vợ cũng phải nhiêu đây, có một cái quỹ dù ít dù nhiều đều phải có. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi xong phần cha mẹ, rồi tới phần con cái, tới phần vợ. Thôi em không đưa hết cũng được, đưa một chút cũng được, nhưng em phải làm cái chuyện đó để chi, để vợ em cảm thấy rằng em tin tưởng. Cái đó là nguyên tắc ở đời rồi. Dạ. Có qua có lại, em hiểu không? Dạ. Cho nên là sau đây rồi hai chồng nên bàn bạc chi tiết về cái vấn đề đó cho chị, không phải giấu giếm. Ừ. Cuộc đời có phải giấu giếm nhau nó mệt mỏi lắm. Dạ đúng. Dạ. Nhất là vấn đề tiền em bạc. Không bao giờ giấu. Dạ. Ảnh gì cái gì em cũng nói hết trơn. Ừ. Em mua cái gì cái tại gì vì em chưa làm nói. Ra tiền. Bây giờ em làm ra tiền rồi em cũng sẽ có tâm lý như vậy, cho nên chị nghĩ rằng phải rõ ràng nhau từ đầu. Còn dạ. Một thời gian con lớn lên em. Dạ. Cũng phải đi làm. Dạ. Chứ không có ở nhà hoài vậy được, hiểu không? Dạ. Đó rồi dù. Ừ. Cái gì mà chị Vân vừa nói với. Dạ. Các bạn. Dạ. Thì tôi nghĩ là sẽ có những cái sự thay đổi mà tích cực hơn. Đừng có chúc có con nữa nha. Để ông quen miệng đó, ông chúc có con nữa chết anh nữa. Rồi tôi chúc cho tiền của bạn càng ngày càng nhiều hơn, gắt miếng và thậm chí đưa hết cho cái quỹ này. Dạ. Phải không? Dạ phải. Okay. Lúc mà tụi em học từ trung cấp 2 lần, trong quá trình học chung thì bạn có quan tâm thì từ từ thì tự mình sẽ cảm nhận được. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên.
chào hai em. Dạ. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân. Chào Quốc Thuận. À, em tên là Thanh Khương. Hiện nay em đang là giảng viên công nghệ thông tin. Em 28 tuổi. 28 tuổi. Mình. Còn em? Dạ, anh chào anh chị. Em tên là Ngọc Thảo. Hiện tại em đang là giáo viên tại trường phổ thông. Em 28 tuổi. Cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ đúng rồi. À, dạy trưởng đâu vậy, em gửi con đi học. Trời ơi, em dạy lớp mấy? Dạ em dạy cấp 3. Rồi hai thầy cô cơ duyên nào gặp nhau? Em và bà xã em gặp nhau lâu lắm rồi. Thấy gặp là lúc mà tụi em học từ trung cấp 2 lần. Là lúc đó là lúc 12, 13 tuổi gì đó. Lúc đó bà xã nhỏ xíu à. Dạ lúc đó em chưa có vậy thì. Dạ. Ủa chưa vậy thì nếu mà nói kiểu đó là ông này vậy thì rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, lúc đó anh vậy thì rồi. Nói chung là hồi đó em sao là bây giờ em vợ vậy á, giống như là ăn hoài nó không lớn hay sao á. Vậy hả? Cuộc đời đau khổ. Mấy đứa bạn em thì nó lúc trước nó chút ác rồi, bây giờ nó đứa nào nó em nói chuyện nó ngứa tên không à. Nhưng mà lúc đó vợ em có 1m35 mà. Còn lúc đó thì chồng em sao? Dạ cao to lực lưỡng xấu trai. Nói chung thì giờ em sao nó cũng vậy đó. Nó còn trong khi cô này thì giờ 1m53 còn ông là 1m35. Dạ không. Em tới 1m59 lận. Khi nào thì hai bạn mới bắt đầu thích nhau? Bắt đầu lên cấp 3 học bà xã tự nhiên vậy thì ở bắt đầu lớn lên phỏng phao cao ráo trắng trẻo đẹp, mấy bạn trai xung quanh nó bắt đầu nói ôi cái con nhỏ kia dễ thương quá. Ôi mày biết nó không, mày học chung trường nó không? Nó ừ đúng rồi tao học chung trường nó, ở đó nó lùng xịt chút các à. Ờ giờ nó đẹp quá. Cái mấy đứa kia nó mới nói là à, bây giờ mày giới thiệu tao đi. Cái mình cứ nói ủa sao kỳ ta, tại sao quá giờ đứa mình không nói, tại sao nó nói cô này. Cái mình bắt đầu mình để ý thấy cô này cũng dễ thương thích. Nhưng mà cổ ác cái là cổ ghép đôi cổ ấy cô bạn thân của cổ cho em. Rồi sao? Rồi sao tự nhiên dính bạn này mà không dính bạn kia? Tại vì em thích bạn này chứ không thích bạn kia. Lúc đó em có cảm nhận là bạn này thích mình không mà em lại cố tình ghép cái người bạn của mình cho Không, lúc đó thì em để ý bạn ở chỗ khác chứ không phải để ý bạn này. Em cũng không quan tâm nữa. Nên em mới giới thiệu sau cái bạn này mới trả lời là không có nghĩ đến chuyện đó. Đó là cách từ chối đó không? Dạ chắc vậy. Rồi sau đó thì trong quá trình học chung thì bạn có quan tâm thì từ từ thì tự mình sẽ cảm nhận được. Nhưng mà hồi lúc mà tụi em bắt đầu yêu nhau á thì lúc đó vui không? Cái tình yêu mà học trò, tại vì tụi em qua nhiều cung bậc cảm xúc dạ, quá đúng rồi. Cho nên là từ cái lúc 12, 13 nó khác ha, xong tới 18 mà bắt đầu để ý nhau á thì lúc đó yêu nó ra làm sao? Tình yêu đầu đời á. Lúc đó chưa đâu, chỉ mới là quen trong bạn thôi, chưa nói là hai đứa mình quen nhau đi. Thì bữa hôm đó cái cũng đi học xong về cái trưa cái đi với bạn đi ra cái tiệm chat. Cái chat thì cũng hai vợ chồng đó cũng hay chat với nhau lắm, nhưng mà chỉ nói chuyện rất là nghiêm túc. Nó à học bài chưa, bài để làm sao kỹ gì đó. Rồi cái tự nhiên ngày hôm đó cái hứng như ngoài cái lên mở lên chat thì thấy cô này cũng đang bên kia cũng đang online. Rồi vô. Lúc đó em nhát gái lắm, em đâu dám nói đâu. Thiệt không? Thiệt em nhát lắm. Nhìn mặt biết nhát rồi đó. Rồi không, thằng bạn của em nó nói mày để tao. Cái vô nó chat mà đó là nó trai lắm, tại vì đó nó dài gái. Gái nào nó chồng cũng được hết á. Nó vô cái nó chat. Rồi hai đứa mình quen nhau đi. Đó là tỏ tình hộ. Rồi xong rồi lúc đó bạn này sao? Dạ em cũng hơi bấn loạn. Thì viết xong xóa cuối cùng cái không biết sao cái nó ừ thích thì thử thôi. Rồi. Thì mình làm thôi. Thì mình chiều thôi bây giờ không? 500 anh em. Rồi sao? Tự nhiên đồng ý cái nó tự nhiên giống như là em cũng bấn loạn rồi đó. Cái đi về đang vui quá. Ờ vui hả? Ừ đang vui quá anh. Ờ đi hí hửng rồi đi bộ về nhà luôn. Rồi sao rồi phải kể cái chi tiết gặp mặt nhau. Lúc đó gặp mặt ngại lắm đâu dám nói đâu. Mỗi người nhìn một hướng. Cái nhìn cho bọn nhìn cái lâu cái liếc. Không kêu anh. Không kêu luôn. Không, bọn em rất là trong sáng. Rồi quen nhau bao lâu thì hết trong sáng. Vô thẳng với kề luôn. Dạ, bọn em tới lúc mà cưới nhau rồi mới hết trong sáng. Bây giờ là tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Là được 4 năm. 4 năm. Hai bạn này có một quá trình quen quá lâu biết không? Dạ. Rồi chắc lấy nhau hiểu. Rồi chắc đâu có cái gì để mà dở mộng hay là cần thiết phải vạch mặt nhau ta, đúng không? Dạ có. Cưới về rồi á thì bạn này bạn vẫn cứ vai trò giống như là một cái người bạn trai thời sinh viên, thời đi học vậy thôi. Thì lúc đó em phải tự xoay sở những cái khó khăn khi mà về sinh hoạt chung với gia đình chồng. Ví dụ như là khi còn ở nhà đi em ngủ dậy trễ, nhưng mà khi về nhà chồng rồi thì phải dậy sớm hơn, thì chuẩn bị trà nước hay là chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng. Thì những cái sinh hoạt đó thì nó cũng làm em cảm thấy là nó hơi bất tiện. Rồi những cái công việc gia đình, em thấy mấy ông chồng hay có cái màn là giúp vợ lắm, giúp vợ lau nhà, giúp vợ quét nhà, hay đơn giản như là giúp vợ dắt xe ra khỏi nhà.
Còn chồng em là vô tư lắm. Những cái đó không. Chuyện bạn đó... bạn làm, chuyện tôi làm. Dạ chính xác là vậy. Đã quen từ nhỏ lớn quen kiểu vậy rồi. Mạnh nào nó làm. Dạ, tính em thì hay suy nghĩ. Với lại cái môi trường lạ nước lạ cái cũng hơi khó ngủ. Rồi cộng với suy nghĩ nhiều đó là mình stress dài hạn. Dài hạn trong bao lâu? Stress nhất là 3 tháng đầu. Cái đồng hồ sinh học của em nó bị đảo lộn hết rồi trộn. Tại vì bà xã em á là vốn dĩ là muốn mình trở thành người vợ hoàn hảo. Tất cả mọi việc đều chu toàn hết. Em đi lên em đâu cũng khoe bạn, khoe bè, đồng nghiệp làm nó trời ơi. Còn nó thằng Khương nó xíu nó có vợ quá đảm đang, quá tuyệt vời. Thì lúc đó mình cứ đang giống như mình đang trên mây, mình đang tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó. Cái mình đâu có nghĩ là bà xã nhà đang stress đâu. Thì cũng về, cũng cuối tuần thì cũng chở bà xã về dưới gia đình bên vợ. Rồi cũng trong tuần thì cũng chở đi cà phê, cà pháo rồi đó. Nhưng mà thấy từ từ cái tự nhiên bà xã nó bắt đầu là nó nhạt dần. Rồi nó đi giống như là đồ thị mà đi xuống. Rồi tới cái một hôm cái em để ý thì mới biết là bà xã bắt đầu là thần tượng một cái người của gia đình rồi. Người ta nói chung là người ta từng trải rồi, người ta hiểu. Giống như là bà xã đang thiếu thốn gì, bắt đầu người ta chia sẻ. Thì lúc đó là bắt đầu là bà xã bắt đầu say nắng. Rồi bà xã bắt đầu tự nhiên nhắn tin với em nói hồi hai đứa mình chia tay đi. Mà lúc đó là không có cái chuyện gì mà gọi là xích mít hay là xích mẻ gì đó. Là sống ngầm, sống ngầm. Đúng rồi, chắc là sống ngầm quá. Rồi tự nhiên có nói, ủa sao kỳ vậy ta? Chẳng lẽ bữa nay có trò gì vui vui? Tự nhiên gì nhắn tin cho hai đứa mình chia tay. Mình cũng giỡn giỡn làm nhắn là ừ cũng được, đâu có sao hai đứa mình chia tay đi. Rồi lúc mà em nhận được cái tin trả lời đó thì em sao? Hơi bị khó chịu và giống như mình bị vỡ hoàn toàn những cái suy nghĩ hụt hẫng. Rồi xong cái đỉnh điểm cao nhất á là tới lúc mà em phát hiện á là lúc mà cái bà xã em á là nhắn tin với lại cái thần tượng của mình á là nhắn tin yêu đương rồi tình tứ rồi hứa hẹn ghê lắm. Cái bắt đầu lúc này là bà xã đang đi du lịch với trường, cái bắt đầu em mới gọi điện cái nói tưởng đâu bà xã thấy mình phát hiện là năn nỉ xin lỗi đâu có đâu. Bụp nó liền, chửi nó liền. Trời nó tại sao tin nhắn của Thảo mà Khương lấy cho Khương coi. Tin nhắn cá nhân mà sao lấy ra coi. Hả? Tự nhiên mình cảm giác giống như là vợ mình đang là một giống như là một cái người mà rất như là tuyệt vời với mình. Cái tự nhiên vợ mình làm cái mình hụt hẫng luôn. Nguyên ngày em đó bần thần chờ vợ về. Em tưởng vợ về gặp mình là vợ bắt đầu là xin lỗi á, giống như trong kịch bản phim tình cảm là sức mướt là xin lỗi, em có lỗi gì đó. Rốt cuộc không có xin lỗi, còn làm dữ hơn nữa. Cuối cùng thì lúc đó là bà xã là trong cái khoảng một tuần thì đó cái hai vợ chồng mới ngồi nói chuyện với nhau. Rồi bắt đầu mới ngồi kể tội nhau. Lúc đó em mới nói ra mọi thứ cho chồng em nghe. Dạ thì tới cái thời điểm đó thì em có về nhà ba mẹ em ở một thời gian. Rồi sau đó thì vợ chồng em cũng có trao đổi với nhau, có nói chuyện thì ông xã em có nói là thôi quay về như bình thường đi, Khương sai chỗ này Khương sửa chỗ đó. Thì em nói là chờ đi, tại vì hiện tại cũng đang khó chịu lắm, cũng chưa có thể nói được cái gì hết. Nên là thôi tốt nhất là cứ để em tĩnh tâm lại, em suy xét lại mọi việc. Lúc đó là em đã về bên nhà mẹ em. Dạ đúng rồi, em đã về bên nhà mẹ của em rồi. Thì chắc duyên của tụi em chưa có hết, nợ vẫn còn hay sao. Lúc đó là em mới biết em có bầu. Bây giờ em đang có em bé. Dạ em bé của em đã được 21 tháng rồi. À đã sanh rồi, cái dạ, chuyện này là quá khứ dĩ vãng xa xưa rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái nắng đó là còn say nữa không? Dạ, cái thần tượng không. Đó là còn tự nhiên cái qua cái thời gian đó thì mình cảm giác là cái nắng đó nó hơi bị sai. Thực ra là tất cả mọi thứ là do cái đầu của mình hết. Dạ đúng rồi, là không do cái cảm giác của mình tại cái thời điểm đó mình thiếu cái gì thì mình sẽ cần cái đúng đó. Đúng rồi, mình cần bù đắp. Nhưng mà chị hỏi thiệt nè, tới thời điểm này là em đã hoàn toàn đóng băng với cái giọt nắng bên thềm đó chưa? Em đã tẩy não hoàn toàn. Tẩy não hoàn toàn vậy là quá hay. Thực ra chị nói em nghe nè, cái chuyện mà say nắng của những cặp mà thường thanh mai trúc mã đó em, gần như 10 cặp thì hết phải 8 cặp xảy ra cái điều đó. Mà may là nó xảy ra sớm. Em hiểu không? Là lúc đó mình còn đủ cái tình yêu, cái tình cảm vợ chồng mình á, đủ để mà mình níu lại. Chứ còn nếu xảy ra muộn hơn nữa, sau khi có con chẳng hạn, mệt nữa. Mà cái đó phải là vợ không đâu, mà chồng cũng vậy nữa đó. Vợ em đã ngộ ra một cái điều là cái giọt nắng bên thềm đó nó bị sai. Thì em phải nhớ là em cũng sẽ bị sai. Nếu như sắp tới em bị say nắng một cái giọt nắng nào khác thì em phải nhớ nó cũng sai y vậy. Nó cũng sai sai. Nó cũng sai y vậy. Sai quá thì quá sai. Ha. Trước hết là phải chúc mừng vợ chồng em đã vượt qua được một cái giai đoạn quá là khó khăn mà những không bản lĩnh là mình sẽ bị mất nhau. Nhưng mà rất may là tụi em bản lĩnh và tụi em đã gắn kết được. Và hôm nay gặp tụi em ở chương trình này đó là một cái điều mà trước hết phải chúc mừng tụi em. Sau đó là cảm ơn tụi em đã chia sẻ cái điều này để mà
những cặp khác mà họ lỡ có những cái sai, hoàn cảnh mà tương tự như tụi em á, lỡ mà có sai tụi thì để họ hiểu được rằng là họ sai. Họ sai sai. Rồi bây giờ á, là sau khi mà cái sự cố đó xảy ra rồi thì tụi em có cảm thấy là cởi mở hơn chưa? Nhất là vợ em đã cởi mở chia sẻ với chồng được mọi thứ chưa? Dạ cũng cỡ được 80% so với thời điểm đó rồi chị. Nói chung là sau biến cố thì mình mới nhận ra chân tình. Dạ anh muốn hỏi là hai vợ chồng em có muốn nói lời gì về nhau? Chị nghĩ là nên nói, tại vì nhân cái buổi này á, mình nói với nhau. Tại vì cái nói với nhau ở đây á, nó mang đầy tính trách nhiệm, chứ không phải nói giống như giỡn chơi mà. Và sau này con mình á, nó sẽ coi cái này để nó hiểu được là ba mẹ nó như thế nào. Cho nên cái lời nói hết sức là trách nhiệm. Và nó là một cái cột mốc á, trong cái tình vợ chồng của tụi em. Cho nên chị nghĩ là hai vợ chồng nên nói một điều gì đó với nhau để mà gia đình mình á gắn kết hơn nữa, yêu thương nhau hơn nữa. Thì khi mà được lên chương trình này á, thì đầu tiên á là em muốn cảm ơn á, là cảm ơn về ba mẹ của em cũng như là ba mẹ của vợ em. Hai đứa mà thực sự mà hàn gắn được á là nhờ hai bên gia đình. Với lại là cũng một phần là do khi mà lúc mà mới cưới còn trẻ quá là do nó cũng hơi là vô tư, thì cũng không có hiểu hết được cái cảm nhận của vợ. Thì thông qua chương trình này thì cũng hy vọng vợ là có gì đó mình chia sẻ để mình giúp đỡ nhau, mình xây dựng mái ấm gia đình. Không phải là thông qua chương trình, nhưng mà đôi khi cái điều muốn nói trong cuộc sống mình cũng có nhiều, nhưng mà chắc đây là cái dịp mà Thảo có thể nói với Phương đó là người ta cũng cần một cái người chồng hoàn hảo, nhưng mà đối với Phương bây giờ thì chấm trên thang điểm 10 là được 9.5 rồi, nên thôi không cần thay đổi gì nữa đâu. Hoàn hảo quá rồi. Trời ơi, không cần thay đổi gì đâu, trời ơi. Tôi nói thiệt. Thật sự đó là chúc hai em lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ để trọn vẹn 10 điểm trong cuộc đời này nha. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Lông, sâu bánh. Sâu bánh nhà lòng. Mới đầu cắn thì nó đau, mà cắn hồi cũng ghiền. Cắn ghiền mà tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Bạn đi, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Huỳnh Thanh Phong, năm nay 30 tuổi, hiện là kỹ sư cơ khí. Còn em tên là Huỳnh Ngọc Diễm, năm nay em 29 tuổi, em hiện làm kế toán. Hai người lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Lần đầu tiên mà tụi em quen nhau là do được một người bạn thân mà là Mai ạ. Tại vì cô bạn học cùng với em, cô hỏi em có người yêu chưa? Em nói là chưa, cái cổ mới cho nick của chồng em. Đó là chồng em đang ở bên Nhật, cô nói là anh này hiền, dễ thương. Chất phát thật thà nữa, nên em ép nít. Lúc đó là Phong đang đi học bên Nhật hay là đi đang đi làm bên đó thì cũng buồn, chưa có người yêu nữa. Xong bạn giới thiệu bạn của mình dễ thương lắm, trai mà nghe dễ thương thích lắm, tò mò tìm hiểu nên cũng ép nít luôn. Dạ. Sao nữa, định nhảy vô nói chuyện cho vui thôi chứ cũng không có định là tìm người yêu gì hết trơn. Hai bạn có chat webcam với nhau không? Dạ không ạ. Có nghĩa là chỉ thấy nhìn trên avatar thôi đúng không? Dạ không, nói chung là mỗi đứa gửi cho nhau tấm hình. Ảnh gửi cho em tấm hình mà đẹp trai, cao, to, đồ phong độ lắm. Đứng trước biển, giang chân, làm dáng, làm kiểu, đồ đủ thứ hết. Lúc em gặp ngoài đời mới thất vọng không? Trời, thất vọng quá luôn chị. Không, nhưng mà em là cũng gửi hình lại cho dạ, Hà Phong đúng rồi không? Dạ em cũng có gửi tấm hình. Chụp hình mà bằng điện thoại á, thấy nó mờ mà nhìn chỉ có thấy hai mắt to mà đen nữa, y chang cá thò lòi. Em vén cái tóc cho nó gọn lên cho chị thấy đôi mắt cá thò lòi coi. Ôi mắt đâu đẹp gì mà hô là mắt cá thò lòi. Tại trên hình nó nhìn nó to quá, đen nữa. Rồi cái lúc mà em gặp ngoài đời em ấn tượng thì sao? Thấy là thấy dễ thương. Nhưng mà hai tâm trạng khác nhau đó, một bên thì thất vọng, một bên thì cảm thấy quá là dễ thương, hiểu không? Dễ thương. Nhưng mà thương có dễ không? Hơi khó nghe. Hơi khó. Thì nửa năm sau em về Việt Nam, gọi điện đòi xin gặp á, không cho gặp, kêu là gặp cho sớm để nó từ từ cho nó vui. Bữa đó em gọi cho bạn em, may sao bạn em đang học chung với vợ em, chứ giờ Diễm không cho gặp thì đó bạn mới rủ về ra, lúc đó mới gặp nhau được. Ủa Diễm mà lý do thì sao mà Diễm không muốn gặp? Mà em sợ mà lỡ mà gặp nhau mà không yêu thương gì được á, lúc đó mất bạn nữa. Nhưng mà lý do gì mà quyết định gặp? Em cũng không biết cái kế hoạch của bạn em với lại chồng em gì hết á. Lúc đó là đi học, cái bạn em nói thôi cúp cua đi, đi ăn, cái em cũng cúp cua luôn. Xuống cái gặp anh này. Sao? Bất ngờ anh nhìn nó không giống như trong hình. Đẹp quá mà đúng không? Xấu quá. Không giống như trong tưởng tượng phải không? Không giống, nhìn dữ mà nhìn lùn,
sâu mắt. Sâu banh nhà lòng luôn. Rồi sao nữa? Thấy là dễ thương hơn ở trong hình. Nhưng mà có cái là cách nói chuyện á. Nói với em là trời, hai người lâu ngày không gặp nhau sao không chịu ôm hôn nhau đi nữa chứ, trời vô duyên. Trời vô duyên ghê. Có nghĩa là bạn của em á hả? Dạ. Bạn em nói đó phải. Dạ, em nói chồng em với bạn em sao lâu ngày gặp nhau mà không ôm hôn gì hết vậy? Đó, cái ảnh phán cho em nói em vô duyên. Nói luôn ngay tại chỗ luôn hả? Mất điểm dữ dội vậy đó. Sao cái ban đầu á nhìn thấy mặt Phong là Diễm đã thất vọng rồi. Vậy thì lý do gì mà Diễm lại yêu anh rồi quyết định cưới anh? Dạ, em nghĩ chắc tại vì do bệnh hạt điều anh ơi. Tại vì là có hôm cái anh gọi em, cái anh cũng hỏi là ăn hạt điều không, anh Phong đem lên cho. Cái em nói ăn. Qua ngày sau cái nhận được bình hạt điều mà thấy cái tay á chị, nó bị vừa dính mủ nè, vừa đen nữa nè, mà vừa bị phồng, bị rộp lên là do nướng hạt điều tươi. Nó tự nhiên nhận cái cảm thấy mình có tội lỗi hay sao đâu á. Là tự tay Phong làm. Dạ đúng rồi. Dạ, tại về quê thì bên nhà em có trồng điều nhiều á. Má thường hay lựa ra những hạt to to cho mình nướng đi. Không, mỗi lần về chơi má đưa ra nướng. Cả nhà ăn ở xong trực nhớ tới gọi điện lên kêu ăn, ăn nướng thôi chứ cũng lúc đó đâu có biết ý nghĩa là nướng thật điều để gây tình cảm đâu. Nhưng mà Diễm lại nghĩ rằng là ngộ nhận đúng không? Dạ đúng rồi, em ngộ nhận. Dạ. Nhờ bệnh hạt điều đó. Dạ, nhờ bệnh hạt điều thấy cái cũng suy nghĩ lại, thấy mình thấy ảnh chắc ảnh cũng thương mình, ảnh mới nướng hạt điều cho mình ăn rồi. Dạ, thế với lại thấy cũng chất phát, thật thà, hiền lành nữa. Cái từ từ cái em quen. Phong với Diễm là quen nhau bao lâu? Tụi em quen nhau từ năm 2009 lần. Ừ. Dạ. Quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ, quen nhau đã 2 tháng sau. Có cơ hội em đi qua Nhật tiếp. Thì mới nói với Diễm là thôi đợt này anh nói em đi có 1 năm mà. Ừ. Nó xong rồi cái em gần, em hỏi hoài. Cái bắt đầu cái từ từ nâng lên 2 năm. Cái hỏi nữa, nói anh nói thiệt đi. Cái bắt đầu cái nói anh đi cho anh đi 3 năm đi. Trời, em nghe xong thực sự là rất rất là buồn luôn chị. 3 năm em tính ra là coi như em 30 tuổi mất tiêu rồi. Mà chờ mà gặp mà mình ở nhà mà mình chờ đợi gì nữa, ai biết được về rồi có chịu cưới hay không. Rồi xong rồi ai biết được qua bển có gặp cô nào nữa không. Nói chung là lúc đó vừa buồn vừa lung lay mà suy nghĩ nhiều dữ lắm. Ủa Phong, đó là đi học? Dạ đi làm. Đi làm. Nhưng mà anh muốn hỏi là tại sao Phong không nói thẳng luôn là mình đi 3 năm? Dạ, tại do là lúc đó cũng thương Diễm nên mà nói đi 3 năm luôn á thì sợ Diễm buồn, Diễm chịu không nổi chút sốc. Cái cảm giác chờ đợi 3 năm kinh khủng lắm. Dạ đúng rồi, trời, trong khoảng thời gian đó lúc mà anh nói với em á là coi như là ngày nào về cũng khóc hết á. Khoảng thời gian đó phải nói là thật sự là em nói là kinh khủng. Anh nói bao lâu thì anh đi? Chắc cũng khoảng 1 tháng đó là anh đi rồi, anh chỉ thông báo với em là thôi anh có cơ hội đi. Như là một sự Nhật. Thông báo thôi đó. Dạ đúng. Chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi. Em có nghĩ rằng là chấm dứt cái mối tình này đó mà anh tìm mối tình nào khác không? Dạ không, lúc đó là lỡ thương quá rồi. Phong đi là 3 năm sau Phong quay về? Dạ không, đi qua đó thì khoảng chừng gần 2 năm thôi. Nhớ chịu không nổi xong ở Việt Nam lại và định hỏi. Dạ. Cưới. Dạ. Sau khi mà lấy nhau thì em phát hiện ở vợ em có cái tật xấu gì không? Nó ăn dở khác à? Nói chung là thường là món chính là trứng thì gói. Ngoài cái chuyện mà không biết nấu ăn ra thì còn gì đó? Dạ có một cái mà trước khi mà cưới nhau á là mẹ em có nói một câu rồi, con cưới con Diễm về á có cái tật xấu mà con sẽ biết. Em hỏi hoài không chịu nói, mẹ kêu để cưới về rồi biết đi con. Tối mà cưới xong á nghĩ hai chồng làm tôi tivi, đang coi tivi xong quất một cái chát là gì, không phải quất cái chát mà quay lại thấy vợ đang cắn mình. Ủa, hỏi tại sao em cắn anh? Em ngứa răng. Tật mọc răng hả? Không chị, tại vì không biết sao tật em cảm thấy là em bị ngứa răng. Nhưng... phải tìm người nào mà cắn cho bằng được. Ngoài lỗ tai ra còn cắn chỗ nào nữa? Dạ, cắn đủ chỗ, tay chân ngực rồi cắn. Mà có khi nào cắn mà để lại dấu răng không? Có, tại vì có nhiều lần mà em cắn á, bị bầm xong rồi bị chảy máu nữa. Cái xong rồi cái tự nhiên lúc đó em thấy hối hận quá. Thôi em xin lỗi anh, em hứa lần sau em không cắn nữa. Xong mấy ngày sau em cắn tiếp. Bây giờ thực sự là chị không hình dung được là tại sao em lại cắn như vậy. Tại em ngứa răng thiệt. Hay là cái cảm xúc của em lúc mà tự nhiên em thấy thương chồng quá, yêu chồng quá,
là mình muốn cấu, muốn nhéo, muốn cắn, muốn xé vậy đó. Không, chị chắc tại ngứa răng thì chị, tại lúc mà chưa có chồng á thì cứ đeo theo má, cắn má thôi. Rồi, vậy là hiểu rồi, coi như là mẹ em chỉ muốn gả em đi cho rồi đó. Để coi coi như là có người thấy thân. Ừ, có người thấy thân. Ở nhà lâu lâu nhiều khi má đang làm vậy cái em lấy cái tay em cắn một cái xong rồi cái má quay qua quýnh cái bóp cái rồi hai má con giận. Vậy á, rồi giờ chồng em có bị chồng em quýnh kiểu đó bây giờ chưa? Em thì mới đầu cắn thì nó đau, mà cắn hồi cũng ghiền. Ghiền cắn luôn hả? Dạ. Cắn ghiền mà tốt. Ngày nào không cắn thì lại cũng hơi buồn buồn. Ủa gì à? Ủa. Ví dụ mà giờ không cho cắn nó giận không? Dạ, dạ gì giận xong lên ống chịu chị luôn, đập tay đập chân vậy. Nói xong giận chạy vô phòng nằm đó khóc, không phải khóc mà là lăn qua lăn lại rồi nhũng nhẽo, rồi theo cái tật nhũng nhẽo nó đập tay đập chân vậy nè, không chịu đâu, không chịu đâu, như nít vậy á. Xong lúc đó em mới vô kêu nè cho cắn miếng này, lúc đó mới không cắn. Trời vậy đó hả em, chị không tưởng tượng được cái lúc vợ em mà cắn nó cắn ra làm sao. Em giờ cắn ra thử thử đi, mọi người vỗ tay đi, mọi người vỗ tay đi cho nếu em không cắn lại nha. Cái này là anh tình nguyện anh cho em cắn chứ không phải là em muốn cắn. À, trời ơi vậy là đã đó, đã đó phải không? Rồi có thêm một cái mặt đồng hồ nữa. Đúng rồi. Rồi nhõng nhẽo thì lăn đùng ngã ngửa ra đây vậy đó hả? Anh chạy vô giường lựa cái niệm em mới xong chạy vô xong rồi lăn qua lăn lại rồi. Vậy là em phải cẩn thận nghe, chứ mốt mà có em bé đó là lúc mà nhà lúc em đi vắng lại nhà cắn con đó. Có cái là để cái là thích ăn mía, cho ăn mía là cắn rất là nhẹ. Ăn mía hả? Trời ơi, em có chuyện sở thích kỳ dị quá. Bởi vậy nhà em lúc nào cũng có mía đầy trong nhà. Hả? Mà bữa nào mà quên mua mía là tối đó ăn cắn nặng á. Vậy đó hả? Trời ơi. Trời ơi, vậy em có mong muốn vợ em đừng cắn em nữa không? Dạ cũng có, nhưng mà nói chung cắn là đã ghiền rồi. Rồi ngoài ra còn gì đâu? Thứ hai là nấu ăn ngon ngon một chút. Tại em nghĩa là nâng cấp lên xíu. À, thêm một số món vô nữa. Dạ. Chứ không phải là mì với trứng, đúng không? Dạ. Hay còn em? Dạ, em mong muốn chồng mình thay đổi sao? Mỗi lần mà có giận hay gì thì cứ việc nói ra, chứ đừng có mà im im. Cứ mỗi lần mà giận hay gì cứ vô trong phòng, chân mày thì trâu lại, cái mặt thì lầm lầm lì lì, cầm cuốn sách tiếng Nhật ra đọc. Em nói gì cũng không nghe, em hỏi gì cũng không trả lời hết trơn á. Ghét quá vô rồi, ý là em năn nỉ luôn, em nói thôi đừng giận nữa nha, vuốt vuốt vậy cũng không chịu luôn. Tới chừng mà đợi mà em tức lên, em giận lên rồi bắt đầu mới thôi. Thưởng không chịu mà muốn phạt. Với lại thêm một cái nữa là em cũng muốn ảnh là biết chia sẻ nhiều hơn. Tại vì có gì anh cũng giữ trong lòng không mà ông không có chia sẻ gì hết á. Em nói vợ chồng thì sống với nhau cả đời mà chị, nên em muốn là có gì thì cứ chia sẻ với nhau. Còn gì nữa không? Bớt nóng tính chút xíu. Mà mỗi lần nóng tính vậy cái đi lấy tay vậy nè đập vô tường. Cái nhiều lần em khuyên là thôi đi đấm đập đầu vô gối đi cho đỡ đau, ta đỡ đau, tự nhiên đi đập tay vô tường vậy rồi chảy máu rồi tùm lum hết. Anh đâu đau đâu mà em đau nè. Ừ. Thấy em đau chưa? Dạ, giờ mới biết. Giờ mới biết, giờ mới biết. Mai mốt mà giận hay gì mình đập tay đó, mình đè bá ra mình cắn mà lại. Cái trường hợp của cặp vợ chồng này vui quá ha. Thuận, em đừng áp dụng vợ em, đừng về cắn nó nghe. Cắn chứ, giả không còn cái răng. Hai người này vẫn còn rất là dễ thương đúng không Thuận? Từ cái mâu thuẫn của hai bạn cũng có gì ghê gớm. Hai bạn không có dễ thương, mà là quá dễ thương. Anh Thuận khéo nói ghê á. Yeah. Rồi chúc hai bạn là luôn luôn hạnh phúc như vậy. À, xin cảm ơn hai bạn. Khuôn mặt tròn trịa và cái đôi mắt rất là to. Cô này đòi đòi quen từ trưởng phòng đến giám đốc cho lên. Cũng già là ba mấy tuổi. Không, già quá không quen. Bây giờ chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng thứ hai. Và ngay sau đây xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào cô dâu chú rể. Chào vợ anh chồng chị. Rất trẻ. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Văn Mạnh, hiện tại em 30 tuổi, em đang làm nhân viên bảo trì công ty. Rồi. Cô dâu 5 tuổi. Tên gì? Dạ chào anh chị ạ, em tên là Ngọc Đào. Hiện nay em 25 tuổi đang làm kế toán. À, nhỏ hơn 5 tuổi đúng không? Dạ. Hai người quen nhau lúc nào? Ai cua ai trước? Dạ em cua trước. Em cua trước đương nhiên rồi, vợ đẹp quá mà. Vợ có đôi mắt trời ơi nhìn đã chứ sợ luôn ha. Đôi mắt của em á nha. Bằng hai đôi mắt anh á. Bự quá mà. Còn anh đoán nha,
Lần đầu tiên em gặp vợ em, có phải là em ấn tượng về cái đôi mắt của cổ? Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên em ấn tượng về cái khuôn mặt tròn trịa và cái đôi mắt rất là to. Đẹp ha. Dạ. Mà trắng trẻo nữa đúng không? Dạ đúng rồi, trắng trẻo. Nhưng mà lúc đó gặp là đang đi làm hay là đi học? Dạ hai đứa em ăn hủ tiếu chung một cái quán á. Nè, hủ tiếu Bò Viên, hủ tiếu Hoành Thánh hay là hủ tiếu Gõ? Hủ tiếu Gõ ngoài lề đường. Hủ tiếu Gõ nó dễ thương lắm. Rất là dung dị, rất là đời á. Dạ. Đâu kể nghe coi. Mỗi lần mà em đi vô quán thì thường thường là vợ em là sắp về rồi. Có một lần đó em vô sau, cái là cái cô hủ tiếu của nó là à mối tới. Có nghĩa là vợ em là mối gì với quán đó Mà em cũng là mối vậy đúng không? Dạ. Xong cái em biết là mối rồi, cái qua bữa sau em lại ăn nữa. Em hỏi cái cô chủ quán á là biết hai người đó, tại lúc đó vợ em hay đi chung với một cô bạn gái nữa. Đó sau em hỏi cổ với cô nói là hai đứa đó thì học ở trường Lạc Hồng á, ở gần đây. Cho nên em nói là cô xin giùm con số điện thoại của cô đó đi. Nhưng mà cô xin là cô này không cho. Cô này nói là chắc anh này là làm công nhân công ty gì đó hay là đang lao động gì đó. Là cô này nói. Dạ, dạ. Không thích. Cô này đòi đòi quen từ trưởng phòng đến giám đốc cho lên. Dạ, chị biết sao không? Cái cô đó nói với em á là có thằng kia kìa nó xin số điện thoại của con. Em nói là cái anh đó làm sao? Cô nói là anh đó thấy nó đi làm rồi mà nhìn nó cũng già rồi, ba mấy tuổi. Mà lúc đó em là sinh viên năm 3 á chị. Nên em nghĩ là thôi già quá không quen. Cái cô nói là vậy sao, có cho số điện thoại không? Cái em nói dạ thôi không cho. Cái cô nói hai đứa ăn gặp nhau hoài à, mà sao con không thấy người đó hả? Em nói con không thấy. Cái lần sau cô chỉ mặt đi. Khoảng cỡ 6 tháng sau anh chị. Trời ơi, ăn 6 tháng, ăn hủ tiếu 6 tháng luôn rồi. Em ăn đó, cái đó là từ năm nhất đến năm 3 rồi. Trâu. 180 tô. Cái đợt đó là tháng đó là tháng 7, trời mưa râm râm á. Cái ảnh ngồi góc kia, em ngồi góc này. Cái cô nói là đó cái thằng đó đó, nhìn ảnh. Ảnh nhìn cúi mặt xuống nhìn. Em nhìn em cũng cúi mặt xuống, thấy ngại mà thấy ảnh cũng dễ thương. Mà cũng không cho luôn. Dạ. Cũng không cho luôn. Khoảng một tuần sau là gặp tiếp. Như là có duyên hay sao anh chị? Nhưng mà gặp trong một tuần đó là ngày nào cũng ăn chứ đúng không? Dạ không, tùy lắm, có khi thứ hai ăn, có khi thứ sáu, bảy ăn vậy đó. Rồi gặp sao? Thấy gặp ảnh, cái ảnh qua bàn kế bên, ngồi đối diện em nói chuyện. Ôi trời, qua luôn à? Tại bữa đó trời mưa. Xong cái đầu gán can đảm để tỏ tình. Nó hỏi ở đây mình học anh văn chỗ nào rồi đó. Để mà mình xin kiểu như làm quen á. Cái cô ta nói đi ra trung tâm mà học. Anh giả bộ, anh nói anh hỏi em thì chắc anh này em giả bộ thôi. Chứ anh đi làm rồi giờ không anh văn làm gì nữa. Cái em nói là nè, em không biết. Mà lúc đó anh nói chuyện với em hả, cái mặt ảnh đỏ như cái cà chua vậy. Cũng như lớp rồi nhau mà. Gỡ mắc cỡ đúng không? Nhưng mà mặt em nó có đỏ không? Dạ không biết. Rồi cuối cùng là vẫn không cho số điện thoại luôn. Dạ không cho. Vậy là cái cô hủ tiếu là chắc chắn là cô yên tâm là ngày nào cũng có hai tô á. Đó, nói chung thật ra trong cái câu chuyện này cái người lời nhất là bà bán hủ tiếu. Thì đó. Bạn này chắc chắn là ngày nào cũng phải đến quán hủ tiếu. Dạ không, ở trên trên đường về là em chạy qua, chạy ngang qua cái quán. Nhà em với cái quán hủ tiếu đó sao? 10 cây, cách 10 cây. Hôm nào mà thấy cô thì tấp vô ăn, không thấy cô em thì cho số điện thoại cho cô hủ tiếu đó luôn, nếu mà thấy cô đó ăn thì nhắn cho em. Trời ơi. Trời ơi, cái bà hủ tiếu đó, bây giờ bà còn bán không? Dạ còn. Đám cưới chắc chắn phải mời cổ rồi đúng không? Dạ có. Cưới là phải mời đó, bà Mai chứ bộ. Bây giờ mình đi thẳng vấn đề đi. Đến bao lâu thì em mới có cảm tình với anh này? Đó là qua ngày hôm sau à. Cô này em vô đó là hai đứa tình cờ gặp nhau nữa. Nhỏ bạn thân em á, lúc đó nói là nếu mà hôm nay mà có duyên gặp ảnh một lần nữa thì lấy số điện thoại của ảnh luôn. Cái bữa đó ra gặp, em ngồi trước. Xong tí nữa thấy ảnh chạy xe tới thiệt luôn. Hết hồn. Cái lúc đó ảnh ngồi bên bàn kia, ảnh không dám ngồi gần em nữa. Rồi sao? Đâu xong cái lát có mật báo đâu. Đó. Tôi nghĩ là có duyên. Mật báo là bà hủ tiếu. Tôi nghĩ là có duyên không à. Bà hủ tiếu mà khù lắm. Rồi sao? Xong cái lát sau đó là... Có mưa không? Bữa đó là đúng rồi ngày đó ngày nào gặp nhau cũng mưa. Bảy. Ôi trời ơi mừng quá. Tháng 7. Giờ em về xong ra xin số thơ, xin cô hủ tiếu lấy số điện thoại của em luôn. Xin cô hủ tiếu. Nhưng mà chị hỏi nè. Dạ. Em sao mà em mê vợ em dữ vậy? Tại vì mình thấy vợ em, thấy vợ em là có cảm giác nó khác lạ với người con gái bình thường. Ừ, khác lạ đúng không? Dạ thấy nó cảm giác nó thân thích lắm. Thân thích lắm. Quen biết từ lâu lắm rồi. Trời ơi, chắc là trong tiềm quen đó, đó kiếp trước dạ, kiếp rồi khi mà cực có cảm nhận đó chị. Chắc là kiếp trước cũng có gặp gỡ rồi. Ông này chơi hủi, giật hủi. Giật không à. Trời ơi, khổ quá. Kiếp này phải trả bằng hủ tiếu. Đó.
Rồi, coi như cái đêm đó là có số điện thoại rồi. Kể từ sau đêm đó là có đi đâu chơi không? Dạ, chỉ cần sau một ngày luôn. Sau một ngày sau là hai đứa hẹn gặp nhau. Rồi, bà Hủ Tiếu mất mối. Dạ đúng. Dạ bữa đó không ăn Hủ Tiếu. Không ăn Hủ Tiếu nữa, hẹn ra quán cà phê. Thì đó, bà nhưng mà bà mất mối rồi. Rồi sao? Đó là cũng trời mưa tầm tã lắm, mưa ghê gớm lắm. Mà tao nói lỡ hẹn rồi bây giờ không lẽ không tới Phật em phải mặc áo mưa tới. Lát giờ em ra có một sự khác biệt kinh khủng luôn. Là sao? Sao? Giờ em muốn biết cái sức vào thơm hay gì đổ lên hay sao mà cái mùi giống như đi tới đâu là lan tỏ cả cái khu phố luôn. À. Mà trời mưa mà nghe vậy đó. Dạ. Ừ. Rồi sao nữa? Rồi xong cái hai vợ chồng em đi ra ngoài cái quán cà phê ngồi á, thì ngồi đối diện nhau nè. Xong cái mùi nó nồng nặc quá, nó chịu quá hết nổi rồi. Xong em nói là thôi giờ mình đi dạo đi, chạy xe chở vợ em đi dạo đi vòng vòng cho nó bớt đó, cho nó bá bớt mùi đó mà. Dạ. Bá bớt mùi. Ủa nhưng mà em có biết là anh khó chịu với cái mùi dầu thơm không? Dạ không biết, tại lúc đó em xức dầu thơm lên á thì em không ngửi thấy mùi gì hết. Em ngửi thấy mùi em xức hoài vậy á. Vậy hả? Không thấy mùi gì hết, cái thôi đi kệ đại đi luôn. Với lại lần đầu hẹn hò mà phải tắm dầu thơm thôi. Rồi kể từ sau cái đêm mà coi như là hửi đó thì là bao lâu thì hai đứa mới quen nhau, chính thức yêu nhau? Chắc cỡ vài tháng sau. Vài tháng sau? Dạ. Họ có ăn Hủ Tiếu đâu? Dạ có chứ. Rồi đúng rồi, chứ đừng bỏ, đừng quên ơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là cũng thường xuyên xuống dưới cô lắm, thăm cô hoài. Bao lâu thì các em cưới nhau? Dạ tụi em quen nhau khoảng 3 năm mấy cưới. Giờ cưới được bao lâu rồi? Gần 10 tháng. Quá so. Em bé chưa? Dạ có. Được 2 tháng rưỡi. Dạ. Đúng 12 em. Trời ơi vậy mà ốm quá ha. Ước gì ước gì. Không, người ta có bầu mà người ta còn như vậy đó. Mà đây không có bầu. Khổ tâm, khổ tâm. Nghe câu chuyện của hai bạn, cái giai đoạn đầu gặp gỡ và làm quen xin số điện thoại qua xe Hủ Tiếu Gõ đó. Một câu chuyện tình rất là ngôn tình, rất là ngôn tình. Vậy thì bây giờ sau khi cưới về rồi, hai bạn có lãng mạn, có đẹp như là cái thời mà hai bạn mới quen nhau? Cũng có hay ghé cô rồi ăn Hủ Tiếu rồi trò chuyện vậy thôi. Một tháng, hai tháng mới ghé thôi. Có nghĩa là giờ hiện tại là mình ở xa cái chỗ đó nữa. Nên là không có tiện thời gian nữa. Nhưng mà lấy nhau xong rồi về có thấy những cái gì mà vỡ mộng về nhau không? Ngôn tình quá chị nghĩ chắc không có gì đâu ha. Có. Đợi em nói trước đi. Ảnh có cái tật là ảnh mê đá banh, đi đá banh suốt vậy á. Mê là mê đi đá banh hay là mê coi? Mê đi đá banh. Đầu thời gian đầu cưới về á chị, ảnh nhắn tin ảnh nói chiều nay anh đi đá banh nha. Mà em nói không được đi, em cằn nhằn vậy về nhà cũng mất tiêu. Vậy cũng đi. Đi vậy 7-8 giờ tối mới về. 7-8 giờ tối về cái em lại cằn nhằn nữa, ảnh nó đằng sau không đi. Mấy ngày sau nữa, ảnh là không nhắn tin nữa, em nghĩ là chắc ở nhà ngoan rồi. Ai đâu về nhà thấy mất tiêu luôn. Đi đá banh được dạ. Đá banh nữa. Đi đá banh nữa. Mà đi banh quá. Nhiều khi đi đá banh á, vợ em lại hay ghen là nó đi đá banh, giả bộ đi đá banh hay đi quen cô nào. Cũng phong long vậy thôi đúng không? Nhưng mà em nghĩ sao em đi mặc đồ đá banh mà cứu ai được? Có, bây giờ mấy đứa chụp gôn toàn nữ không à. Rồi tật xấu gì nữa? Anh có còn ngôn tình như hồi lúc yêu nhau không? Cũng không ngôn tình gì mấy. Lúc trước thì hay tặng hoa nè, giờ ít rồi, không có tặng hoa nữa. Tặng hoa nói tặng mua chi cho tốn tiền. Mất hứng liền đúng không? Nhưng mà thật ra trong lòng rất là thích. Rồi bây giờ tới chồng em đó, bây giờ vợ em, cô có thật xấu gì không? Thật xấu của vợ em là thường nhiều khi làm xong rồi bỏ đồ tung tung. Đi kiếm không được rồi nói là chắc em lấy em đi cho con nhỏ nào rồi. Xong rồi thích đọc chuyện ngôn tình. Em sợ đọc như đó rồi nhiều khi mình có những cái tưởng tượng về những cái cảnh mà yêu đương ước ác rồi đó, khi nó ảnh hưởng, ví dụ như so sánh người trong đó với chồng mình rồi đó. Dựa vô đâu mà em nói là ảnh hưởng tâm lý? Ví dụ như đọc rồi có thổn thức, có khóc lóc, rồi có sụt sùi. Có chị, khi đang với chồng, khi đang ngồi nằm nói chuyện nhau rồi quay qua cái giờ ngồi khóc thành thành. Không biết vì sao hóa ra em đang đột truyện. Có cái nào mà vợ em bắt em phải hành động một cái hành động mà rất là lãng mạn, giống như là một câu chuyện trong cái chuyện mà vợ em đọc không? Dạ không, nhưng mà chỉ tưởng tượng thôi. Chỉ tưởng tượng em thì sao được vậy không? Ước gì đó, dạ, ước dạ, gì đó rồi. Phải không? Rồi, dạ. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt bừa bộn một tí thôi. Chỉ nhiêu thôi? Dạ. Còn vợ sao? Em chỉ mong là ảnh bớt mê đá banh, quan tâm đến em nhiều hơn. Thôi cái cặp này dễ thương quá trời luôn à, ngôn tình quá đi. Tìm hoài tật xấu với nhau tìm có ra. Giờ chị chương trình chỉ biết là chúc tụi em hạnh phúc. Và những cái mà nhỏ đó thì nó không đáng kể. Dạ. Nó chưa thể xếp nào là tật xấu được rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Tụi em có thể tự điều chỉnh được. Mà chúc em hạnh phúc. Dạ. Thì cũng không có to cao. Thực ra nếu mà lỗi thì là lỗi cả với hai cô. Anh quen cái người kia, anh lừa mình rồi. Cũng chơi bời vớ vẩn vậy thôi. Cứ ngồi im vậy nè. Sao thôi dài.
Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào em. Chị nhìn em, chị cảm giác em có cái gì đó hơi mệt mỏi đúng không? Dạ, tại em vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Phẫu thuật gì? Dạ, phẫu thuật cái bu giáp và cổ. Em phẫu thuật được bao lâu rồi? Dạ, được 20 ngày rồi ạ. 20 ngày mà bạn đến tham dự chương trình như vậy thì đúng là rất là cảm ơn bạn và rất là xúc động. Tiếp theo xin quý vị dành một tràng pháo tay để đồng hương cho chúng tôi. Xin mời hai anh chị giới thiệu cho mình. Vâng, em là Nguyễn Văn Sơn. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại thì công việc của em đang là làm nghiên cứu và phát triển thị trường. Ê, còn em? Em tên là Lê Thanh Lý, 26 tuổi, nghề nghiệp là điều dưỡng. Rồi hai bạn quen nhau như thế nào? Cái ngày mà em quen nhau đấy, em đi làm về thì em có ra ngoài công viên em ngồi em xem đánh cờ. Ra ngoài cái đá em ngồi thì trước mặt thì thấy một cô gái, cô ấy cứ nhìn em. Không, đứng đó nhìn là em xong nhìn, ngồi nhìn. Nhìn cái xe đạp. Dạ, lúc đó là cái chiếc xe đạp á, nó hướng về cái phía anh này đang ngồi. Thế là em ngó ra nhìn. Cái xe đạp đó của ai? Dạ, xe đạp của em ạ. Khi mà quay ra trong xe thì tự nhiên nhìn thấy cái anh này. Lúc đó em nhìn anh này thì em có ấn tượng gì về anh? Mới đầu nhìn thấy anh áo sơ mi đóng thùng, nói chung là rất là lịch sự, gọn gàng, nhìn cũng bắt mắt nên cũng hơi để ý tí. Rồi còn em sao, em có ấn tượng với cái lúc đầu tiên đấy thì em nhìn thấy vợ em là hoàn toàn không ấn tượng gì hết đấy. Và nhưng mà thấy cô ấy cứ nhìn mình thì em cũng kiếm cớ em sang em bắt chuyện, em làm quen. Thực ra mục đích lúc đầu tiên của em chỉ là cua chơi vậy thôi, chứ không có tư tưởng gì hết. Rồi, cua thì sao? Thì em sang thì cô ấy cũng đồng ý cho số điện thoại. Thì tối hôm đó về xong rồi em cũng nhắn tin qua lại nói chuyện. Là kể từ hôm mà gặp nhau đến đêm thứ ba là nghe em ra ngoài công viên ngồi. Thì lúc đó thì em mới hỏi kỹ về nhà bạn em. Vợ của em lúc đó là nói gì về cái hoàn cảnh của gia đình con? Lúc em vừa hỏi thì vợ em khóc. Vợ em khóc thì có nói với em rằng là nhà em thì gọi là gia đình cũng được mà không gọi là gia đình cũng được. Tức là sao? Em nói chị nghe, chị không hiểu. Thì bố thì mất rồi, đi rồi. Còn mẹ thì không có đủ điều kiện để chăm sóc. Thành ra là ở với bà ngoại nên cũng có nhiều khó khăn và thiếu thốn. Từ cái lúc mà thấy cô ấy khóc một cái thì em cầm tay cô ấy thì em cũng có nói với cô ấy là anh thì cũng không có to cao, nhưng mà bờ vai của anh thì cũng đủ để làm cái chỗ dựa cho em sau này. Anh lãng mạn quá rồi, anh giết người ta là đúng rồi anh ơi. Xong được nửa tháng sau thì bắt đầu là em tỏ tình. Anh muốn nghe câu chuyện về cái cách tỏ tình của chồng em. Thì trước khi cái hôm tỏ tình á, thì anh có nhắn tin hỏi em là em thích cái loại nhạc nào và cái bài hát nào. Rồi em mới nói em thích cái bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Tối cả anh rủ em đi ra công viên chơi. Cái anh mới nói em thích bài Bức Thư Tình Đầu Tiên phải không? Để anh hát cho em nghe nha. Xong thì anh hát. Mà lúc đó anh hát hay lắm. Thế xong bắt đầu là anh mới nói rằng là làm người yêu anh nhé. Em có thể nào mà em hát lại cái bài đó cho mọi người nghe được không? Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở bên nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe. Và em thấy rõ ràng đây đúng là cái người đàn ông của đời em đúng không? Dạ. Sau cái màn tỏ tình đó thì đến bao lâu thì hai bạn mới quyết định đám cưới với nhau? 2 năm sau. Chồng em á, nói chung là một cái người mà anh thấy bây giờ rất là chiều chuộng em và rất là thương và yêu em. Vậy sau khi cưới về chắc không có gì bất ngờ gì về người chồng tuyệt vời đâu. Không, đúng không? Nhiều lắm. Chưa khi cưới là cũng đã có rồi. Bây giờ lúc đó là yêu nhau rất nồng sắm, mình đang rất tin tưởng vào anh rằng là anh rất yêu mình. Nọ thì tự nhiên thì phát hiện ra là anh đang quen một cô khác nữa. Thành ra suy sụp. Cái lúc trước á mà em đến với vợ em á là em quen cô đó rồi. Thực ra nếu mà lỗi thì là lỗi cả với hai cô. Rồi em sốc, em giận. Em giận thì anh cứ xin lỗi. Em nhất quyết là phải gặp bằng được cái cô gái đó. Rồi sao? Thì cái cô kia có mới đưa ra cái điện thoại. Có nói đây nè, anh nhắn tin nè. Nhìn điện thoại nhắn tin cũng mùi mẫn lắm. Rồi thôi đi, kết thúc từ đây đi. Ủa?
Đáng lý là nếu mà theo lẽ là phải là chọn một trong hai chứ. Thì lúc đó cái cô kia có đưa bằng chứng vậy thì em mới nói là thôi rồi, anh quen cái người kia, anh lừa mình rồi. Thì mới khóc. Thì trong suốt đoạn đường về anh mới xin lỗi, anh nói rằng là xin lỗi anh chỉ có em thôi. Nói mãi thì em mới suy nghĩ thôi, thì để thời gian xem sao. Vậy thì anh còn có lén phén với dạ lăng có nhau. Nhiều lắm, cứ nhắn tin tán tỉnh cô này rồi hẹn cô này để uống cà phê, anh xóa hết nhưng mà em có chiêu nên là biết. Coi cái người mà luôn tin gửi đó nè. Không, anh cũng xóa hết. Mà sao biết hay vậy? Dạ, hay có chiêu sao? Tại vì anh này á, thôi mỗi lần mà anh tán tỉnh hay là cái cô nào mà mình nói miệng anh chối, nên mình phải sờ từng tay dây từng chán đó, nên thành ra là mình phải khu, mình phải tìm hiểu rồi moi móc ra rồi nói đúng rồi đó thì anh mới chịu nhận. Sau khi cưới đó, sau khi cưới sau khi cưới xem gan quá vậy không, tại thì cũng chơi mời với mình vậy thôi. Anh nói nghe là mỗi lần như vậy khi mà đưa ra bằng chứng là chắc hai vợ chồng cãi nhau. Có bao giờ mà đòi chia tay không? Viết đơn ly dị là nghe em viết nhiều lắm rồi á, thậm chí cũng đã đi gửi rồi á. Riêng về công việc, về kinh tế, về các thứ thì vợ chồng em chưa bao giờ cãi nhau hết á. Nhưng mà những cái lý do chẳng đâu vào đâu xong rồi cãi nhau đâu. Anh á cứ mỗi lần đi làm về là mặt sưng lên, vợ hỏi á không trả lời, hoặc là hỏi gần nữa thì trả lời cộc lốc quá, cái làm cục hứng luôn, không muốn nói nữa, rồi buồn bã, không khí nhà không có một tiếng cười, không có một tiếng nói gì hết. Xong cái mới nói anh à, anh ơi anh sao mà anh đi làm về mà anh cứ sưng cái mặt lên đi, khó chịu quá, anh có gì chuyện gì không, hay có gì với em không? Anh ơi đừng có vất vả, anh in đi. Rồi hai vợ chồng nè, lời qua tiếng vào. Nhưng mà bây giờ cái không khí đó bây giờ còn không? Thì nói chung là hết rồi. Thì cũng qua một cái vụ cũng lớn, em qua bệnh viện mở luôn, tại em cảm thấy ngột ngạt quá. Cũng đừng tuần á, thì suốt mấy ngày đầu thì anh cũng cứ nhắn tin, anh xin lỗi, rồi anh hứa sửa chữa này nọ, không tán tỉnh ai, rồi thế là về nhà sẽ không về dạy dạy dạy. Thế xong rồi anh nói là thôi không tin anh nữa, tại nhiều lần lắm mà. Cái lúc đó là anh mới kêu anh bị đau bụng, xuất huyết, anh kêu anh ói quá trời máu, em nói không tin. Cái anh họ bên cạnh nhà, anh mới đưa anh vô bệnh viện. Em thì em bị thiệt, từ trước đó em đã bị đau rất là nhiều, nhưng mà hôm đó đau em ngồi em không làm việc được. Em mới ra em đi mua thuốc em uống, về đến nhà cái xong là em vừa uống thuốc vừa uống miếng nước bảo thổ hết luôn đó. Nhưng là đưa vô bệnh viện cho em làm luôn. Dạ, xuống thì thấy anh nằm dậy thì em cũng lo, thì anh cầm tay em rồi anh này nọ, thì lúc đó em cũng mũi lòng rồi. Thì coi như là sau cái lần đó là thì anh cũng thay đổi, mọi chuyện nó thay đổi đi thay nhiều đổi. Đúng không? Nhưng mà trước đó một lần thì em bị vợ là cuốn hết quần áo cho ra ngoài. Vợ em là có cái như này thôi này, cãi rất là tài, sai cũng không nhận. Mà bừa bộn lộn xộn đang áp lực rồi, về nhà mà nhìn thấy bừa bộn em không muốn nói chuyện gì hết luôn á. Vâng, thì còn cái lần đấy thế hai vợ chồng cũng cãi nhau, không nói ra, không biết hai vợ chồng cãi nhau. Thế xong buổi sáng hôm đấy em bảo thôi bây giờ em ở nhà đi, anh ra ngoài thuê phòng anh ở. Thì mục đích của em chỉ là để cho vợ không răn đe thôi. Vâng, đúng rồi, chỉ là để cho vợ có cái hướng thay đổi thôi. Đến lúc em đi thì em cứ nghĩ thôi đi làm xong ăn cơm xong rồi bắt đầu là 7, 8, 9 giờ tối em vẫn cứ chạy nhung nhung ngoài đường, em đi dạo em chơi như vậy. 8 giờ không thấy nhắn tin kêu về, 9 giờ không thấy, 10 giờ không thấy, em bảo thôi chắc kế hoạch này vỡ rồi, vỡ nạn rồi. Thế xong rồi bắt đầu em bảo thôi đi về. Về thì thấy đang ngồi trên sofa là coi tivi cười. Mà em bực quá em không đi cửa đó nên em đi cửa khác em vào nhà. Vào đến trong phòng ngủ, em thấy một cái ba lô quần áo của em bỏ hết vào trong đó rồi. Bỏ sẵn hết vào đó rồi. Thế xong em bảo cô vào trong này, tại sao bỏ hết đồ của tôi vào trong. Thế xong nói thì sáng anh bảo anh đi ra ngoài anh ở thì tôi bỏ ra thì anh về anh lấy cho nó nhanh. Tại không? Bây giờ chắc có lẽ là em rất là muốn Sơn có nhiều thay đổi đúng không? Tới thời điểm hiện tại thì từ lúc em bệnh giờ thì nói chung là anh cũng thay đổi rất là nhiều. Cũng không có gì đáng để nói, nhưng có một điều là em muốn chồng thay đổi á, không có tâm lý cho lắm. Ví dụ như lần em đi xanh đi, ngồi chờ thì thay vì anh có thể động viên em hoặc là nói chuyện hoặc là này nọ để em bớt căng thẳng, thế nhưng không, anh có ngồi im vậy nè, xong thôi dài thì nhìn cái cặp bên cạnh á, nó vợ cũng cười, nói chồng cười, nói vợ vui vẻ, thì em thì muốn á là cho dù cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa á, là vợ chồng nên á là thoải mái một tí, quên đi và vui đi hơn. Anh không bình thường, anh mà anh nay là anh căng thẳng đúng không? Anh lo cho em, anh căng thẳng. Em thì em không muốn bất kỳ một cái gì vợ em lo hết á. Nhưng mà vợ em thì lại muốn em chia sẻ cái điều đó. Nghĩa là Lý muốn Sơn biểu lộ biểu lộ bằng hành động.
Dạ, chứ đừng có ngồi im và mình cảm thấy sao mà mình cô độc thế này. Thật sự, em mong muốn điều gì nhất ở vợ em trong lúc này? Cái điều mong muốn nhất của em là vợ em có được sức khỏe. Chị thấy như vậy nè, những cái điều mà Sơn biểu lộ cũng là để Sơn muốn cho vợ Sơn đừng có bị hoang mang, đừng có bị suy nghĩ nhiều. À, những cái gì đạt được, không đạt được một mình Sơn chịu thôi. Bởi vì sao? Sơn cũng biết là Lý không có được khỏe. Nhưng ngược lại cái điều mà Lý muốn á, lại là Sơn đừng như vậy. Thì chị thấy như vậy nè, cái điều mà Lý muốn á, là chính đáng. Vợ chồng phải sẻ chia, phải chan hòa hết. Và trong khi mà Lý đang yếu trong người như vậy, thì những cái gì vợ em muốn em cứ làm đi. Còn cái chuyện mà cổ cảm nhận về cái thành công hay cái thất bại của em, từ từ cổ sẽ nói ra. Chị mong rằng là sau cái chương trình này á, Sơn sẽ thay đổi thêm nữa với cái yêu cầu của Lý đối với em. Chị nghĩ là em làm được đúng không? Còn về Lý thì chị nghĩ như vậy nè, hơn ai hết ngay trong lúc này em phải là người mạnh mẽ, nghị lực. Và cái thay đổi của Sơn biết đâu chừng sẽ là một năng lượng, tiếp sức cho Lý đó, để mạnh mẽ hơn. Và hôm nay đó, một số vợ chồng son đã từng xuất hiện trong chương trình này và họ mang đến đây những lời chúc dành cho Lý. Xin mời. Đây là hai cô dâu của chương trình Vợ Chồng Son, các bạn đã tham gia rồi đó, và các bạn muốn chia sẻ với Lý. Nghe câu chuyện của hai bạn cũng rất là nhiều cảm xúc. Thì hai chị chỉ mong là em phải thực sự mạnh mẽ lên. Và khi mà mình có một cái nghị lực thì chị tin là tất cả những cái quãng gặp gần trong cuộc sống của em sẽ vượt qua. Tại vì không phải lúc nào cuộc sống của mình nó cũng bằng phẳng. Cho nên khi mà em đi qua những cái gặp gần này, em sẽ thấy là những cái điều tốt đẹp phía trước đang chờ đón em. Như là ông xã của Nhi cũng biết là Lý vừa trải qua một ca phẫu thuật, thì cách làm một tấm thiệp tượng trưng cho chương trình cũng như thay mặt cho các cặp vợ chồng son gửi đến Lý cũng như là ông xã là những lời chúc là sức khỏe, mau khỏe mạnh lại. Và đây là trong cái tấm thiệp này thì là có những có rất là nhiều lời chúc của mọi người dành cho hai bạn. Xin được cảm ơn. Lý có thể mở ra xem cái câu chúc ở trong đó như thế nào. Nói chung là đến chương trình hôm nay á, thì em cũng lưỡng lự nữa đi nữa không. Thì cuối cùng em quyết định là đi. Đi để cho tinh thần mình nó vui vẻ hơn và có thêm một cái nghị lực để mà mình tiếp tục điều trị. Tại vì ngay cái ngày hôm qua là cái tinh thần của mình nó cũng đã xuống. Tại vì sau khi mổ xong tinh thần nó xuống hẳn đi thì cũng buồn xong rồi. Nhưng mà bây giờ thì sau chương trình xong thì khi đọc được những cái lời chúc và những lời động viên của các anh chị và quý khán giả rồi thì em thấy rằng là mình phấn khởi lên điều trị cho tới cùng. Lý có biết không và Sơn có biết không, hai bạn tôi nghĩ là phải lạc quan hơn nữa. Là bởi vì chồng của Nhi đã trải qua một cái cơn gọi là thập tử nhất sinh, tưởng chừng là sẽ không vượt qua. Và hy vọng rằng là hôm nay Nhi sẽ mang đến cho Lý một cái sức mạnh, một cái nghị lực gì đó để Lý có thể vượt qua. Cảm ơn hai cô dâu đã từng xuất hiện trong Vợ Chồng Son. Và xin cảm ơn Lý và Sơn. Đẹp nhưng mà hình như hơi bị vô duyên. Vừa ốm, vừa đen, vừa xấu mà mắt lòi ra. Cái anh này ngủ nghiến răng, ngủ không được. Trời. Em ngáy ngủ không có được. Nhìn em còn giang hồ giang nắng hay sao? Xin mời quý vị đặc biệt dành một tràng pháo tay để đón chào với cặp vợ chồng đầu tiên. Bây giờ hãy giới thiệu tên đi. Dạ, em là Nguyễn Phi Phụng. Năm nay em 28 tuổi, em là kiểm toán viên. Em là Danh Thế Minh. Em năm nay 30 tuổi, em là giám sát kinh doanh. Rồi, các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, em với Phụng quen nhau trong một dịp đám cưới á. Thì tới lúc mà mình vô bàn mình ngồi á, tự nhiên thấy chị đã ngồi bên cạnh. Quay sang hỏi, ủa anh là bạn với mấy người xung quanh hả? Mình hỏi những câu vô duyên với mình, bạn với người xung quanh nữa, hỏi câu vậy. Ấn tượng đầu tiên em về vợ em lúc đó là con này đẹp. Nhưng mà hình như hơi bị vô duyên.
Rồi sao? Cái ngồi nói chuyện một hồi thì thấy rất là mến, nó dễ thương mà nói chuyện rất là hay. Xong cái buổi tiệc đó xong, em có xin số điện thoại thì em có dặn là khi nào về nhà thì gọi điện cho anh. Nhưng mà tối đó em xỉn cái điện thoại tắt nguồn, tối đó về tới nhà rồi gọi điện cho em là gọi điện không được. Em gọi điện không được. Dạ. Rồi lúc đó chắc là giận. Dạ không giận anh. Tại vì lúc đó ấn tượng với em, ông thì xấu lắm. Hồi đó không có được vậy đâu anh, hồi xưa có 50 mấy ký à. Vừa ốm, vừa đen, vừa xấu mà mắt lòi ra, nhìn kỳ quá, nhìn không có giống gì bình thường. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi làm sao lại yêu? Dạ đâu có yêu đâu chị. Bị tấn công riết rồi thôi, rồi phải đầu hàng thôi đó chị. Chà, chắc tấn công dữ dội lắm. Rồi đám cưới thứ năm, cái qua thứ sáu là không liên lạc. Qua thứ bảy rồi em gọi điện chị đây rồi ăn cơm trưa. Thì chắc là dặn em là hôm về gọi điện không được hay sao á. Cái mời lời em phải về Long An em ăn cơm ở nhà, nếu anh thích thì anh về nhà em ăn cơm. Cái một tiếng sau em xuất hiện trước nhà. Mà lúc mà đi về là em dự tính là em sẽ ngủ lại nhà này à? Không, em không dự tính ngủ ở nhà Phụng, tại vì ở gần đó cũng có nhà bạn là em định đi chơi là tối đó là về nhà bạn ngủ thôi. Nhưng mà tối đó có cái anh bạn của Phụng có tiền rồi thì ăn cơm xong rồi cái đi hát karaoke xong cũng trễ rồi. Cái em cũng nói sợ lợi thôi, trễ rồi thôi chắc anh về nhà cũng xa, thôi chắc anh em mình trả chiếu ngủ đỡ đây rồi mai đi làm cũng được. Cái anh ừ thiệt chị. Ừ luôn cái hai anh em trải chiếu ngủ ở nhà cũng được. Đuổi hai người không về chị, khổ ghê vậy đó. Trời ơi. Hai ông ôm nhau ngủ chung chỗ vậy đó. Dạ đúng rồi đó chị. Hai ôm chị. Ý là chị nói là tình thương mến thương vậy đó mà ai mà tình địch mà ngủ chung một chỗ, chung một giường, chung một chiếu bao giờ. Nhưng mà không làm cách gì để mà đuổi ra cái anh ấy về. Em cũng sử dụng cái chiêu lúc trước là mua bia về nhà uống rồi mà anh đó cũng được mạnh đâu. Đâu mạnh hơn em. Nhưng mà cái người bạn kia của em á, tức là hai người đó, thì sáng mai ai là người về trước? Em nhớ cái chi tiết á là hai người sáng mét nhau kinh khủng quá chị. Cái anh kia thì mét là cái anh này ngủ nghiến răng ngủ không được. Trời ơi, trời kêu nói xấu đó. Còn cái anh kia thì mét anh này ngáy ngủ không có được. Nói chung hai người cứ mét nhau vậy đó, rồi giống như bêu xấu nhau vậy đó chị. Cái ông nào mà nghiến răng, ông nào ngáy? Ông này nghiến răng, ông kia ngáy. Rồi lúc ấy gia đình bên em có nói gì không? Có bình luận gì gì? Gia đình nói sao mà hẹn hò gì mà sao không sắp lịch để chung. Trời ơi, phụ huynh cũng dữ dội. Rồi ra nữa. Sau cái đợt đó thì em lại thường xuyên lui tới nhà Phụng hơn. Thì Phụng cũng coi em là bạn bình thường chứ chưa có tình cảm thân với em cho lắm. Thì trải qua một cái sự cố là bên nhà Phụng với lại nhà hàng xóm sẽ xích mít. Em đứng đây bên giật thì cũng có lời qua tiếng lại vậy đó. Mà chắc nhìn em cũng giang hồ giang nắng hay sao. Cái mà hẹn của Phụng cứ tuần là dắt ba lô đi xuống. Cứ mọc lễ ở dưới đó trước rồi tính sau. Em không có nhà cũng dắt ba lô xuống chị. Bao lâu thì lấy nhau? 5 năm á chị. 5 năm. Chà, cứ dắt ba lô xuống rồi đi về, xuống về 5 năm. Ăn ké chứ cũng mấy bộ lúa á chị. Rồi đó. Rồi bây giờ ăn ké mấy bộ lúa thì chắc chắn sau này vợ chắc phải quản lý gì lắm nè. Để mà tôi trừ lại cái khoản mà ông ăn bộ lúa nhà tôi. Đâu, không cần phải hỏi cũng biết là ai là người giữ tiền. Em biết lý do tại sao không? Ủa sao nhưng mà nhìn không? Không có, tại vì đây là làm nghề kiểm toán. Ừ, đúng không? Cho nên cái chuyện giữ tiền chắc chắn phải là đây rồi. Nhưng mà làm nghề kiểm toán thì coi bộ em mệt lấy được cái đồng tiền ra hơi bị mệt á. Nói chung là cái gì nó cũng phải có cái chiêu của nó. Bỏ mít dày thì cũng có cái gì nó móng tay nhọn. Cái gì móng tay nhọn của em ra sao? Khoan, nghĩa là bên này giữ tiền. Dạ. Chi tiền cho em là theo ngày hay theo tuần hay theo tháng? Dạ, chi theo ngày anh. Là ngày. Cứ một ngày là vợ phát cho 100 ngàn. Rồi cứ tầm 2 ngày là vợ cho tiền đổ xăng. Trời ơi, vì em nhiều hơn anh rồi. Trời, tội nghiệp em vậy. Trời ơi. Vậy sao anh đủ anh? Ngày em 50 không? Em 70. 70. Mà bao luôn tiền xăng nữa. Vậy là có thể là cái khả năng. Trời ơi, em thấy anh hạnh phúc chưa? Có thể là cái khả năng anh quốc thận mạnh hơn anh về cái khoản bào. Phụng ơi, anh đùa. Anh nghe chưa? Mày sao? Là em siêu hơn bạn này về vấn đề mà bào với bòn với tiền cách làm móng tay nhọn đó, hiểu không? Đâu, em kể thử cái móng tay nhọn của em xong rồi chị sẽ bật mí cái vụ móng tay nhọn của anh Thuận. Thì ví dụ như em làm giám sát kinh doanh, em hay đi ăn nhậu nhiều, hay giao tiếp, hay gặp bạn bè, hay là phải dẫn team sale đi nhậu nhẹt vậy đó. Thì những lần vậy thì em cứ nói giờ chi tiền nha. Ok chi á thì đi thôi. Lấy cái đó. Còn không có thì bắt đầu nói
mình đi làm mình phải giao tiếp giao tế này nọ, ví dụ như lương bao nhiêu đó thì nó tính luôn cái chi phí đó rồi. Và em mà không có tính chi phí đó cho anh thì làm sao anh làm việc này nọ. Thì cái đó cũng là một cách. Hoặc là ví dụ như đi mua đồ, mua cái gì về cho mình là mình phải làm cái vẻ ra không thích, ví dụ như mua cái áo, cái áo đó em mua màu nâu nó dèo sao anh mặc. Rồi đưa tiền cho mình mua thì nó có dư. Xăng thì nhiều khi mình chở sắp tới ngày đổ xăng rồi mình không có đổ, em lên mình chở đi chơi dạo kỹ cho cái xăng đổ xăng em ơi. Vậy là mình bút được một cái khoản xăng nữa. Còn cách nào nữa không em? Không, bây giờ phải hỏi phụ nè. Có cái cách bọt nào mà em phát hiện ra không? Bữa giờ nãy giờ những cái chiêu này là em biết hết không? Biết chị, biết còn nhiều hơn nữa đó chị. Ví dụ như lâu lâu bảo là em ơi bữa nay có anh em này kẹt tiền mượn, cái em cũng đưa cho mượn, rồi xong không bao giờ thấy hoàn lại chị. Lo lo hỏi cái ủa nó trả chưa anh, sao em không thấy anh báo lại, nó trả rồi mà anh xài hết rồi em ơi. Rồi có cái bòn này nó đột phá không? Mới gần đây á là mới biết phát hiện thêm cái cách là ảnh làm một cái tài khoản điện thoại á chị. Trước khi chuyển lương cho em á, hoặc là ai lâu lâu mà chị cho tiền á là nhét vô cái tài khoản đó là em không lấy được. Bắt đầu lâu lâu cái nạp tiền cho nhân viên này, nạp tiền cho người kia là lấy tiền lại. Trời ơi. Trời ơi. Chưa đó được á. Dễ thương quá, nhưng mà nói chung mình biết mình cũng vui vẻ đúng không? Nói chung là Phụng biết là từ khi mà có một tháng cái Phụng đưa tiền cho em giữ lại. Em hay cằn nhằn cái nó thôi tháng nay anh giữ tiền đi, em không có giữ nữa. Mình hiểu. Rồi cái đưa cho em giữ một tháng. Ừ, cầm tiền cục tiền của mình nữa, tiền của vợ nó nhiều đã quá rồi. Đã. Tháng rồi giỗ anh ơi, tháng này có giỗ bao nhiêu chi anh ơi, em chuẩn bị đi công tác rồi anh chi cho em 1 triệu tiền xài giặt hả? Cái gì là chi mới 4 ngày sau em kiểm lại cái hết 10 triệu khủng hết hồn. Cái em ơi thôi anh đưa lại cho em nha, cái không nhận cái bây giờ mà em không nhận thì chắc 2 vợ chồng mình tháng nó ăn mì gõ. Năn nỉ dữ lắm, cùng đưa được cái cục đó sao em mừng lắm vậy. Mà từ sau mà đưa cái đó xong thì vợ lại biết mấy cái chiêu bòn của em hết. Thành ra vậy em phải kiếm nhiều cách mới, tí tối anh Thuận giúp em. Thành ra qua chương trình này sẽ có những cặp vợ chồng rất là cảm ơn chương trình. Nhưng cũng có những ông chồng qua chương trình này xong rồi hận tôi với chị Vân, bởi vì qua chương trình này xong vợ biết thêm nhiều cách bòn. Bây giờ vậy nè, hỏi gì theo em, cái mà quản lý chi tiêu mà xích sao như vậy là cái tật xấu hay là cái tốt của vợ? Qua cái tháng mà em gửi tiền lại cho vợ mà vợ chi tiêu qua nguyên một tháng mà 5 ngày cuối luôn mới hết tiền á, em thấy giỏi. Giỏi đúng không? Giỏi à? Không phải tốt, không phải xấu mà là giỏi. Chưa? Chia sẻ với Minh luôn là mình cũng giống như bạn. Nói chung cũng có khoảng thời gian rồi vợ của tôi nói ông xài ghê quá. Không, bây giờ tôi đưa tiền cho ông tự ông chi tiêu. Tôi nói thôi, nghĩ sao vậy? Đưa tôi đi chi tiêu xong khoảng chừng là tới nửa tháng là hết tiền. Thôi nhưng mà khi mình cầm tiền mình chi tiêu anh thấy mình nó nhỏ nhen lắm anh ơi. Cái gì đúng rồi, tính giống như này, tiền rác nè, tiền nước, tiền điện, tiền sửa xe, tiền rửa xe. Nó cũng kỳ lắm, mẹ ông con trai mà tính nó. Tối đi nhậu tự nói chuyện đi, ta đang nói chuyện chung tự nhiên cái hai người á tiêu lòn nhau cái chuyện đó. Em theo em thì nếu mà nói về tật xấu của vợ em thì là những cái gì là xấu? Cái tính xấu nhất của vợ em là hay nói xấu chồng. Mọi người có thấy nãy giờ giật mặt cái đại hội mà bây giờ mình hỏi khán giả là công tâm chứ, mọi người nãy giờ có thấy là Phụng nói xấu Minh không? Có không? Rồi như rồi là bây giờ đặt...